Ok. Máy này bắt cho thầy. Ừ. Máy này bắt hai người, máy kia bắt người. Ừ. Kia. 1 2 3 4. Em nghe rõ chưa? 1 2 3 4. 1 2 3 4. Hello 1 2 3 4 được chưa? Alo. Alo 1 2 3 4. Mình anh Hải, mình ngoài cùng, ngoài cùng ạ. Bật mà. Nút rồi bấm nút cho tắt nút đi. Bấm nút này, bấm nút này cái. Được rồi. Được chưa? Được rồi, một cái. Ok. Được chưa? Nói đi, nói đi, nói đi. Anh nói đi. 1 2 3 4, được chưa? Ok rồi. Xuống C3 em check Zalo đi, nhắn Zalo cho em đấy. Nhận thấy anh nào. Vậy
nghiệp được nắm được cùng chúng ta cùng chương trình. Thì đây anh chị có thể thấy bên góc trái 1 2 3 4 màn hình trong tầng trên bên trái thì 1 2 3 4 chúng ta để mình tìm hiểu về tên của chương trình này thì cũng bất động lắm. Góc bên phải thì khi các anh chị muốn phát cái full screen và màn hình mình sẽ ấn cái nút ở phía exit full screen ở phía bên góc phải phía trên màn hình. Và quan trọng nhất là phần để đặt câu hỏi hoặc là nó có ý kiến thì xin quý đồng nghiệp 1 2 3 4 đặt câu hỏi ở chat hoặc là Q&A ở ngay giữa cái phím lên của mình. À, thế mình có phải vào phần mềm Zoom để còn xem mọi người hỏi cái gì không? Không, cái link chả ai gửi cho mình nhé. Thì chứ có đấy, có họ có gửi email không? Không biết mình có xem vào. À ừ. Xin chào tất cả các bạn đồng nghiệp đang theo dõi chương trình đào tạo y khoa liên tục do Hội Tim Mạch Việt Nam tổ chức dưới sự hỗ trợ và tài trợ của Medtronic và công ty Bayer. Đây là một chương trình nói về bệnh lý động mạch ngoại biên tiếp cận đa chuyên khoa. Thì như các quý vị đồng nghiệp và các bạn chúng ta cũng đều biết, cùng với sự gia tăng của các yếu tố nguy cơ tuổi thọ đối với tim mạch thì chúng ta đã quá quen thuộc các cái bệnh lý mà chúng ta trước đây chúng ta hay để ý, đó là bệnh lý động mạch vành, mạch não, vân vân. Tuy nhiên bệnh lý động mạch ngoại biên là một cái vấn đề mà bác sĩ đôi khi còn chưa chú trọng đúng mức. Chúng tôi phải nói rất rõ là chưa chú trọng đúng mức, mặc dù cái tỷ lệ mắc bệnh rất là cao, ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng cuộc sống cũng như là ảnh hưởng đến cái tiên lượng của người bệnh. Trong cái thực hành của chúng tôi tại Viện Tim Mạch, Bệnh viện Bạch Mai, những bệnh nhân bị bệnh lý động mạch ngoại biên đã gia tăng rất là nhanh trong những năm vừa qua, và cái chuyên ngành về can thiệp cho bệnh lý động mạch ngoại biên cũng gia tăng. Và chúng ta thấy rằng để đảm bảo được điều trị tối ưu cho một bệnh nhân bị bệnh lý động mạch ngoại biên, không chỉ có việc chúng ta sàng lọc, phát hiện, chẩn đoán sớm, điều trị tích cực đa yếu tố tác động, đặc biệt là chúng ta ngăn chặn các cái yếu tố nguy cơ. Khi bệnh nhân có chỉ định cần phải can thiệp hoặc phẫu thuật thì chúng ta cũng phải có quyết định kịp thời. Nhưng đấy cũng chưa phải là cái chúng ta đã chữa hoàn toàn khỏi bệnh. Sau điều trị, sau can thiệp, bệnh nhân sẽ vẫn chung sống với một cái bệnh lý động mạch ngoại biên cũng như các yếu tố nguy cơ tim mạch khác. Do vậy, chúng ta vẫn phải tiếp tục theo dõi, điều trị và tác động vào đa yếu tố nguy cơ cũng như là quản lý bệnh nhân tốt thì chúng ta có
mới có thể mang lại được hiệu quả tốt nhất cho người bệnh. Và đó cũng là lý do mà chúng tôi cũng tổ chức một cái buổi hội thảo, nhưng thực chất đây là một buổi hội thảo có cấp CME của Hội Tim Mạch Việt Nam. Do vậy, chúng ta cũng đã được nghe ngay từ đầu của ban tổ chức đã giới thiệu, nếu các bạn muốn được cấp CME thì đề nghị các bạn chúng ta phải đảm bảo những tiêu chuẩn nhất định, nộp những hồ sơ nhất định, tham gia đủ các thời gian nhất định, và đặc biệt chúng ta phải làm các cái bài test và nộp về cho Hội Tim Mạch thì chúng tôi mới cung cấp cho các bạn được. Trong cái buổi hội thảo ngày hôm nay thì chúng tôi rất là hân hạnh và vui mừng được giới thiệu với chúng ta là có các báo cáo viên, là các giảng viên đang thực hành tại Viện Tim Mạch Bệnh viện Bạch Mai, là chuyên những chuyên gia về chẩn đoán, điều trị, quản lý cũng như là can thiệp các bệnh lý động mạch ngoại biên. Chúng ta có thạc sĩ Nguyễn Anh Quân sẽ trình bày về chẩn đoán bệnh động mạch ngoại biên, cập nhật những kiến thức mới nhất năm 2021. Chúng ta có thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Tuấn Hải, trưởng phòng C6 của Viện Tim Mạch, cập nhật về điều trị bệnh động mạch ngoại biên từ cộng đồng tới các tuyến chuyên khoa. Và cái chủ đề thứ ba là từ tiến sĩ Đinh Huỳnh Linh, là chuyên gia về tim mạch can thiệp, đặc biệt là can thiệp bệnh lý mạch ngoại biên, sẽ giới thiệu chúng ta về tiếp cận đa chuyên ngành trong xử lý và theo dõi bệnh nhân bị động mạch ngoại biên. Sau đó thì chúng ta có một khoảng thời gian để chúng ta cùng thảo luận. Chúng tôi cũng rất là khuyến khích các bạn cùng tham gia tích cực vào các cái câu hỏi khảo sát, tương tác với các báo cáo viên, cũng như là có những câu hỏi hoặc là những bàn luận đặt ra ở trong cái phần bàn luận ở cuối chương trình. Một lần nữa thì chúng tôi rất là cảm ơn ban tổ chức, cảm ơn tất cả các bạn đã tham gia các cái buổi hội thảo ngày hôm nay rất là đông đủ. Đặc biệt chúng tôi cảm ơn hai nhà tài trợ là công ty Medtronic và công ty Bayer, đúng là tiếp cận đa chuyên ngành, đa chuyên khoa, và tài trợ cũng là đa công ty thì chúng ta cũng có thể tiếp cận được một cách toàn diện. Nhưng chúng tôi cũng nhắc lại rất rõ là những sự tài trợ này không ảnh hưởng và không có liên quan tới những kiến thức về đào tạo ở trong cái buổi hội thảo ngày hôm nay. Một lần nữa chúng tôi xin trân trọng cảm ơn. Và để bắt đầu chương trình thì chúng tôi xin giới thiệu bài trình bày đầu tiên của thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Anh Quân, nói về chẩn đoán bệnh động mạch ngoại biên cập nhật năm 2021. Xin mời bác sĩ Nguyễn Anh Quân. Xin kính chào các quý đồng nghiệp. Theo sự phân công của ban tổ chức thì sau đây chúng tôi xin phép được trình bày bài đầu tiên trong chương trình hội thảo y khoa ngày hôm nay về cập nhật chẩn đoán bệnh động mạch ngoại biên năm 2021. Thì trước khi bắt đầu vào cái bài trình bày của mình thì chúng tôi xin phép là được ôn lại một chút vấn đề về giải phẫu của hệ thống động mạch cấp máu cho chi dưới của chúng ta. Động mạch cấp máu cho chi dưới của chúng ta là xuất phát từ cái động mạch chậu trung hai bên, là hai cái nhánh tận của động mạch chủ bụng và động mạch chậu gốc. Sau khi mà sẽ chia nhánh là động mạch chậu trong và động mạch chậu ngoài. Động mạch chậu ngoài đi xuống đùi sẽ chia nhánh thành động mạch đùi nông và động mạch đùi sâu. Động mạch đùi nông đi xuống dưới đến vùng khoeo sẽ đổi tên thành động mạch khoeo, và tận hết bằng thân chảy mát và động mạch chảy trước. Thân chảy mát sau đó sẽ tiếp tục tách ra thành động mạch chảy sau và động mạch mát. Và động mạch chảy trước và động mạch chảy sau khi đi xuống vùng cổ chân và vùng ống gót thì sẽ đổi tên thành các động mạch mu chân và động mạch gan chân. Đấy là những cái động mạch chính để cấp máu cho chi dưới cũng như là cho bàn chân của chúng ta. Vậy thì chúng ta đang nói đến bệnh động mạch ngoại biên, thì các tác giả trên thế giới thông qua những cái nghiên cứu dịch tễ đã thấy rằng cái tỷ lệ bệnh động mạch ngoại biên đang ngày càng gia tăng trên thế giới, và ước tính hiện nay trên thế giới có khoảng hơn 200 triệu người mắc bệnh động mạch ngoại biên. Và bệnh động mạch ngoại biên được coi là một cái chỉ dấu của cái bệnh lý xơ vữa động mạch hệ thống. Và người ta thấy từ những thử nghiệm nghiên cứu Rich thì đã thấy rằng là bệnh động mạch ngoại biên thì có sự trồng lấp với cả bệnh lý động mạch vành và bệnh lý động mạch não, vốn là cái như phó giáo sư tiến sĩ Phạm Mạnh Hùng vừa chia sẻ là cái mà trước đây chúng ta quan tâm đến nhiều hơn. Thì tuy nhiên là người ta thấy rằng bây giờ bệnh động mạch ngoại biên cũng ngày càng gia tăng và có cái sự trồng lấp với cả bệnh lý động mạch vành và bệnh lý động mạch não. Và người ta thấy rằng là nếu như một bệnh nhân bị bệnh lý động mạch ngoại biên thì sẽ làm tăng 4 lần nguy cơ nhồi máu cơ tim gây tử vong và 3 lần nguy cơ đột quỵ. Thì rõ ràng là bệnh động mạch ngoại biên không chỉ là một bệnh lý riêng biệt mà nó còn có mối tương quan với cả các bệnh lý của các hệ thống động mạch khác trong cơ thể. Về phân loại của bệnh động mạch ngoại biên hay là bệnh động mạch chi dưới mạn tính thì chúng ta có hai cái phân loại lớn, là phân loại của Fontaine và Rutherford. Thì phân loại này cơ bản dựa trên các cái triệu chứng lâm sàng của người bệnh, gồm có không có triệu chứng hoặc là có triệu chứng đau cách hồi, có thể là đau cách hồi nhẹ, mức độ nhẹ, mức độ vừa hoặc mức độ nặng. Và tiếp theo nữa là có biểu hiện thiếu máu chi khi nghỉ, hoặc là có hoại thư, hoặc là có mất tổ chức. Thì xin phép là chúng tôi được đưa ra một số cái tình huống lâm sàng để các quý đồng nghiệp cùng tham khảo. Thì đây là hình ảnh của một cái trường hợp mà bệnh nhân có loét ở bàn ngón chân.
Thế thì cô, tình huống thứ nhất chúng tôi muốn đưa ra một câu hỏi là với một cái trường hợp mà loét chi dưới cho bệnh động mạch ngoại biên thì thường ở vị trí nào? Đáp án A là quanh mắt cá, đáp án B là ở gót chân, đáp án C là ở ngọn chi và đáp án D là ở mặt gan bàn chân. Thì xin mời các quý đồng nghiệp cùng tham gia trả lời câu hỏi trước khi chúng tôi công bố cái đáp án. Cái này mình có làm polling không nhỉ? Có hiện lên đây thì thì các bạn thấy là một cái trường hợp mà loét ở bàn ngón chân thì có thể có rất nhiều vị trí gây loét và nó có thể có nhiều nguyên nhân liên quan đến bệnh lý động mạch, nguyên nhân liên quan đến bệnh lý tĩnh mạch, các vấn đề về nhiễm trùng, các vấn đề về tổn thương thần kinh. Chính vì vậy mà chúng ta cần phải có một cái nhận định trên lâm sàng khi mà đứng trước một bệnh người bệnh đến khám với chúng ta vì biểu hiện ở loét chi dưới và cụ thể ở đây là loét bàn ngón chân. Thì chúng tôi xin phép và đưa ra 4 đáp án như vậy và chúng ta sẽ cùng khảo sát để xem lựa chọn của các quý đồng nghiệp như thế nào. Polling bao nhiêu ra? Các quý đồng nghiệp đã lựa chọn xong chưa ạ? Vâng. Thì đáp án của chúng tôi là đáp án C là ngọn chi ạ. Tại sao? Bởi vì các quý đồng nghiệp đã biết nếu như mà một cái trường hợp mà loét chi dưới do nguồn gốc tĩnh mạch thì thường là sẽ ở vị trí thấp nhất của cái phần tĩnh mạch do là cái ở đấy áp lực của hệ thống tĩnh mạch lại cao nhất, thường nó sẽ ở quanh mắt cá chân và loét đấy thường không đau. Thế còn đối với những trường hợp mà loét ở gót chân hoặc loét ở mặt gan bàn chân thì hay liên quan đến những cái vấn đề loét do tì đè, thường hay gặp ở những bệnh nhân bị chấn thương hoặc là sau đột quỵ có yếu tố bất động, hoặc là loét ở mặt gan bàn chân thì thường liên quan đến tổn thương thần kinh, hay gặp ở những cái trường hợp mà bệnh nhân có bệnh lý đái tháo đường kèm theo. Đấy là tình huống thứ nhất ạ. Xin phép được đưa ra một tình huống thứ hai để các quý đồng nghiệp cùng tham khảo ạ. Chúng ta có một tình huống giả định là một bệnh nhân nữ 55 tuổi. Bệnh nhân này thì lại đi khám chuyên khoa thần kinh vì biểu hiện là đau tức vùng mông. Cái đau tức này thì tăng lên khi đi lại và vận động. Thì câu hỏi chúng tôi đưa ra là những nguyên nhân nào có thể gây ra tình trạng này của người bệnh? A là bệnh lý động mạch ngoại biên, B là bệnh lý đau thần kinh tọa, C là áp xe cơ vùng chậu hoặc mông và D là do hậu môn và E là tất cả. Thì xin mời quý đồng nghiệp cùng tham gia lựa chọn. Thì đây là một cái triệu chứng mà chúng tôi thấy khá là thường gặp trong thực hành lâm sàng và qua đây thì các quý đồng nghiệp có thể thấy là một người bệnh của chúng ta khi mà có một triệu chứng khó chịu ở chi dưới thì có thể đi khám ở rất nhiều chuyên khoa, có thể chuyên khoa nội cơ xương khớp, chuyên khoa nội thần kinh, chuyên khoa về nội tiết, chuyên khoa về mạch máu. Chúng tôi tin là với cái triệu chứng của người bệnh như thế này thì các quý đồng nghiệp cũng đều đã gặp trong khi mà thực hành lâm sàng, ngồi khám ở các phòng khám hoặc là ở trong bệnh phòng điều trị. Chúng ta đã có đáp án của lựa chọn của các quý đồng nghiệp cho tình huống lâm sàng này. Và đáp án của chúng tôi trong tình huống lâm sàng này đó là tất cả các khả năng trên thì đều có thể xảy ra ở người bệnh. Dĩ nhiên là khi đây là một cái triệu chứng rất là chung về đau tức ở vùng mông. Tuy nhiên là nếu mà chúng ta có cái thăm khám kỹ hơn, hỏi bệnh kỹ hơn thì có thể chúng ta sẽ định hướng đến một nguyên nhân này nhiều hơn nguyên nhân khác. Nhưng mà với một cái trường hợp nói chung là bệnh nhân đi khám thì triệu chứng đau tức ở vùng mông như thế này thì bệnh nhân hoàn toàn có thể bị bệnh lý của rất nhiều các chuyên khoa như là bệnh lý động mạch ngoại biên, triệu chứng của đau thần kinh tọa, áp xe cơ vùng chậu mông hoặc là bị dò hậu môn. Chúng ta sang một tình huống thứ ba cũng khá là thú vị. Tình huống này là một bệnh nhân nam 45 tuổi. Bệnh nhân này thì lại đi khám chuyên khoa thận nam học vì có biểu hiện là rối loạn chức năng tình dục mà bệnh nhân hoàn toàn chưa có triệu chứng khó chịu gì ở chi dưới cả. Thì câu hỏi tương tự của chúng tôi cũng là những nguyên nhân nào có thể gây ra tình trạng này của người bệnh? Đáp án A là stress, đáp án B là lạm dụng bia rượu, chất kích thích hoặc là do tác dụng phụ của một số thuốc mà người bệnh có thể dùng, C là có bệnh lý động mạch ngoại biên và D là tất cả. Xin mời các quý đồng nghiệp cùng tham gia trả lời câu hỏi này.
Vâng, chúng ta đã có cái câu trả lời các quý đồng nghiệp, và chúng tôi thấy rằng là đến hơn 90% các quý đồng nghiệp đều chọn đáp án D là tất cả. Và đấy cũng là cái đáp án mà chúng tôi đưa ra. Thực ra thì các quý đồng nghiệp cũng đã biết là vấn đề liên quan đến rối loạn chức năng tình dục thì chúng ta đã rất quen thuộc với những cái nguyên nhân như là stress này, như là vấn đề ở những người lạm dụng bia rượu này, chất kích thích này, hoặc là có tác dụng của một số thuốc, ví dụ trong tim mạch là chúng ta vẫn nhắc đến một cái nhóm thuốc kinh điển có thể ảnh hưởng đến chức năng tình dục ở nam giới, đó là thuốc chặn beta giao cảm. Thế tuy nhiên là có một cái nhóm bệnh mà chúng ta có thể ít nghĩ đến, đó chính là các bệnh lý động mạch, ví dụ xơ vữa động mạch, và đặc biệt là đối với bệnh lý động mạch ngoại biên của chúng ta thì có một cái thương tổn nó sẽ gây ra cái biểu hiện là rối loạn chức năng tình dục, nhưng mà bệnh nhân lại chưa hề có triệu chứng khó chịu ở trên dưới, đó là những trường hợp mà tắc của động mạch chậu trong. Tại vì động mạch chậu trong là một trong hai nhánh tận của động mạch chậu trung và sẽ tham gia cấp máu cho các tạng ở vùng tiểu khung sinh dục, trong đó có chi phối các cái tạng vùng tiểu khung sinh dục và hoàn toàn có thể ảnh hưởng đến chức năng tình dục của người bệnh. Thì đây cũng là một cái thực tế lâm sàng, chúng tôi cũng đã gặp những bệnh nhân như thế này, và chúng ta có thể thấy là những bệnh nhân bệnh động mạch ngoại biên của chúng ta thì có thể đi khám ở rất nhiều chuyên khoa. Và chúng ta cùng nhìn lại cái triệu chứng lâm sàng của bệnh động mạch ngoại biên như chúng tôi đã chia sẻ qua phân loại của Fontaine và Rutherford. Thế tuy nhiên cái tóm lại về mặt triệu chứng lâm sàng thì người ta thấy rằng là 50% bệnh nhân bệnh động mạch ngoại biên sẽ không có triệu chứng lâm sàng. Chúng ta có thể phát hiện được thông qua tầm soát, ví dụ những bệnh nhân mà có chỉ định phẫu thuật bắc cầu nối chủ vành thì cần phải tầm soát bệnh lý động mạch ngoại biên trước khi phẫu thuật. Khoảng độ gần 50% bệnh nhân thì sẽ có triệu chứng, nhưng mà chủ yếu là biểu hiện đau cách hồi chi dưới là 15%, và có tới 33% là những bệnh nhân có biểu hiện đau chi dưới không điển hình như chúng tôi vừa chia sẻ qua những cái tình huống lâm sàng. Bệnh nhân có thể đau tức vùng mông, bệnh nhân có thể bị rối loạn chức năng tình dục thay vì là biểu hiện ở đau chân, và chỉ có 1-2% là bệnh nhân có biểu hiện thiếu máu chi dưới trầm trọng trên lâm sàng, tức là bệnh nhân có đau chân khi nghỉ, hoặc là có loét hoại tử đầu chi, hoặc là có loét không liền. Thì như vậy là chúng ta có thể thấy rằng là tại sao chúng ta cần phải có cái vấn đề cập nhật chuẩn đoán, bởi vì chúng ta có đến gần 90% bệnh nhân của chúng ta bệnh động mạch ngoại biên là không có triệu chứng hoặc là những triệu chứng không điển hình. Chúng ta cần phải có một cách tiếp cận làm sao để chúng ta không bỏ sót những cái bệnh nhân này và có thể chuẩn đoán sớm và điều trị sớm cho người bệnh. Thì chúng tôi xin đi vào cụ thể. Thứ nhất là như các quý đồng nghiệp đã biết là rất ít khi một bệnh nhân tim mạch tự nhiên bị bệnh tim mạch, bao giờ cũng sẽ có những cái yếu tố nguy cơ. Và khi mà người bệnh có càng nhiều yếu tố nguy cơ thì người bệnh càng có nguy cơ mắc một bệnh lý tim mạch nào đó. Thì đối với bệnh động mạch ngoại biên, dựa vào những bằng chứng về dịch tễ học, những cái bệnh nhân mà được coi là có nguy cơ, nếu là những cái người mà tuy là mới dưới 50 tuổi thôi nhưng mà lại có kèm theo là đái tháo đường cộng với một yếu tố nguy cơ phối hợp khác, ví dụ như hút thuốc, ví dụ như tăng huyết áp, rối loạn lipid máu. Với những đối tượng người từ 50 đến 69 tuổi thì chỉ cần có thêm tiền sử hút thuốc hoặc là đái tháo đường thì đã có một yếu tố nguy cơ của bệnh động mạch ngoại biên rồi. Những cái đối tượng người trên 70 tuổi thì là một yếu tố nguy cơ độc lập của bệnh lý động mạch ngoại biên. Những người bệnh mà có triệu chứng ở chi dưới liên quan đến gắng sức hoặc là đau chân khi nghỉ. Những cái trường hợp mà chúng ta thăm khám lâm sàng có phát hiện về bất thường về động mạch chi dưới, hoặc là người bệnh mà đã có những cái bệnh lý động mạch do sơ vữa đã biết, ví dụ như bệnh nhân đã có bệnh lý động mạch vành, bệnh lý động mạch cảnh hoặc là động mạch thận, thì chính là những cái đối tượng nguy cơ của mắc bệnh động mạch ngoại biên. Vậy thì làm sao chúng ta có thể tiếp cận được một trường hợp mà người bệnh bị hoặc là có nguy cơ bị bệnh động mạch ngoại biên? Thì chúng ta cần phải có 4 bước. Bước thứ nhất là chúng ta phải khai thác cái tiền sử liên quan đến bệnh mạch máu của người bệnh. Thứ hai là chúng ta phải thăm khám lâm sàng mạch máu. Thứ ba là chúng ta cho người bệnh làm những cái thăm dò cận lâm sàng không xâm nhập, ví dụ như đo chỉ số cổ chân cánh tay, chỉ số ngón chân cánh tay, siêu âm Doppler mạch máu, chụp cắt lớp vi tính hoặc cộng hưởng từ mạch máu. Và cuối cùng là một số trường hợp thì chúng ta có thể cân nhắc cái chụp động mạch chi dưới có cản quang. Về hỏi bệnh, chúng ta có 3 cái mục tiêu rõ ràng khi mà thăm khám một người bệnh bị bệnh động mạch ngoại biên. Thứ nhất là hỏi bệnh để xác định các yếu tố nguy cơ của người bệnh, như chúng tôi đã chia sẻ với quý vị. Đó chính là những cái yếu tố nguy cơ của bệnh lý tim mạch do xơ vữa, liên quan đến tuổi, liên quan đến giới, các bệnh lý đồng mắc như là tăng huyết áp, tiểu đường type 2, rối loạn lipid máu, thừa cân béo phì. Cái mục tiêu thứ hai của chúng ta khi tiến hành hỏi bệnh là chúng ta sẽ khai thác cái triệu chứng ở chi dưới của bệnh nhân của người bệnh để hướng đến xem là người bệnh của chúng ta bị bệnh động mạch chi dưới hay là các bệnh lý khác. Bởi vì thông qua những cái tình huống lâm sàng, chúng tôi cũng muốn chia sẻ với quý đồng nghiệp là một người bệnh có triệu chứng khó chịu ở chi dưới thì ngoài bệnh lý động mạch chi dưới ra thì người bệnh có thể có kèm theo hoặc là có những bệnh lý khác ở các chuyên khoa khác liên quan, như là bệnh lý đau thần kinh tọa, bệnh lý thoái hóa khớp, biến chứng bàn chân đái tháo đường, hoặc là các bệnh lý về viêm mạch của bên chuyên khoa dị ứng và miễn dịch lâm sàng. Thứ hai là nếu như mà chúng ta khi mà chúng ta đã xác định được người bệnh của chúng ta là bị bệnh động mạch chi dưới rồi
thì chính cái việc khai thác triệu chứng ở chi dưới sẽ cho phép chúng ta định được cái thể lâm sàng của người bệnh và từ đó có những cái lựa chọn chiến lược điều trị thích hợp. Và cuối cùng thứ ba không thể thiếu được, đó là bên cạnh cái triệu chứng của bệnh động mạch chi dưới thì chúng ta phải khai thác các cái triệu chứng của bệnh lý động mạch của các cơ quan khác. Ví dụ xem người bệnh của chúng ta có tiền sử tai biến mạch não thoáng qua hay không, hoặc là có triệu chứng đau ngực mà nghĩ đến do bệnh tim thiếu máu cục bộ hay không. Đây là những cái yếu tố mà chúng ta cần phải đánh giá liên quan đến tiền sử bệnh của người bệnh như chúng tôi vừa chia sẻ. Các cái triệu chứng biểu hiện lâm sàng, ví dụ như đau cách hồi, thì quý đồng nghiệp đã biết là triệu chứng của đau cách hồi thì điển hình là người bệnh cảm thấy mỏi cơ, chuột rút, đau tức và khó chịu ở mông, ở đùi, ở cẳng chân và bàn chân. Thời điểm thì thường xuất hiện sau khi gắng sức, ví dụ như người bệnh sau khi tập luyện, leo dốc và nghỉ ngơi sẽ đỡ. Và người bệnh sẽ có một cái khoảng xuất hiện đau cách hồi nhất định, tức là sau khi người bệnh gắng sức và một vài trăm mét sẽ xuất hiện triệu chứng, và khi nghỉ ngơi khoảng một vài phút thì triệu chứng đó sẽ mất đi và sẽ tái diễn nếu như mà người bệnh lại tiếp tục gắng sức với một cái cường độ tương tự. Các cái triệu chứng ở đau chân, đau chi dưới khi nghỉ, rồi những cái vết thương chi khó lành thì cũng đòi hỏi phải có cái sự thăm khám. Chúng ta sẽ tập trung vào cái phần khám lâm sàng hệ mạch máu, bởi vì tất cả các cái triệu chứng như chúng ta vừa hỏi ở trên là những triệu chứng cơ năng, có thể rơi vào bệnh lý này và bệnh lý khác. Thế cái triệu chứng thực thể mà giúp chúng ta phân biệt được giữa một người bệnh bị bệnh động mạch chi dưới với những cái bệnh lý các chuyên khoa khác chính là cái bước thăm khám lâm sàng, phát hiện các triệu chứng thực thể. Thăm khám lâm sàng thì gồm có chúng ta phải đo huyết áp hai tay để phát hiện chênh lệch huyết áp hai tay nếu có. Chúng ta khám tim để phát hiện những cái tiếng tim bất thường, ví dụ như tiếng tim loạn nhịp hoàn toàn, những cái tiếng thổi ở tim, hoặc là những cái tiếng tim điển hình của bệnh lý hẹp van hai lá, là một cái bệnh lý mà thường xuyên gây ra những cái biến cố đột quỵ và tắc mạch hệ thống do nguyên nhân huyết khối từ tim. Chúng ta cần phải nghe tiếng thổi ở bụng để phát hiện phình động mạch chủ bụng, nghe tiếng thổi ở cổ để phát hiện ra bệnh lý hẹp động mạch cảnh. Và đặc biệt là chúng ta phải tiến hành bắt mạch ở những cái vị trí, đó là vị trí mạch cảnh ở cổ, mạch quay và mạch trụ ở cổ tay, mạch đùi ở vị trí vùng bẹn, mạch khoeo ở vùng khoeo, mạch mu chân và chảy sau ở cổ chân của người bệnh. Và chúng ta sẽ điền theo các cái thang điểm, với 0 là điểm mất mạch, 1 là mạch yếu, 2 là bình thường và 3 là những cái trường hợp mà phình động mạch chúng ta ghi nhận được ranh giới rõ ràng. Và sau khi mà tiến hành bắt mạch như vậy thì chúng ta sẽ vẽ một cái sơ đồ hệ động mạch ngoại biên của người bệnh và chúng ta sẽ đánh dấu vào các vị trí tương ứng. Một cái thăm khám trên lâm sàng cũng khá là quan trọng giúp chúng ta có thể chuẩn đoán chính xác bệnh lý động mạch ngoại biên, đó là chúng ta đo chỉ số cổ chân cánh tay, hay là tên tiếng Anh là ABI. ABI được xác định là tỉ số giữa huyết áp tâm thu đo được ở cổ chân mỗi bên chia cho huyết áp tâm thu đo được ở bên cánh tay có giá trị cao hơn. Như vậy là đầu tiên chúng ta sẽ xác định mẫu số, chính là huyết áp tâm thu đo ở cánh tay có trị số cao hơn. Về tử số thì chúng ta ở với mỗi bên chi sẽ có hai cái giá trị đo, là huyết áp của động mạch, áp lực của động mạch chảy trước đo tại vị trí cổ chân và áp lực của động mạch chảy sau đo tại vị trí ống gót. Hai cái chỉ số này chúng ta sẽ chia cho cái huyết áp tâm thu đo ở cánh tay có trị số cao hơn và chúng ta sẽ lấy cái giá trị tương ứng để mà điền vào cho từng bên, là bên phải hoặc bên trái. Về cái giá trị của đo ABI thì khuyến cáo năm 2011 của Hoa Kỳ đã đưa ra mức độ khuyến cáo là mức độ 1 và mức độ bằng chứng B, chỉ định đo ABI khi nghỉ để chuẩn đoán nếu như người bệnh có triệu chứng ở chân khi gắng sức, hoặc là người bệnh có vết thương không liền, hoặc là người bệnh có tuổi từ 65 tuổi trở lên, hoặc là người bệnh tuổi từ 50 nhưng mà có kèm theo tiền sử hút thuốc và tiểu đường. Và sau đó thì sau khi đo xong chỉ số cổ chân cánh tay thì chúng ta sẽ nhận định đo kết quả. Và kết quả này thì được rút ra từ một cái phân tích rất là lớn là ABI collaboration. Người ta đánh giá cái chỉ số ABI khi nghỉ bất thường nếu mà nhỏ hơn hoặc bằng 0,9 ở ngưỡng ranh giới nếu như từ 0,91 đến 0,99 và giá trị bình thường được ghi nhận từ 1 đến 1,4. Thế còn nếu mà trên 1,4 thì sao? Trên 1,4 thì được coi là ABI động mạch cứng hoặc vôi hóa. Những cái trường hợp này thì thường gặp ở những người bệnh đái tháo đường, những người bệnh bệnh thận giai đoạn cuối và người cao tuổi. Thứ hai là người ta thấy rằng giá trị của ABI không chỉ là để chuẩn đoán bệnh động mạch chi dưới mà còn có giá trị tương quan với mức độ nặng của bệnh. Những cái trường hợp mà chỉ số ABI giảm thấp, ví dụ dưới 0,5 thì có bệnh nhân đấy sẽ có nguy cơ bị cắt cụt chi cao nếu như là chúng ta không có những biện pháp điều trị thích hợp. Và những cái trường hợp mà ABI thay đổi trên 0,15 thì thường được xem như tưới máu chi giảm theo thời gian hoặc tình trạng tưới máu chi được cải thiện sau điều trị tái tưới máu. Chúng tôi xin lấy ví dụ một người bệnh của chúng ta khi mà mới chuẩn đoán bệnh động mạch chi dưới ABI là 0,7, nhưng mà sau đó thì cái triệu chứng đau cách hồi của bệnh nhân nặng lên và bệnh nhân chuyển sang cái giai đoạn
là thiếu máu chi trầm trọng, tức là bắt đầu xuất hiện đau chân khi nghỉ. Chúng ta tiến hành đo lại ABI, mà ABI từ 0,7 giảm xuống 0,5 hoặc 0,4 thì được coi là sự thay đổi đấy là có ý nghĩa, và nó thể hiện là cái tình trạng tưới máu chi của người bệnh giảm. Hoặc là nếu như mà một người bệnh của chúng ta trước khi mà tiến hành phẫu thuật bắc cầu động mạch, ABI chỉ khoảng 0,3 thôi, nhưng sau khi phẫu thuật bắc cầu động mạch, ABI của bệnh nhân cải thiện tăng lên 0,6, 0,7 thì được ghi nhận là cái tình trạng tưới máu chi đã được cải thiện, là một cái bằng chứng được cải thiện sau khi mà chúng ta tiến hành phẫu thuật hoặc là tái tưới máu cho người bệnh. Tiếp theo nữa là chúng ta phải xác định là ABI là một cái thăm dò khách quan và có giá trị trong chẩn đoán bệnh động mạch chi dưới. Tuy nhiên là không, cái độ nhạy và độ đặc hiệu thì không thể được 100%. Theo cái khuyến cáo năm 2017 của Hội Tim mạch châu Âu về chẩn đoán và điều trị các bệnh lý động mạch ngoại biên thì ABI nhỏ hơn 0,9 có độ nhạy là 75% và độ đặc hiệu là 86% trong chẩn đoán bệnh động mạch chi dưới. Và với những cái trường hợp mà ABI ở ngưỡng ranh giới như chúng tôi đã trình bày là từ 0,91 đến 0,99, hoặc là những cái trường hợp ABI đo bình thường là trên 0,9 nhưng mà lâm sàng nghi ngờ, thì chúng ta cần phải có những cái thăm dò thêm các cái thăm dò khác để có cái chẩn đoán xác định. Những cái trường hợp mà ABI cao trên 1,4 thì chúng ta cũng đòi hỏi phải có những cái thăm dò khác. Và ABI thì ngoài cái giá trị chẩn đoán và tiên lượng bệnh động mạch chi dưới thì cũng là một cái phương tiện theo dõi bệnh nhân tốt, cũng như giúp phân tầng nguy cơ tim mạch cho bệnh nhân tim mạch nói chung. Những cái thăm dò mà chúng tôi đề cập đến khi mà cái giá trị ABI bình thường hoặc là ABI ở ngưỡng ranh giới nhưng mà người bệnh có triệu chứng lâm sàng nghi ngờ của bệnh động mạch chi dưới, cụ thể là có đo ABI khi gắng sức. Chúng ta sẽ cho bệnh nhân đi bộ trên một cái thảm trại theo cái protocol Strenit, nó khá là giống như là chúng ta làm Hunter gắng sức cho người bệnh. Thì đo ABI gắng sức là một cái phương án rất là tốt để giúp chúng ta chẩn đoán những cái trường hợp mà hẹp động mạch chi dưới mức độ vừa, chưa có triệu chứng lâm sàng, cũng giúp cho những cái trường hợp mà đau chân mà chưa rõ nguyên nhân thiếu máu, hoặc là giúp chúng ta trong cái vấn đề là đánh giá chính xác cái chức năng khách quan của người bệnh và giúp phục hồi chức năng cho người bệnh. Giá trị chẩn đoán của nó khi mà huyết áp tâm thu ở cổ chân sau gắng sức giảm trên 30 mét thủy ngân, hoặc là ABI sau gắng sức đo giảm trên 20% thì có giá trị chẩn đoán bệnh động mạch chi dưới. Thăm dò tiếp theo là đo chỉ số cổ chân cánh tay hay là TBI. Thì đây là một phương pháp mà được chẩn đoán bệnh động mạch chi dưới, được sử dụng khi mà ABI lớn hơn 1,4 thì chúng ta sẽ có một cái đầu dò đặt ở ngón cái của người bệnh, và chúng ta sẽ đo tương tự như ABI nhưng mà chỉ khác là cái đầu dò của chúng ta sẽ được đặt ở ngón chân cái, và cái ngưỡng để chẩn đoán bệnh động mạch chi dưới khi mà đo TBI là nhỏ hơn hoặc bằng 0,7. Về khuyến cáo chẩn đoán và sàng lọc bệnh động mạch chi dưới thì đo ABI vẫn được coi là cái thăm dò không xâm lấn hàng đầu trong sàng lọc và chẩn đoán bệnh động mạch chi dưới, với mức độ khuyến cáo là mức độ 1 và mức độ bằng chứng là mức độ C. Những cái trường hợp động mạch cứng hoặc là ABI lớn hơn 1,4 thì chúng ta nên tiến hành các cái phương pháp thăm dò chẩn đoán khác như chúng tôi vừa trình bày, gồm có đo TBI, phân tích dạng sóng Doppler hoặc ghi thể tích mạch. Chúng tôi xin phép là được đưa ra một cái tình huống lâm sàng thứ tư để các quý đồng nghiệp cùng tham khảo. Đó là một cái trường hợp người bệnh nam 50 tuổi có tiền sử hút thuốc và tăng huyết áp. Bệnh nhân này thì đi khám tại bệnh viện tỉnh, một cái bệnh tuyến tỉnh, nhưng mà chưa có khả năng là phẫu thuật hoặc can thiệp mạch máu vì triệu chứng là đau cách hồi khoảng 500 m. Các bác sĩ ở phòng khám đã tiến hành thăm khám lâm sàng mạch máu cho người bệnh và thấy rằng mạch bẹn hai bên bắt yếu hơn so với bình thường, mạch khoeo và mạch mu chân hai bên thì vẫn bắt được, và tiến hành đo ABI hai chân khi nghỉ thì giá trị thu được là khoảng 0,7. Cái câu hỏi của chúng tôi đưa ra là vậy với người bệnh này thì chúng ta sẽ làm gì tiếp? A là cho người bệnh nhập viện, B là siêu âm mạch máu chi dưới rồi kê thuốc cho điều trị ngoại trú, C là kê thuốc điều trị ngoại trú và tư vấn thay đổi lối sống, và D là siêu âm mạch máu chi dưới rồi chuyển bệnh nhân lên bệnh viện tuyến trên. Thì xin mời các quý đồng nghiệp cùng tham gia cái tình huống lâm sàng này.
Vâng, chúng tôi đã nhận được câu trả lời các quý đồng nghiệp cho câu hỏi này. Thực ra đây là một câu hỏi mà chúng tôi cũng thấy khá là thú vị, bởi vì là trong cái thực hành lâm sàng của chúng ta thì có lẽ là cái đáp án mà được lựa chọn ở Việt Nam thì có lẽ cái đáp án được lựa chọn nó sẽ có thể là đáp án A cho người bệnh nhập viện, đáp ứng B là chúng ta cho bệnh nhân siêu mạch máu chi dưới rồi sau đó kê thuốc về điều trị ngoại trú cho người bệnh một thời gian, hoặc là siêu mạch máu chi dưới sau đó chuyển người bệnh lên tuyến trên. Thế tuy nhiên là chúng ta sẽ cùng xem lại một chút về cái vấn đề là lựa chọn chiến lược điều trị cho bệnh động mạch chi dưới mạn tính cho đến cái bước của chúng ta là sau khi mà chúng ta đã được chuẩn đoán người bệnh bị bệnh động mạch chi dưới thông qua việc hỏi bệnh, thông qua khám lâm sàng mạch máu, thông qua đo chỉ số cổ chân cánh tay ABI khi nghỉ, thì chúng ta đã có thể có cái lựa chọn chiến lược điều trị cho bệnh nhân rồi. Bởi vì cái lựa chọn chiến lược điều trị này nó sẽ hoàn toàn dựa vào giai đoạn lâm sàng. Nếu người bệnh của chúng ta không có triệu chứng thì việc điều trị những cái trường hợp bệnh nhân bệnh động mạch chi dưới mạn tính không có triệu chứng thì hoàn toàn chỉ là điều trị nội khoa. Chúng ta có chỉ định dùng thuốc kháng tiểu cầu, dùng thuốc statin. Tiếp theo nữa là có một cái chỉ định dùng thuốc kháng đông rivaroxaban liều mạch máu. Và tí nữa thạc sĩ Nguyễn Tấn Hải và tiến sĩ Đinh Huỳnh Linh sẽ chia sẻ thêm với các quý đồng nghiệp và kiểm soát các yếu tố nguy cơ của bệnh lý xơ vữa động mạch. Nếu người bệnh của chúng ta có biểu hiện đau cách hồi như cái ca lâm sàng mà chúng tôi đưa ra, thì cái điều trị hàng đầu của chúng ta bên cạnh cái điều trị nội khoa nói chung chính là vấn đề tập luyện. Với mức độ, nếu như mà người bệnh có thể tham gia một cái khóa tập luyện mà có giám sát thì mức độ khuyến cáo là mức độ 1A, và nếu mà tập luyện không giám sát, tức là chúng ta tư vấn cho người bệnh việc là thực hiện các cái gắng sức theo cái khả năng gắng sức của người bệnh, ví dụ như đạp xe, ví dụ như đi bộ, thì mức độ khuyến cáo là mức độ 1 và mức độ bằng chứng là mức độ C. Cộng với việc là chúng ta có một số cái thuốc có thể cải thiện triệu chứng cho người bệnh đau cách hồi như là statin hoặc là cilostazone, và chúng ta sẽ đặt ra vấn đề tái tạo mạch bằng phẫu thuật hoặc can thiệp nội mạch chỉ trong một số cái trường hợp đau cách hồi nặng ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống. Và ở đây mức độ đau cách hồi nặng được ghi nhận nếu mà cái quãng đường đi được tối đa của bệnh nhân cho đến khi đau chân là dưới 200m. Thế còn người bệnh của chúng ta hiện tại bây giờ là đang đi được khoảng 500m bệnh nhân mới bắt đầu xuất hiện triệu chứng. Như vậy thì đau cách hồi của người bệnh mới ở mức độ nhẹ và trung bình, thì cái điều trị nền tảng của chúng ta chính là vấn đề điều trị nội khoa chung cộng với vấn đề là tập luyện. Thế còn nếu mà bệnh nhân có thiếu máu chi dưới trầm trọng thì lúc đấy bắt buộc là bên cạnh những cái điều trị nội khoa chung thì chúng ta phải đặt vấn đề là điều trị tái tạo mạch, hoặc nếu không thì có thể một số trường hợp chúng ta sẽ phải tiến hành phẫu thuật cắt cụt. Thế như vậy là cái đáp án cho câu hỏi này của chúng ta, như chúng tôi đã chia sẻ với các quý đồng nghiệp, trong thực hành lâm sàng thì chúng ta thường chúng ta sẽ nghĩ là chúng ta sẽ lựa chọn đáp án A, đáp án B và đáp án D. Thế tuy nhiên là chúng tôi cũng đã có điều kiện là được thực tập ở Pháp, thì những cái trường hợp như thế này, người bệnh ở nước ngoài thì sẽ được kê đơn thuốc điều trị ngoại trú cộng với được tư vấn về thay đổi lối sống, có thể được định hướng là tham gia một cái khóa phục hồi chức năng mạch máu, và bệnh nhân sẽ được hẹn siêu âm Doppler mạch máu sau một vài tháng, chứ không phải là như ở Việt Nam chúng ta là ngay lập tức là người bệnh sẽ được chỉ định và ngay lập tức sẽ được tiến hành siêu âm mạch máu đâu ạ. Người bệnh thường sẽ được hẹn siêu âm mạch máu vào một buổi khác và sẽ được thăm khám sau, và cũng đồng thời là để đánh giá cái hiệu quả của vấn đề là điều trị ngoại trú và vấn đề phục hồi chức năng mạch máu trước khi là chúng ta quyết định làm gì tiếp với người bệnh. Thì xin phép là cái tình huống lâm sàng này chúng tôi xin đưa ra đáp án là đáp án C. Chúng tôi xin sang một cái phần thứ hai là nếu như mà người bệnh của chúng ta có chỉ định điều trị tái tạo mạch, gồm có hai cái chỉ định trong những trường hợp mà thiếu máu chi dưới trầm trọng hoặc là những cái trường hợp mà đau cách hồi nặng có ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày của người bệnh, tức là bệnh nhân chỉ gắng sức được trên một quãng đường là 100-200m đã phải nghỉ rồi, thì lúc đấy chúng ta sẽ bắt buộc cần đến các cái thăm dò chuẩn đoán hình ảnh để có thể xác định được cái thương tổn giải phẫu, để có thể lựa chọn cái biện pháp điều trị tái tạo mạch hoặc phẫu thuật cắt cụt thích hợp. Các phương pháp thăm dò chuẩn đoán hình ảnh được đề cập đến bao gồm có siêu âm duplex, chụp cắt lớp vi tính mạch máu, chụp cộng hưởng từ mạch máu và chụp mạch mạng hóa xóa nền. Thì các quý đồng nghiệp cũng đã rất là quen thuộc với cái siêu âm duplex là một cái thăm dò rẻ tiền, không xâm lấn, an toàn và có độ nhạy là khoảng 85-90% và độ đặc hiệu trên 95% trong phát hiện những cái trường hợp mà hẹp động mạch chi dưới từ 50% trở lên. Thế tuy nhiên là chúng ta có mấy điểm chúng tôi cần phải lưu ý với các quý đồng nghiệp. Thứ nhất là các bạn đã biết là siêu âm duplex thì sẽ luôn luôn là có yếu tố chủ quan do cái người làm. Và thứ hai là chúng ta thường cần nên phối hợp với cả đo chỉ số cổ chân cánh tay khi nghỉ, đo ABI khi nghỉ để có thể khách quan hóa cái kết quả siêu âm của chúng ta. Thứ ba nữa là nếu người bệnh của chúng ta cần phải cân nhắc điều trị tái tạo mạch thì trong đa phần các trường hợp chúng ta nên làm thêm một cái phương pháp thăm dò chẩn đoán hình ảnh nữa để có thể quyết định cái chiến lược điều trị tái tạo mạch hoặc là phẫu thuật cắt cụt. Và cuối cùng là cái siêu âm duplex là một cái phương pháp được lựa chọn để có thể theo dõi thường quy sau cái điều trị tái tạo mạch cho người bệnh. Chụp cắt lớp vi tính mạch máu thì có cái độ nhạy và độ đặc hiệu rất là cao, lên đến 96% và 98%.
với những cái tổn thương ở tầng chủ chậu mà hẹp trên 50%, và tối với tổn thương ở tầng đùi khoeo thì cái tỷ lệ này cũng lên đến là 97-94%. Thế tuy nhiên là chụp các lớp vi tính mạch máu thì chúng ta cũng biết là chúng ta có những cái rủi ro liên quan đến vấn đề dị ứng thuốc cản quang, vấn đề ảnh hưởng đến chức năng thận, và một số trường hợp những cái mạch máu mà vôi hóa nhiều thì cái chụp các lớp vi tính mạch máu có thể đánh giá tổn thương quá mức. Chụp cộng hưởng từ mạch máu cũng có độ nhạy và độ đặc hiệu rất là cao trong chẩn đoán hẹp hoặc tắc nghẽn từng đoạn. Thế tuy nhiên là chụp cộng hưởng từ mạch máu cũng có xu hướng là đánh giá quá mức mức độ hẹp và hạn chế lựa chọn vị trí miệng nối của phẫu thuật bắc cầu, và khó đánh giá nếu mà stent của bệnh nhân là stent khung thép. Chính vì vậy mà chúng ta cần, nếu mà chúng ta có chỉ định chụp các lớp vi cộng hưởng từ mạch máu thì chúng ta cần phải có những bác sĩ chuyên khoa có thể đánh giá tốt được cái kết quả chụp. Chụp mạch mạ hóa xóa nền thì thường chỉ được tiến hành trước cái thủ thuật can thiệp mạch qua da, hoặc là để đánh giá các động mạch để làm cầu nối phía xa, những cái tổn thương động mạch tầng dưới gối trong trường hợp thiếu máu đe dọa chi mạng tính. Không phải là cái chỉ định thường quy trong cái chẩn đoán và lên chiến lược điều trị đối với những cái trường hợp bệnh động mạch chi dưới mạng tính. Về khuyến cáo chẩn đoán và sàng lọc bệnh động mạch chi dưới mạng tính năm 2017 của Hội Tim mạch châu Âu thì có 3 điểm chúng tôi xin phép được lưu ý với quý đồng nghiệp. Thứ nhất là Hội Tim mạch châu Âu vẫn nhấn mạnh cái vai trò của siêu âm duplex như là cái thăm dò chẩn đoán hàng đầu để có thể khẳng định được chẩn đoán. Tuy nhiên là khi mà chúng ta quyết định về cái thương tổn giải phẫu cũng như là hướng dẫn chiến lược điều trị tái tạo mạch thì tốt nhất là chúng ta vẫn nên phối hợp của 2 trong 3 cái phương pháp là siêu âm duplex, chụp các lớp vi tính mạch máu và chụp cộng hưởng từ mạch máu. Và đồng thời những cái dữ liệu từ các thăm dò cận lâm sàng về giải phẫu thì chúng ta nên phối hợp với các cái triệu chứng lâm sàng của người bệnh và các cái thăm dò về huyết động để có thể đưa ra quyết định điều trị. Năm 2017 thì Hội Tim mạch châu Âu cũng đưa ra một số cái khái niệm mới liên quan đến động mạch chi dưới, chúng tôi xin phép được chia sẻ với quý đồng nghiệp. Thứ nhất là khái niệm bệnh động mạch chi dưới ẩn. Thì nếu các quý đồng nghiệp đã rất là quen thuộc với khái niệm là tăng huyết áp ẩn, mass hypertension, thì năm 2017 Hội Tim mạch châu Âu đã lần đầu tiên đưa ra khái niệm là mass lead. Tại sao lại như vậy? Bởi vì người ta thấy rằng là có những cái trường hợp mà có bệnh động mạch chi dưới nhưng người bệnh không có triệu chứng lâm sàng trước đây, có thể do giảm cái khả năng gắng sức ở những bệnh nhân ví dụ như bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính giai đoạn nặng, hoặc là có những cái giảm nhạy cảm với đau. Tuy nhiên là những cái người bệnh này thì hoàn toàn có thể chuyển từ trạng thái không có triệu chứng sang ngay giai đoạn nặng đe dọa sự sống còn của chi. Chúng ta vẫn gặp với những bệnh nhân ở những khoa hồi sức tích cực vào viện thì chưa có biểu hiện gì của bệnh động mạch chi dưới cả. Thế tuy nhiên là bệnh nhân xuất hiện là sốc nhiễm khuẩn hoặc là sốc tim, thì sau đó khi mà bác sĩ tiến hành thăm khám lâm sàng thì đấy chi dưới của bệnh nhân là tím lạnh, và khi siêu âm thì chúng ta phát hiện ra bệnh nhân đã thực ra là có bệnh động mạch chi dưới rất là nặng từ trước rồi, nhưng khi mà xuất hiện những cái tình huống có những cái rối loạn về mặt huyết động thì cái triệu chứng lâm sàng nó mới biểu hiện rõ. Thì đấy chính là cái khái niệm bệnh động mạch chi dưới ẩn. Cái khái niệm thứ hai là khái niệm thiếu máu đe dọa chi mạng tính, viết tắt là CLTI, là chronic limb threatening ischemia. Thì khái niệm này được đưa ra để thay cho cái khái niệm cũ mà chúng ta vẫn hay dùng, đó là thiếu máu chi trầm trọng, tức là critical limb ischemia. Tại sao lại như vậy? Bởi vì Hội Tim mạch châu Âu thấy rằng trước đây chúng ta dùng cái khái niệm thiếu máu chi trầm trọng, thì từ trầm trọng ám chỉ là cần điều trị khẩn để có thể tránh mất chi. Thế tuy nhiên là một số bệnh nhân thì có thể ổn định trong một thời gian dài mà thậm chí không cần điều trị tái tạo mạch. Thứ hai nữa là cái bệnh động mạch chi dưới của chúng ta bây giờ có xu hướng là thường kèm theo có bệnh đái tháo đường, chiếm đến 50-70%, và một trường hợp mà loét bàn chân đái tháo đường thì tổn thương không chỉ vấn đề của mạch máu mà còn tổn thương liên quan đến tổn thương thần kinh, vấn đề nhiễm trùng và vấn đề dinh dưỡng. Và nguy cơ cắt cụt chi ở những người bệnh này thì không chỉ phụ thuộc vào mức độ thiếu máu mà còn phụ thuộc vào tình trạng vết thương và nhiễm trùng. Chính vì vậy mà sau khi đưa ra hai cái khái niệm là bệnh động mạch chi dưới ẩn và thiếu máu đe dọa chi mạng tính thì Hội Tim mạch châu Âu sẽ đưa ra khái niệm thứ hai là một cái phân loại rất là nổi tiếng là phân loại Wi-Fi để đánh giá nguy cơ cắt cụt chi. Đối tượng đích mà Hội Tim mạch châu Âu muốn hướng đến cho cái phân loại Wi-Fi này đó là những trường hợp là đau chân khi nghỉ do thiếu máu, điển hình ở phía trước bàn chân và được khẳng định khách quan bằng các thăm dò huyết động. Thứ hai là những trường hợp mà loét bàn chân đái tháo đường. Thứ ba là loét bàn chân hoặc chi dưới mà không liền từ 2 tuần trở lên, hoặc là có hoại tử bất cứ phần nào của chi dưới. Thang điểm Wi-Fi này được thực ra là viết tắt của 3 cái khái niệm. Thứ nhất là W tức là wound, vết thương. Chữ I đầu tiên là ischemia tức là thiếu máu, và FI là viết tắt của chữ foot infection tức là có nhiễm trùng bàn chân. Và mỗi cái thành phần này thì được cho theo 4 mức độ là điểm là từ 0, 1, 2 và 3. Sau khi mà chúng ta đánh giá phân loại Wi-Fi theo từng cái thành phần liên quan đến vết thương, liên quan đến thiếu máu và liên quan đến nhiễm trùng bàn chân
thì cho chúng ta có một cái thang điểm tổng hợp để có thể ước tính được nguy cơ cắt cụt trong vòng 1 năm cho mỗi tổ hợp. Thì các quý đồng nghiệp nhìn cái phân tầng nguy cơ này có thể thấy là khá là quen thuộc, giống như các cái khuyến cáo về chẩn đoán và điều trị tăng huyết áp hoặc là khuyến cáo về chẩn đoán và điều trị rối loạn lipid máu. Thì trên cơ sở những cái thang điểm thành phần như vậy thì chúng ta, người bệnh của chúng ta có thể nằm trong cái, các cái nhóm nguy cơ cắt cụt chi từ rất là thấp VL hoặc là thấp là L, nguy cơ trung bình là M và nguy cơ cao là 2 tức là H. Chúng ta cũng trên lâm sàng chúng ta cũng phải hết sức thận trọng với một cái tình huống lâm sàng đó là thiếu máu chi cấp tính. Bởi vì đôi khi trên lâm sàng chúng ta đã bỏ sót những cái trường hợp thiếu máu chi cấp tính do chúng ta không phân biệt được giữa một trường hợp thiếu máu chi dưới cấp tính và một cái trường hợp mà thiếu máu chi dưới mạn tính mà có biểu hiện nặng. Thiếu máu chi cấp tính được định nghĩa là tình trạng giảm đột ngột tới máu động mạch tới chi do nguyên nhân huyết khối hoặc nghẽn mạch, và những cái trường hợp này chúng ta cần được chẩn đoán nhanh và chính xác để có thể cứu được chi. Về trên lâm sàng thì chúng ta đã có 6P mà các quý đồng nghiệp chắc cũng đã nắm được, đó gồm có đau, mất mạch, nhợt, dị cảm, mất vận động và lạnh bên chi tắc mạch. Về cái tiếp cận đối với thiếu máu chi cấp tính thì thấy rằng là có 45% người bệnh sẽ đến với chúng ta với cái phân loại Rutherford 1, tức là bệnh nhân hoàn toàn chưa có rối loạn gì vận động và cảm giác. Phân loại Rutherford 2 thì chiếm 45%, tức là những cái trường hợp mà có rối loạn vận động và cảm giác ở mức độ là còn có thể hồi phục. Và phân loại Rutherford 3, tức là những cái trường hợp mà có tổn thương về vận động và cảm giác nặng nề, chiếm khoảng 10%. Và những trường hợp này thì cái điều trị, chiến lược điều trị của chúng ta không có gì khác, rất là đáng buồn là chúng ta chỉ có thể cắt cụt chi của người bệnh để có thể bảo tồn tính mạng cho người bệnh. Đây là cái chiến lược điều trị thiếu máu chi cấp tính theo phân loại Rutherford, thì nó khác với cả cái bệnh động mạch chi dưới mạn tính như chúng tôi đã vừa trình bày ở trên. Đối với những trường hợp thiếu máu chi dưới cấp tính, khi mà người bệnh nhập viện thì chúng hàng đầu về điều trị nội khoa, chúng ta sẽ dùng heparin không phân đoạn và giảm đau cho người bệnh. Sau đó chúng ta nhanh chóng tiến hành phân loại Rutherford và lựa chọn những cái thăm dò thích hợp để có chiến lược điều trị thích hợp. Nếu Rutherford 3 như chúng tôi đã nói, cách duy nhất của chúng ta là cắt cụt chi, Rutherford 1 và Rutherford 2 thì chúng ta sẽ cố gắng tiến hành tái tạo mạch. Thời gian có thể là càng sớm càng tốt hoặc là chúng ta có thể trì hoãn tùy theo là Rutherford 2 hay Rutherford 1. Và cái chiến lược điều trị bằng can thiệp nội mạch hay là phẫu thuật thì hoàn toàn phụ thuộc vào cái thương tổn mà chúng ta xác định được thông qua các cái thăm khám về chẩn đoán. Thế tóm lại qua cái bài trình bày đầu tiên thì chúng tôi xin phép được đưa ra một số cái nhận định sau. Thứ nhất là nếu mà chúng ta tiến hành thăm khám lâm sàng mạch máu đầy đủ cho người bệnh, bao gồm có vấn đề hỏi tiền sử, bệnh nguyên, các cái thăm khám lâm sàng, bắt mạch, đo ABI thì sẽ cho phép chúng ta chẩn đoán gần như chắc chắn bệnh lý động mạch ngoại biên và đồng thời cũng có thể xác định được luôn thái độ điều trị theo thể bệnh. Thứ hai là trên lâm sàng thì các quý đồng nghiệp cần phải phân biệt được bệnh động mạch chi dưới mạn tính và những trường hợp thiếu máu chi dưới cấp tính. Và những cái khái niệm mới được đề cập từ cái khuyến cáo của Hội Tim mạch châu Âu về bệnh động mạch chi dưới ẩn, thiếu máu đe dọa chi mạn tính hay phân loại Wi-Fi thì đã cho chúng ta thấy rằng chúng ta cần phải có một cái cách tiếp cận đa chuyên khoa trong vấn đề chẩn đoán và điều trị bệnh động mạch ngoại biên. Xin trân trọng cảm ơn các quý đồng nghiệp. Xin cảm ơn bài trình bày của thạc sĩ Nguyễn Anh Quân. Vâng, chúng tôi đã có thấy là có một số cái câu hỏi và chúng tôi sẽ đồng thời trong lúc các báo cáo viên trình bày thì chúng tôi cũng sẽ trả lời câu hỏi. Và các bạn nhớ rằng sau khi kết thúc tất cả các bài trình bày thì chúng ta sẽ có phần thảo luận hỏi đáp nữa. Tiếp sau đây thì tôi xin kính mời thạc sĩ Nguyễn Tuấn Hải là trưởng phòng C6, từ trưởng đơn vị chăm sóc mạch máu của Viện Tim mạch Quốc gia Việt Nam để trình bày bài về điều trị bệnh động mạch ngoại biên từ tuyến cộng đồng đến tuyến chuyên khoa. Vâng, xin mời thầy Hải. Vâng. Xin cảm ơn thầy Đinh Huỳnh Linh. Cảm ơn thầy Nguyễn Anh Quân đã có một bài tổng quan hết sức là đầy đủ, thậm chí là quá đầy đủ, đi từ chẩn đoán đến tận điều trị bệnh động mạch ngoại biên. Cho phép tôi là cầu nối giữa hai thầy. Phần của tôi đó là tiếp cận điều trị bệnh động mạch chi dưới từ tuyến cơ sở đến tuyến chuyên khoa. Xin lỗi, để chúng tôi đợi một chút để chúng tôi sẽ chia sẻ màn hình ạ. Xong chia sẻ màn hình được các bạn. Đây anh dùng chuột này. Nhưng mà xem trên đó. À ok. Ok.
Tổ chức thì chúng ta sẽ trả lời một số câu hỏi của các thành viên tham dự. Chúng tôi rất mừng là có đến 500 bác sĩ quý đồng nghiệp đã tham gia cái buổi tọa đàm ngày hôm nay. Trong đó thì theo chúng tôi được biết là đến một nửa là các đồng nghiệp của ngành tim mạch của chúng tôi, gồm các bác sĩ tim mạch nội khoa và tim mạch can thiệp. Mặc dù các bác sĩ ngoại tim mạch rất bận rộn nhưng mà cũng có đến gần 50 bác sĩ ngoại tim mạch tham gia, và rất cảm ơn các quý đồng nghiệp thuộc các chuyên khoa khác bao gồm nội tổng hợp hay là các chuyên khoa có liên quan cũng cùng tham gia chúng tôi trong buổi tọa đàm này. Trong lúc chờ đợi có lẽ là vẫn chưa có hình thì chúng tôi xin có một số câu hỏi. Có một bạn đồng nghiệp hỏi là vậy thì thầy Quân đã trình bày về vấn đề về vai trò của ABI và vai trò của siêu âm double mạch chi dưới. Nếu như đã có siêu âm rồi thì có làm ABI không? Và ngược lại, xin thầy Quân trả lời ạ. Như trong bài trình bày của chúng tôi thì trong cái khuyến cáo năm 2017 của Hội Tim Mạch Châu Âu về chuẩn đoán và điều trị các bệnh lý mạch ngoại biên thì vẫn nhấn mạnh rằng cái siêu âm duplex hay là siêu âm double mạch máu của chúng ta thì phải phối hợp với cả đo ABI, bởi vì hai cái đấy có tác dụng là bổ trợ cho nhau trong cái vấn đề là chúng ta chuẩn đoán cũng như là lượng giá một cách khách quan cái triệu chứng của người bệnh có triệu chứng gợi ý đến bệnh động mạch chi dưới và cho phép chuẩn đoán. Bởi như quý đồng nghiệp đã biết là cái ABI thì có giá trị có độ nhạy là khoảng 75% và độ đặc hiệu là 86% trong chuẩn đoán bệnh động mạch chi dưới. Thế còn siêu âm thì sẽ có giá trị là khoảng tầm 85-90% độ nhạy và khoảng trên 95%. Thế chúng ta cần thiết là chúng ta phải phối hợp hai cái phương pháp này để chúng ta có thể hoàn thiện những cái thăm dò không xâm lấn trong chuẩn đoán bệnh động mạch chi dưới cho người bệnh. Vâng, cảm ơn thầy Quân. Xem còn câu hỏi nào nữa thì chúng ta cũng tranh thủ trả lời. Một số câu hỏi thì lại liên quan đến phần điều trị, nó cũng khá là ấy. Có một câu hỏi của bạn đồng nghiệp liên quan đến trường hợp lâm sàng 50 tuổi của thầy Quân. Thì thầy Quân có nhìn thấy câu hỏi không ạ? Đây, em đang tại vì ở đây nó lại bị trôi nên nhìn nó hơi khó. Dùng điện thoại. Thì có nên làm siêu âm để chẩn đoán trước không? Bệnh nhân 50 tuổi của thầy mà thầy nói rằng là có đo cách hồi 500m đúng không ạ? Dạ vâng ạ. Thì ở Việt Nam bạn ấy hỏi là có nên làm siêu âm để chẩn đoán trước không, và có nên làm các xét nghiệm tích cực hơn nữa như là chụp cắt lớp để chẩn đoán tốt hơn và tiên lượng tốt hơn hay không nếu như bệnh nhân muốn là chẩn đoán được rõ ràng đấy. Vâng ạ, thì xin phép với cái tình huống lâm sàng thứ tư mà chúng ta đã cùng làm cái polling trong cái bài trình bày của chúng tôi ấy, thì cũng đã xin phép được chia sẻ với quý đồng nghiệp. Tức là với cái ca lâm sàng đấy, nếu mà để vấn đề là vấn đề về tiếp cận chẩn đoán và điều trị ấy, thì chúng ta có thể chữa như ở các quốc gia phát triển như ở Pháp chẳng hạn, thì người bệnh sẽ chưa được chỉ định siêu âm mạch máu hoặc là làm các thăm dò chẩn đoán hình ảnh ngay đâu ạ, mà người bệnh sẽ được chẩn đoán là một cái bệnh động mạch chi dưới mãn tính, giai đoạn đau cách hồi nhẹ đến vừa, và sẽ được kê thuốc điều trị, sẽ được tư vấn về phục hoặc là gửi sang tham vấn một cái trung tâm về phục hồi chức năng mạch máu, và sẽ được đặt lịch để làm siêu âm. Và thường là cái đặt lịch siêu âm thì nó sẽ rơi vào khoảng độ 2-3 tháng gì đó. Thế tuy nhiên trong thực tế ở Việt Nam thì chắc chắn chúng tôi tin rằng là trong tuyệt đại đa số các tình huống, như là cái đáp án A, B và D của chúng tôi, thì tuyệt đại các tình huống là người bệnh của chúng ta sẽ chỉ định cho người bệnh làm các cái thăm dò chẩn đoán hình ảnh, mà đơn giản, rẻ tiền và an toàn nhất chính là chỉ định cái siêu âm double mạch máu để mà có thể chẩn đoán cho người bệnh. Từ đó chúng ta, thứ nhất là để người bệnh sẽ cảm thấy về tâm lý là biết là cụ thể là mình bị bệnh động mạch ngoại biên nhưng mà ở mức độ nào và đến đâu. Cái thứ hai nữa là
chúng ta cũng có thể có những cái kế hoạch theo dõi. Thế tuy nhiên như chúng tôi đã nói với các bạn là đặc biệt là bệnh nhân của chúng ta, cái ca lâm sàng mà tôi đưa ra thì khả năng là bệnh nhân sẽ bị tổn thương động mạch ở tầng chậu, bởi vì cái triệu chứng của bệnh nhân cũng còn tương đối là nhẹ, và thứ hai là cái ABI đo vẫn còn tương đối tốt, nên là khả năng cái tổn thương của bệnh nhân ở tầng chậu thì chúng tôi chỉ lưu ý các quý đồng nghiệp là khi mà tiến hành siêu mạch máu chi dưới cho những cái tổn thương ở tầng chậu thì quý đồng nghiệp cần phải có cái sự thăm khám để tránh bỏ sót tổn thương, bởi nhiều khi chúng ta chỉ siêu âm từ bẹn trở xuống thì đôi khi chúng ta có thể bỏ sót những cái tổn thương ở tầng chậu. Thế trong thực tế lâm sàng thì chúng tôi tin rằng đa phần người bệnh sẽ được làm các thăm dò chẩn đoán hình ảnh tại Việt Nam thôi. Thế tuy nhiên là nó sẽ chưa thay đổi gì ngay cái chiến lược điều trị cho chúng tôi. Thế bây giờ thì xin tiếp tục chương trình, thì xin mời thạc sĩ Nguyễn Tuấn Hải chia sẻ cái bài cập nhật về điều trị các bệnh lý động mạch ngoại biên. Vâng, cảm ơn bác sĩ Quân. Phần trình bày của chúng tôi thì nó sẽ là một cái cầu để bắt từ vấn đề chẩn đoán bệnh động mạch chi dưới đến các phương pháp chuyên khoa điều trị bệnh động mạch chi dưới. Đối với bệnh động mạch chi dưới mà chúng ta biết là tỷ lệ ngày càng tăng ở trên thế giới, như phần giới thiệu của Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Mạnh Hùng ở đầu buổi tọa đàm. Vậy thì ở tuyến cơ sở chúng ta có thể làm được gì, và khi nào chúng ta chuyển lên tuyến chuyên khoa để có thể điều trị tối ưu bệnh nhân bệnh động mạch chi dưới của chúng ta? Bài đầu tiên, bài của Thạc sĩ Nguyễn Anh Quân thì cho chúng ta thấy cái nhìn toàn cảnh về các phương pháp chẩn đoán bệnh động mạch ngoại biên từ lâm sàng, sàng lọc cho đến các biện pháp chẩn đoán hình ảnh, nhược điểm, ưu điểm và các cái chỉ định khác nhau trong các tình huống khác nhau. Và như vậy thì nếu như quý đồng nghiệp làm ở bất kỳ một tuyến nào, chúng ta cũng có thể tự thấy, tự áp dụng, và chúng ta xem bệnh nhân của chúng ta nếu có chỉ định thì tại cơ sở của chúng ta có thể làm những biện pháp gì để chẩn đoán, và trên cơ sở chúng ta chẩn đoán được chúng ta sẽ điều trị như thế nào, hay là chúng ta sẽ chuyển. Trước hết thì chúng ta xin ghi nhớ rằng bệnh động mạch do xơ vữa là bệnh lý toàn thân, bao gồm từ các bệnh lý của động mạch não cho đến bệnh động mạch vành, động mạch chủ, động mạch tạ và bệnh động mạch chi dưới. Trong một cái nghiên cứu sổ bộ rất lớn, trên 60.000 bệnh nhân ở hơn 40 quốc gia, thì người ta thấy rằng là có khoảng hơn 7.000 bệnh nhân bị bệnh động mạch chi dưới, và trong số này 63% bệnh nhân bị bệnh động mạch chi dưới có bệnh lý của mạch não và hoặc là mạch vành. Vì vậy chúng ta đừng quên là bệnh nhân bệnh động mạch chi dưới của chúng ta có thể có một hoặc cả hai bệnh lý ở các cơ quan này, và tiên lượng sống của bệnh nhân bệnh động mạch chi dưới nó sẽ phụ thuộc hết vào vấn đề là các cái biến cố tim mạch do các cái tổn thương đe dọa tại các vị trí này gây ra. Chúng ta thấy trên cái biểu đồ này thì chúng ta thấy là những bệnh nhân bị bệnh động mạch ngoại biên có triệu chứng thì nguy cơ tử vong tăng gấp đôi, tăng gấp 6 lần, tăng gấp 2-3 lần về nguy cơ đột quỵ, tăng gấp 4 lần nguy cơ nhồi máu cơ tim gây tử vong hoặc tử vong do bệnh mạch vành, và tăng gấp 6 lần cái tử vong tim mạch bao gồm cả hai cái nguy cơ nói trên. Nếu như bệnh nhân tổn thương càng nhiều mạch thì tỷ lệ tử vong càng cao. Tử vong tim mạch, tử vong do nhồi máu cơ tim, tỷ lệ nhồi máu cơ tim đột quỵ do tắc mạch và tỷ lệ nhập viện do các biến cố tắc mạch cũng tăng lên theo cái mức độ tổn thương của giường mạch. Về triệu chứng lâm sàng thì chúng ta thấy rồi, một nửa số bệnh nhân bệnh động mạch ngoại biên chúng ta sẽ không thể phát hiện nếu như chúng ta không thăm khám về mặt lâm sàng, đúng không ạ? Các triệu chứng mà chúng ta coi như là rất điển hình của bệnh nhân bệnh động mạch chi dưới như là đau cách hờ chi dưới không may chỉ chiếm khoảng 15%, và những biểu hiện đau không điển hình thì nó cũng gấp đôi. Theo phân loại rất cổ điển là phân loại Rutherford thì chúng ta thấy từ Rutherford 0 đến Rutherford 3 là phần lớn bệnh nhân bệnh động mạch chi dưới, và những bệnh nhân này hoàn toàn chúng ta có thể chẩn đoán và chúng ta có thể theo dõi tại tuyến cơ sở được. Xin giới thiệu một trường hợp lâm sàng đầu tiên là một anh chàng 44 tuổi, hút thuốc lá 23 năm, đái tháo đường mới phát hiện và có đau tách hồi chi dưới khoảng 200m, có tăng huyết áp. Vậy thì chúng ta sẽ làm gì ạ? Đầu tiên chúng ta theo đúng như yêu cầu của thầy Nguyễn Anh Quân, chúng ta phải đo ABI, đúng không ạ? ABI thì chúng ta thấy ABI chân trái là 0,67, tức là ABI bệnh lý. Tôi thì chúng tôi thấy rằng là gì? Chúng ta có thể, nếu như trong điều kiện của chúng ta có thể làm, thì chúng ta làm luôn siêu âm Doppler mạch máu. Và siêu âm Doppler mạch máu trong trường hợp này chúng ta nhìn thấy một cái hình ảnh hẹp khít của động mạch chậm
Còn cái phương pháp gọi là chẩn đoán hình ảnh mà phức tạp, tốn tiền như là chụp cắt lớp vi tính đa dãy không phải là phương pháp lựa chọn đầu tiên, cũng không phải là phương pháp lựa chọn trong lần thăm khám đầu tiên của bệnh nhân. Tuy nhiên nó sẽ được chỉ định trong quá trình theo dõi của bệnh nhân. Thì đây là một đây là cái lược đồ giúp chúng ta có thể điều trị, chẩn đoán và điều trị bệnh nhân bị đo cách hồi chi dưới bằng các cái biện pháp khác nhau, và chúng ta có thể tham khảo ở đây. Thì nguyên tắc bệnh nhân để điều trị bệnh nhân bệnh động mạch chi dưới mà có triệu chứng là gì? Thứ nhất là các cái biện pháp rất quan trọng như chúng ta vừa nói lúc nãy, làm thế nào để cải thiện được tiên lượng của bệnh nhân, tức là cải thiện được đột quỵ, nhồi máu cơ tim, tử vong do nguyên nhân tim mạch. Nó gồm các cái biện pháp, thứ nhất là các cái thuốc chống ngưng tập tiểu cầu, statin, kiểm soát các yếu tố nguy cơ tích cực như bỏ thuốc lá, hạ huyết áp, kiểm soát đường huyết, vân vân, và tất cả những phần này chúng ta đều có thể làm ở tuyến cơ sở. Thứ hai là chúng ta cải thiện triệu chứng của bệnh nhân. Triệu chứng là gì ạ? Cải thiện được cái khả năng đi bộ và nâng cao cái chất lượng cuộc sống của bệnh nhân bằng các cái bài tập vận động phục hồi chức năng có kiểm soát, bằng các cái thuốc giãn mạch và bằng các biện pháp tái tưới máu khi có chỉ định. Thì tùy các biện pháp này có thể chúng ta áp dụng ở tuyến cơ sở mà hơi có tính chất chuyên khoa một chút. Còn các biện pháp tái tưới máu thì phụ thuộc vào cơ sở của chúng ta có các các bác sĩ ngoại khoa mạch máu hay là có cath lab và có các bác sĩ can thiệp mạch máu để chúng ta chỉ định các biện pháp tái tưới máu khi có khi cần trả lời trực tiếp trên điện thoại. Như vậy là chúng ta thấy là trường hợp của ông A 44 tuổi có một loạt các yếu tố nguy cơ tim mạch, thì chúng tôi muốn hỏi các quý đồng nghiệp là nếu như các quý đồng nghiệp thấy phân loại các cái yếu tố nguy cơ này thì yếu tố nguy cơ nào là lớn nhất so với các bệnh nguy cơ lớn nhất để gây ra cái bệnh lý động mạch chi dưới. Phương án A là hút thuốc lá cao nhất, rồi tăng huyết áp, tăng mỡ máu. Phương án thôi không phải nói nữa bởi vì các quý đồng nghiệp đã trả lời luôn rồi. Chúng ta đợi một chút ạ. Lâu nhỉ. 20% các đồng nghiệp đưa ra câu trả lời hết sức có lý, nhưng 80% là các đồng nghiệp đưa ra câu trả lời chính xác. Đó là gì ạ? Yếu tố nguy cơ cao nhất là thuốc lá, rồi sau đó là các cái vấn đề liên quan đến gì ạ? Huyết áp, rồi mỡ máu. Chúng ta quay trở lại một chút. Khuyến cáo của Hội Tim Mạch Châu Âu năm 2017 về kiểm soát các yếu tố nguy cơ. Xin nhắc lại là những khuyến cáo này chúng ta có thể áp dụng tại tuyến cơ sở và chúng ta phải áp dụng tích cực. Thứ nhất là gì ạ? Dừng hút thuốc lá. Bởi vì hút thuốc lá là yếu tố nguy cơ lớn nhất gây ra cái tình trạng là gì? Sơ vữa động mạch và dẫn đến bệnh động mạch ngoại biên. Nó làm tăng cái nguy cơ bệnh động mạch ngoại biên từ 2 đến 4 lần. Và tương tự như vậy, đó là những bệnh nhân tiểu đường. Bệnh nhân tiểu đường cần phải được kiểm soát đường huyết hết sức chặt chẽ và nghiêm ngặt. Ở cấp độ thấp hơn đó là những bệnh nhân có tăng huyết áp, làm tăng cái nguy cơ bệnh động mạch chi dưới từ 1 đến 3 lần và được yêu cầu là phải kiểm soát huyết áp tối thiểu là phải dưới 140/90 mét thủy ngân. Cấp độ thấp hơn nữa, từ 1 đến 2 lần, đó là tình trạng tăng LDL cholesterol máu, và dựa vào các khuyến cáo hiện hành tùy vào cái mức độ bệnh động mạch ngoại biên để chúng ta có các cái ngưỡng để hạ LDL cholesterol sao cho phù hợp. Vì sao thuốc lá thuốc lào được coi như là kẻ thù với tim mạch, và đặc biệt các bác sĩ không phải chỉ có vợ con của bệnh nhân hút thuốc lá mới ưa thích mùi thuốc lá đâu ạ, mà tất cả các bác sĩ của chúng tôi, đặc biệt là các bác sĩ mạch máu, thì nhìn cái khói thuốc bằng con mắt hết sức căm thù. Vì sao? Bởi vì khi hút thuốc lá nó giải phóng ra một loạt các cái chất độc nicotine, CO, oxy hóa, các cái độc chất khác. Về mặt tim mạch thì nó gây kích thích giao cảm, tăng huyết áp, tăng nhịp tim, tăng nhu cầu tiêu thụ oxy cơ tim, và rồi sẽ dẫn đến các cái biến cố liên quan đến mạch vành. Ngoài ra nó giải phóng ra các gốc tự do, kích hoạt các cơ chế nội sinh, kích hoạt các yếu tố tiểu cầu và tiền huyết khối, làm mất cân bằng oxy hóa, giảm tạo NO, và nó dẫn đến các cái tình trạng bệnh lý là cơ sở bệnh sinh của một loạt các cái yếu cơ sở bệnh sinh của sơ vữa động mạch, như là tăng quá trình viêm, tăng cytokine, rối loạn chức năng nội mạch.
mạch máu, kháng insulin, tăng tiền huyết khối và dẫn đến hình thành mảng xơ vữa và tiến triển rất nhanh của mảng xơ vữa. Nếu như chúng ta không thuyết phục được bệnh nhân bệnh động mạch chi dưới của chúng ta ngừng hút thuốc, thì cái việc mà chúng ta điều trị các cái biện pháp nội khoa tích cực khác, việc chúng ta chỉ định tái tưới máu cho bệnh nhân bằng bắc cầu hay là đặt stent trở nên vô nghĩa. Vì thế, khuyến cáo ngừng hút thuốc lá đối với bệnh nhân bệnh động mạch chi dưới là chỉ định loại 1 mạnh nhất, loại 1A. Tất cả các bệnh nhân bệnh động mạch chi dưới mà đã từng hút thuốc thì đều bất kỳ một lần thăm khám nào các quý đồng nghiệp cũng đừng quên hỏi là còn hút thuốc hay không. Và có cần bác sĩ giúp để bỏ được thuốc lá hay không? Câu này quan trọng ạ, bởi vì thực ra chúng ta không nên duy trì chúng ta cấm mà cản được, bởi vì bỏ thuốc lá rất khó. Có thể có những người ta bảo bỏ vợ bỏ con chứ không bỏ thuốc lá được. Tất nhiên rồi, bởi thuốc lá nó rẻ mà. Các biện pháp để cải thiện tiên lượng ấy, thì đây là những biện pháp mà chúng ta thấy là cũng có những biện pháp thì chúng ta áp dụng ở tuyến cơ sở thật là tuyệt vời. Ví dụ như là gì ạ? Các cái bài tập hoạt động thể lực có kiểm soát. Một bạn đồng nghiệp đã rất nhanh đã hỏi chúng ta là thế là các bài tập như thế nào thì gọi là hoạt động thể lực có kiểm soát. Thứ hai là sử dụng chống tập tiểu cầu cho mọi trường hợp bệnh động mạch ngoại chi dưới có triệu chứng. Thứ ba là statin. Và thứ tư là với những trường hợp có tăng huyết áp thì chúng ta khuyến khích, chúng ta xem xét là ưu tiên cho các cái nhóm thuốc ức chế men chuyển, ức chế thụ thể angiotensin để kiểm soát huyết áp. Thế nào là các bài tập phục hồi chức năng vận động có kiểm soát? Thì đây là một cái nghiên cứu đa phân tích trên gần 10.000 bệnh nhân. Thì người ta thấy nếu như bệnh nhân được đưa vào cái chương trình tập luyện mà có giáo trình đấy, tức là tập mỗi một lần tối thiểu là 30 phút, mỗi một tuần tập ít nhất 3 lần và bệnh nhân được giám sát để đi bộ đạt đến gần ngưỡng đau tối đa và cái chương trình đó phải kéo dài liên tục ít nhất 6 tháng, thì sau 6 tháng quãng đường đi được tới khi đạt được cái ngưỡng đau tối đa tăng lên 122%, quãng đường đi được tới khi bắt đầu xuất hiện đau tăng lên đến gần 179%. Và như vậy là nếu như chúng ta tuân thủ cái tập luyện phục hồi chức năng thì chúng ta có thể cải thiện triệu chứng rất là tốt, đúng không ạ? Và việc tập phục hồi chức năng nó sẽ kéo dài suốt trong quãng đời còn lại của bệnh nhân. Tại sao chúng tôi cũng lại phải hơi băn khoăn một chút? Bởi vì thực ra lúc ban đầu thì bệnh nhân tốt nhất nên được tập ở những cái trung tâm người ta có các cái giáo trình chuyên khoa. Thế đây là một cái trung tâm chuyên về phục hồi chức năng vận động cho những bệnh nhân sau can thiệp, sau phẫu thuật bệnh động mạch ngoài biên, sau can thiệp nhồi máu cơ tim, sau phẫu thuật thay van tim mà chúng tôi đã có cơ hội đi tham quan. Thì đây chúng ta nhìn thấy, quý đồng nghiệp nhìn thấy là các cái dụng cụ, cả những bệnh nhân mà người ta bình thường đi xe lăn cũng được nhân viên y tế yêu cầu là tập luyện ở các cái mức độ khác nhau và có giáo án, có bệnh án theo dõi nghiêm chỉnh. Vấn đề này chắc là ban đầu thì chúng ta phải tập ở các cơ sở chuyên khoa thôi. Về sau thì chúng ta có thể tập ở tại tuyến cơ sở của chúng ta và có thể hướng dẫn bệnh nhân tập tại nhà cũng được. Một câu chuyện nữa là với những bệnh nhân, đây ví dụ như anh chàng 44 tuổi chúng ta khi chụp cắt lớp lên một cái tổn thương gọi là ngọt ngào như một miếng bánh ngọt. Tức là gì ạ? Tổn thương rất ngắn, rất khít, hẹp rất khít của tầng động mạch chậu gốc, thì các bác sĩ tuyến cơ sở có nên gửi ngay cho các bác sĩ chuyên khoa hay không? Và bản thân các bác sĩ chuyên khoa sẽ làm gì để giúp đỡ bệnh nhân có tái cải tưới máu ngay hay là sẽ còn trì hoãn? Thế về phần can thiệp thì chúng tôi xin nhường lời cho đồng nghiệp của chúng ta là chuyên gia can thiệp là thầy Đinh Huỳnh Linh tí nữa sẽ trả lời. Thế còn về phần gọi là chỉ định thì chúng ta thấy với những bệnh nhân bệnh động mạch chi dưới giai đoạn mà đau cách hồi ấy, thì chúng ta sẽ xem xét điều trị tái tưới máu nếu như bệnh nhân có giảm sút hoạt động hoặc sinh hoạt hàng ngày mặc dù bệnh nhân đã được tập phục hồi chức năng vận động đúng. Đối với những bệnh nhân mà giảm sút nghiêm trọng các cái hoạt động hay là những sinh hoạt vận động hàng ngày thì chúng ta cũng phải cân nhắc để xem xét điều trị tái tưới máu phối hợp với các cái bài tập chức năng vận động. Như vậy là chúng ta rõ là ban đầu luôn luôn là nội khoa và chỉ định tái tưới máu sẽ là cái chỉ định để cân nhắc và xem xét bởi chính chúng ta, những bác sĩ ở tuyến cơ sở, rồi chúng ta sẽ gửi đến các chuyên gia về can thiệp để xem xét là cân nhắc tái tưới máu cho người bệnh. Thì một điều rất thú vị là nếu như chúng ta kết hợp giữa can thiệp và các bài tập vận động phục hồi chi dưới, phục hồi chức năng vận động của chi dưới thì nó nâng cao được cái hiệu lợi ích tối đa của việc cải thiện triệu chứng cho người bệnh. Sau khi đặt stent động mạch chi dưới
bệnh nhân càng theo cái quá trình luyện tập kiên trì, thậm chí là kéo dài đến tận 18 tháng hoặc hơn nữa, thì cái lợi ích lâu dài nó sẽ càng bền vững, và về sau họ sẽ vận động và đi lại như người không có triệu chứng. Vai trò rất quan trọng của các thuốc chống ngưng tập tiểu cầu. Vậy thì thuốc chống ngưng tập tiểu cầu nào sẽ được lựa chọn đối với bệnh nhân bệnh động mạch chi dưới? Thực ra chúng ta thấy là có gì ạ? Hoặc là aspirin hoặc là clopidogrel. Thì điều này giữa các khuyến cáo của các cái hiệp hội quốc tế cũng không có sự đồng nhất nhất định. Ví dụ như là Hội Tim mạch châu Âu dựa vào nghiên cứu Capri thì thấy rằng là nên chọn clopidogrel hơn là aspirin. Còn Hội Tim mạch Hoa Kỳ thì aspirin cũng là chỉ định 1A và clopidogrel cũng là chỉ định 1A. Đối với bệnh nhân mà không triệu chứng nhưng ABI nhỏ hơn 0,9 vẫn được lựa chọn để điều trị bằng chống ngưng tập tiểu cầu. Còn cái mức ABI ranh giới thì hiệu quả chưa rõ ràng. Về các thuốc cải thiện triệu chứng đau cách hồi thì chúng ta thấy đây là những thuốc đơn thuần để cải thiện triệu chứng thôi. Có những loại nào? Ngày xưa thì chúng ta thấy có tenofovir, nhưng thuốc này bây giờ đã không còn lưu hành trên thị trường nữa do có nhiều tác dụng phụ lên hệ tim mạch. Cilostazone với liều là 100mg 2 lần một ngày được chỉ định cho các bệnh nhân đau cách hồi để cải thiện triệu chứng và làm tăng quãng đường đi được cho người bệnh. Và lưu ý là nó chống chỉ định trong trường hợp suy tim bởi vì nó làm tăng nhịp tim của bệnh nhân. Hiệu quả của cilostazone với liều 100mg 2 lần một ngày đã thấy rõ rệt so sánh với cái liều thấp hơn và so sánh placebo ở quãng đường đi được tối đa và sự cải thiện quãng đường đi được mà không đau. Ngoài ra nghiên cứu tổng hợp các thử nghiệm lâm sàng tất nhiên là nó cũng nhỏ thôi, từ một vài chục bệnh nhân cho đến một vài trăm bệnh nhân, về hiệu quả của cilostazone cải thiện được quãng đường đi bộ sau khi so với những người mà không dùng thuốc ấy, dùng giả dược là được khoảng 50m. Như vậy là chúng ta thấy là trường hợp lâm sàng đầu tiên là những trường hợp mà phổ biến đó là bệnh động mạch ngoại biên có triệu chứng nhưng chưa đến cái giai đoạn nặng nề, tức là chưa có đau khi nghỉ, chưa có loạn dưỡng, loét, hoại tử chi. Những bệnh nhân này trong cộng đồng nói chung là chỉ chiếm khoảng từ 1-2% thôi. Tuy nhiên là đây là những người mà gì ạ? Khi đã rơi vào giai đoạn này, giai đoạn mà thiếu máu chi mà đe dọa lại kéo dài thì nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến cái chất lượng cuộc sống của người bệnh cũng như là tính mạng của người bệnh, do làm tăng cái nguy cơ bị các cái biến cố tim mạch cũng như là biến cố chi. Thì đây là trường hợp lâm sàng thứ hai, một bệnh nhân nữ 73 tuổi có tăng huyết áp và phát hiện bệnh động mạch chi dưới một năm trước không điều trị. Bệnh nhân đã đau 2 tháng nay ở chân phải và đau về đêm kèm theo loét ngón 1-2 bàn chân phải. ABI chân phải rất thấp, dưới 0,4 tức là 0,2, và siêu âm trong trường hợp này chẩn đoán là có tắc hoàn toàn 1/3 dưới động mạch đùi nông khoảng 10 cm, động mạch chảy trước thì không sao, động mạch chảy sau thì tắc và gốc động mạch mác thì hẹp khít. Đây là hình ảnh hẹp khít gốc động mạch mác. Lúc trước bác sĩ Quân đã trình bày với chúng ta rất rõ về cái phân loại giai đoạn lâm sàng theo một cái phân loại mới là Wi-Fi. Chúng ta biết là phân loại Loris Fonten, phân loại Rutherford là những phân loại mà chúng ta dùng gần một thế kỷ nay, và nó tập trung vào các cái bệnh lý động mạch mạn tính mà tổn thương đơn thuần là do thiếu máu, đúng không ạ? Tuy nhiên là chúng ta thấy trong phần trình bày của bác sĩ Quân cũng đã đề cập đến vấn đề là tỷ lệ các cái bệnh lý mạch máu liên quan đến tiểu đường ngày càng tăng, và tiên lượng của việc đe dọa cái chi của chi thể của người bệnh động mạch chi dưới không phải chỉ dựa vào cái tình trạng thiếu máu cục bộ mà nó còn dựa vào cái tình trạng vết các cái loạn dưỡng hoại tử, tức là các vết loét, dựa vào tình trạng nhiễm trùng. Và vì thế phân loại Wi-Fi ra đời từ năm 2014 và đã được sử dụng rất phổ biến để góp phần giúp chúng ta tiên lượng được cái nguy cơ cắt cụt và đe dọa đối với người bệnh. Đây là cái lược đồ giúp chúng ta điều trị, chúng ta có các cái bước ấy để chẩn đoán và điều trị bệnh nhân giai đoạn mà thiếu máu chi dưới mạn tính mà trầm trọng. Về điều trị thì chúng ta phải điều trị có sự phối hợp của nhiều chuyên khoa. Chúng ta nhìn một cái chân như thế này mà chúng ta nói rằng chỉ cần tái tưới máu là xong, chỉ cần cho thuốc là xong thì chắc là chúng ta quá là tự tin. Bởi vì các bác sĩ nội tim mạch sẽ rất nhanh cần phải có sự hỗ trợ của các chuyên khoa khác như là chẩn đoán hình ảnh, can thiệp tim mạch, phẫu thuật, chăm sóc bàn chân, phục hồi chức năng, v.v. Và vấn đề điều trị đa chuyên khoa này
trong bài của thầy Linh sẽ nói rõ hơn. Tuy nhiên thì chúng tôi cũng xin mạn phép có một cái slide để cân nhắc là với những trường hợp mà bệnh động mạch ở giai đoạn trầm trọng như vậy thì các chuyên gia mạch máu chúng ta có thể thiết lập tại cơ sở của chúng ta là gì? Nếu như chúng ta không có đơn vị chuyên biệt để chăm sóc bàn chân thì chúng ta có khoa nội tiết, chúng ta có khoa nội tổng hợp, chúng ta có khoa lão, đúng không ạ? Khoa khớp. Nếu như chúng ta gì ạ? Không có khoa phục hồi chức năng thì chúng ta có khoa đông y có thể hỗ trợ chúng ta. Nội tim mạch gặp khó khăn trong việc điều trị các vết thương, vết loét, nhiễm trùng thì có khoa ngoại rất giỏi về chăm sóc vết thương và khoa truyền nhiễm giúp chúng ta để chúng ta có thể phân lập được vi khuẩn, bội nhiễm và chúng ta điều trị kháng sinh các thứ vân vân một cách dễ dàng hơn. Và như vậy bất kỳ tại một cơ sở nào chúng ta đều có thể thiết lập hệ thống nhóm chuyên gia mạch máu để chăm sóc người bệnh của chúng ta được tốt nhất, đúng không ạ? Với những bệnh nhân mà ở cái giai đoạn thiếu máu chi nặng thì chúng ta sẽ cần phải phát hiện sớm các cái dấu hiệu loét, loạn dưỡng và hoại tử nhiễm trùng để có thể hội chẩn nhóm chuyên gia mạch máu, dẫn từ đó sẽ đưa ra cái phương án tốt nhất để tăng cái khả năng bảo tồn chi. Để bảo tồn chi thì chỉ định điều trị tái tưới máu bất cứ khi nào có thể. Và như vậy, nếu như chúng ta chẩn đoán cái tổn thương mạch máu ở những bệnh nhân này thì nếu điều kiện cho phép chúng ta sẽ phải cân nhắc để chúng ta gửi đến tuyến chuyên khoa phối điều trị can thiệp hoặc phẫu thuật tái tưới máu ngay. Phần chỉ định về tái tưới máu đối với tầng đùi kheo, tức là chỉnh cụ thể cho bệnh nhân, thì chúng tôi cũng xin nhường cho chuyên gia của chúng tôi trình bày về sau. Về chiến lược cụ thể với bệnh nhân thì đây, bệnh nhân được điều trị nội khoa cũng được gọi là tối ưu, với đầy đủ các cái biện pháp từ chống ung tập tiểu cầu, chống ức chế men chuyển, rồi thì statin hoạt lực cao vân vân, và được tái tưới máu, tái thông động mạch đùi nông và đặt stent, tạo hình động mạch mác vân vân, và kết quả thì rất là tốt, chân đỡ đau, ABI lên, bệnh nhân dễ chịu, và siêu âm cho thấy là hình ảnh đó, chúng ta nhìn thấy là tái dòng chảy trong stent thật là tuyệt vời. Vậy thì sau can thiệp thì bệnh nhân sẽ phải dùng thuốc chống ung tập tiểu cầu như thế nào? Bởi vì chúng ta thường vẫn đau đáu về vấn đề là chống ung tập tiểu cầu, đúng không ạ? Sau điều trị tái tưới máu qua da thì chúng ta sẽ điều trị chống ung tập tiểu cầu kép trong vòng khoảng ít nhất là 1 tháng, và sau đó chúng ta chuyển về chống ung tập tiểu cầu đơn bằng aspirin hoặc là clopidogrel. Và đây chính là cái phác đồ điều trị để giúp chúng ta có thể ghi nhớ được đầy đủ hơn. Trước can thiệp tái tưới máu thì chúng ta dùng aspirin hoặc clopidogrel. Trong vòng 1 tháng chúng ta phối hợp hai thuốc, và sau 1 tháng thì chúng ta dùng một trong hai thuốc, và trong suốt cả quãng đường từ trước cho đến sau can thiệp, chúng ta, bệnh nhân của chúng ta đều phải tập vận động. Nếu có hút thuốc lá, bỏ thuốc lá, dùng statin, ức chế men chuyển và ức chế thụ thể. Vậy chúng ta có thể dùng chống ung tập tiểu cầu kép kéo dài được hay không? Thì đây là một cái báo cáo rất là thú vị của các tác giả người Hàn Quốc. Khi họ theo dõi 5 năm những bệnh nhân, gần 700 bệnh nhân bệnh động mạch chi dưới được can thiệp động mạch chi, và có một nhóm là những bệnh nhân dùng thuốc chống ung tập tiểu cầu kép trên 6 tháng, và một nhóm còn lại là dùng chống ung tập tiểu cầu kép dưới 6 tháng thì trong 5 năm. Thì nhóm sử dụng thuốc chống ung tập tiểu cầu kép, cái tỷ lệ biến cố tim mạch lớn hay là biến cố chi lớn giảm hẳn so với cái nhóm mà chỉ sử dụng chống ung tập tiểu cầu đơn. Nhưng lại tuy nhiên là dù chúng ta thấy có rất nhiều các cái khuyến cáo, rất nhiều các cái thử nghiệm lâm sàng đã được báo cáo về việc tối ưu hóa bệnh nhân điều trị bị bệnh động mạch ngoại biên bằng các biện pháp khác nhau vân vân, thì cái nguy cơ huyết khối sơ vữa tồn dư vẫn còn rất cao, trong 3 năm từ 10 đến 20% dựa vào các cái báo cáo này. Dù chúng ta có tăng cường các cái thuốc kháng ức tập tiểu cầu thì vẫn không giảm được đồng thời cả các cái biến cố tim mạch lớn và biến cố chi lớn. Ví dụ như Carisma phối hợp clopidogrel với lại aspirin không làm giảm những cái biến cố tim mạch lớn, không giảm được tử vong. Nghiên cứu Trap-Timi phối hợp một cái thuốc gọi là ức chế cái thụ thể thrombin là Vorapaxa với aspirin, so với aspirin đơn thuần cũng không làm giảm được biến cố tim mạch lớn. Tuy nhiên nó làm giảm được cái tỷ lệ nhập viện vì thiếu máu chi cấp tính lên tới 42%, và nó lại làm tăng nguy cơ chảy máu. Nghiên cứu Eclipse, một nghiên cứu rất là nổi tiếng nhưng mà kết quả lại không bằng như cái nghiên cứu Plato trên mạch vành, đó là gì? Khi chúng ta phối hợp ticagrelor, chúng ta so sánh ticagrelor với clopidogrel ở bệnh nhân động mạch chi dưới thì không làm giảm nguy cơ tim mạch lớn, cũng không làm giảm
không à, xin lỗi, không làm giảm các cái biến cố tim mạch lớn và cũng không làm giảm các biến cố chi lớn, không làm giảm tử vong. Tương tự như vậy, một cái nghiên cứu khác cũng thế, có nghĩa là nếu chúng ta chỉ dùng các khác thuốc cống dung tập tiểu cầu thì cho dù phối hợp với nhau cũng khó mà vẫn không đảm bảo là chúng ta giữ an toàn cho bệnh nhân chống được các cái biến cố tim mạch và biến cố chi. Vậy thì có một cái trắc nghiệm, chúng ta có sử dụng thuốc chống đông hay không? Và nếu sử dụng thuốc chống đông thì liều thuốc chống đông nào được coi như là liều mạch máu sẽ được chỉ định cho bệnh động mạch chi dưới để phối hợp với thuốc chống ung tập tiểu cầu sau can thiệp và phẫu thuật? 1, 2, 3, ABCD ạ. Xin mời các quý đồng nghiệp. Có chưa ạ? Thôi không sao. Bởi vì là cũng may mà không lên, bởi vì cái này là chót trình bày đáp án hết rồi. Thế buồn quá. Tại vì chúng tôi hơi lười nên chúng tôi làm ít câu hỏi, nên là các đồng nghiệp dễ buồn ngủ. Thế thì thôi được, bởi vì trình bày các nghiên cứu thì chúng ta dễ buồn ngủ lắm, nên là chúng tôi sẽ xin phép nói thật nhanh thôi. Một cái nghiên cứu cách đây 3-4 năm, nghiên cứu COMPASS ở hơn 27.000 bệnh nhân bệnh động mạch vành hoặc bệnh động mạch chi dưới. Và nghiên cứu này dựa trên cơ sở là có so sánh việc là chúng ta bổ sung một cái thuốc gọi là thuốc chống đông không kháng vitamin K với cái liều thấp, tức là liều mạch máu đấy, so với aspirin, và phối hợp với aspirin để xem cái hiệu quả của nó trên các cái tiêu chí nghiên cứu chính. Tiêu chí nghiên cứu chính ở đây là đột quỵ, nhồi máu cơ tim, tử vong tim mạch và một loạt các yếu tố khác, và tính an toàn ở đây là xuất hiện nặng. Những nghiên cứu này thì lựa chọn vào những bệnh nhân có tiền sử tái thông bệnh động mạch ngoại biên, có tiền sử cắt chân và bàn chân do bệnh động mạch ngoại biên có kèm theo đau cách hồi là AVI giảm, những bệnh nhân có tiền sử tái thông mạch cảnh, có bệnh động mạch vành và AVI thấp, loại trừ những bệnh nhân mới đột quỵ, có tiền sử đột quỵ do chảy máu, suy tim nặng, suy thận nặng, đang sử dụng chống ngưng tập tiểu cầu kép hoặc các thuốc chống ngưng tập tiểu cầu mà không phải aspirin, hoặc đang dùng thuốc chống đông, thì kết quả rất là ngoạn mục. Khi chúng ta sử dụng ở đây là riosaban, cái liều mạch máu nó làm giảm được 28% biến cố tim mạch lớn, 46% biến cố chi lớn, 70% cái cắt cụt chi lớn, và tổng thể là giảm được 31% các biến cố tim mạch hoặc là biến cố chi, bao gồm cả các biến cố cắt cụt. Rất là hiệu quả. Trong khi nó có làm tăng cái chảy máu lớn nhưng không có sự khác biệt với nhóm chỉ dùng aspirin về cái chảy máu dẫn đến tử vong hay là xuất huyết nội sọ. Như vậy là nó cũng khá là an toàn, đúng không ạ? Và nó sẽ là cơ sở để tiến tới một cái nghiên cứu tiếp theo. Quay trở lại, bệnh nhân 73 tuổi của chúng ta thì sau 3 tháng can thiệp thì bệnh nhân lại bị tắc lại. Đây là cái hình ảnh tắc động mạch đùi nông, đùi trung và đùi nông sau can thiệp 3 tháng. Thật là đáng buồn. Các nghiên cứu cho chúng ta thấy là gì ạ? Những bệnh nhân đã từng tái thông, một cái nghiên cứu phân tích trên hơn 393.000 bệnh nhân đã từng được tái thông động mạch ngoại biên thì thấy biến cố chi lớn sẽ tăng đáng kể sau tái thông động mạch ngoại biên, đặc biệt là trong năm đầu tiên. Trong khi các cái biến cố liên quan đến đột quỵ hay là nhồi máu cơ tim nó sẽ tăng ổn định đều qua các cái năm. Vì sao như vậy? Và ngay sau cái thời điểm, đặc biệt là một tháng sau khi mà tái thông mạch, đây là trong nghiên cứu Euclid, người ta thấy là cái nguy cơ huyết khối cao nhất là ở cái thời điểm mới được tái thông mạch. Đó là vì bên cạnh cái sự tồn tại của các cái yếu tố tiểu cầu thì có thủ phạm là sự tồn tại dai dẳng của thrombin từ pha cấp cho đến pha mạn sau biến cố huyết khối động mạch. Và đây nó chính là cái thủ phạm để nó làm tăng các cái biến cố tim mạch và biến cố chi ở những bệnh nhân đã từng tái thông mạch. Và trên cơ sở nền tảng là nghiên cứu COMPASS. Và hơn thế nữa, trên nghiên cứu COMPASS người ta phân tích kỹ hơn ở những bệnh nhân, có 129 bệnh nhân có biến cố chi lớn, và người ta thấy rằng những bệnh nhân có biến cố chi lớn bị tăng cái nguy cơ cắt cụt chi do nguyên nhân mạch máu lên gần 200 lần và tăng nguy cơ tử vong gấp 3 lần so với những bệnh nhân trước khi bị biến cố chi lớn. Và vì thế, một cái nghiên cứu gọi là nghiên cứu Voyager hay là Voyager PAD đã được thực hiện với những bệnh nhân từ 50 tuổi trở lên có bệnh động mạch chi dưới, có triệu chứng lâm sàng và hình ảnh của tắc động mạch, hẹp động mạch và đã được can thiệp tái tưới máu thành công.
những bệnh nhân này được sử dụng aspirin 100 ngày cho tất cả các bệnh nhân. Có thể sử dụng clopidogrel, khoảng 50% bệnh nhân được dùng clopidogrel và được chọn ngẫu nhiên một một mù đôi. Một nhóm thì phối hợp với aspirin dùng riazaban với liều mạch máu tức là 2,5mg 2 lần một ngày, và một nhóm khác thì dùng placebo. Theo dõi 6 tháng thì người ta thấy tiêu chí đánh giá chính ở đây, tiêu gọi là tiêu chí hiệu quả chính ở đây là tình trạng thiếu máu chi cấp, cắt cụt chi lớn do nguyên nhân mạch máu, nhồi máu cơ tim cấp, đột quỵ tắc mạch, tử vong do tim mạch, và tiêu chí an toàn chính là chảy máu lớn. Về tiêu chí hiệu quả thì do rõ ràng chúng ta thấy ở đây những bệnh nhân mà dùng placebo, 1/5 những bệnh nhân dùng placebo sau can thiệp mạch chi vẫn có thể bị các cái biến cố tim mạch lớn. Tôi gọi tiêu chí tiêu chí nghiên cứu chính đấy, so với chỉ 17,3% những bệnh nhân dùng riazaban. Về chảy máu thì có cái nhóm dùng riazaban phối hợp riazaban liều mạch máu có tăng lên về cái chảy máu lớn nhưng không làm tăng cái chảy máu dẫn đến tử vong hay chảy máu nội sọ. Và bởi vậy người ta thấy rằng khi bệnh nhân mà dùng riazaban phối hợp với aspirin nó sẽ làm giảm khoảng 25% cái biến cố, gọi là biến cố là tiêu chí hiệu quả chính mà chúng ta liệt kê ở phần đầu. Tuy nhiên là đấy chỉ là cái biến cố, gọi là biến cố đầu tiên sau can thiệp. Thế vậy thì cái nghiên cứu này được kéo dài đến gần 3 năm. Thì các cái biến cố tiếp theo, tổng số các cái biến cố tiếp theo kéo dài trong suốt 3 năm đấy với các bệnh nhân đã được tái tưới máu thành công như vậy, nó là bao nhiêu? Và riazaban có vai trò như thế nào trong việc là giảm hay là không thay đổi các cái biến cố đó? Ngoài ra thì còn có cái tiêu chí, ngoài các cái tiêu chí hiệu quả chính là ngoài còn có các cái tiêu chí mạch máu phụ, đó là tình trạng gọi là tái tưới máu chi không theo kế hoạch hay là thuyên tắc huyết khối tĩnh mạch, gọi là tiêu chí mạch máu phụ. Thì tác giả Brower Sack đã cùng nhóm nghiên cứu của mình tổng hợp lại và đã được kết quả này đã được báo cáo trong Đại hội Tim mạch Hoa Kỳ năm vừa rồi, năm 2021. Trên tổng số là 6.564 bệnh nhân, một nhóm dùng riazaban, một nhóm dùng placebo, thì biến cố mạch máu là nghiên cứu chính. Ở nhóm dùng riazaban ở đây là 745 và nhóm dùng placebo là 869. Biến cố mạch máu khác, nhóm dùng riazaban là 1.441 và nhóm dùng placebo là 1.659. Đấy. Như vậy chúng ta thấy là đây là cái biến cố mạch máu đầu tiên, cái biến cố đầu tiên sau khi đã được tái can thiệp thành công. Cái biến cố đầu tiên khi bệnh nhân dùng riazaban sẽ giảm được khoảng 61 biến cố. Và trong suốt 3 năm theo dõi, tổng số biến cố được giảm khi mà dùng riazaban là 342 tổng số biến cố mạch máu nói chung. Về hiệu quả điều trị trên tổng số biến cố mạch máu, tổng số biến cố tính trên 100 bệnh nhân, biến cố là tiêu chí chính, ở nhóm dùng riazaban là 25,9 và nhóm dùng placebo là 30,3. Biến cố mạch máu khác ở nhóm dùng riazaban là 48,5 và placebo là 56%. Như vậy người ta kết luận là riazaban làm giảm các biến cố là tiêu chí chính và giảm các cái biến cố mạch máu. Khi dùng riazaban thì ước chừng khoảng 4,4 biến cố chính và 12,5 biến cố mạch máu trên mỗi 100 bệnh nhân đã được ngăn ngừa trong suốt 3 năm theo dõi. Khuyến cáo mới nhất của Hội Mạch Máu Châu Âu năm 2019 và Hội Mạch Máu Toàn Cầu về điều trị các bệnh nhân thiếu máu chi đe dọa mạn tính thì người ta đã đưa vào cái chỉ định là xem xét cái lựa chọn phối hợp aspirin với riazaban liều mạch máu để giảm biến cố tim mạch lớn và giảm biến cố mạch chi lớn ở những bệnh nhân mà thiếu máu chi trầm trọng giai đoạn mà mạn tính. Đây là phác đồ của chúng ta sau can thiệp. Đấy. Vậy thì nếu như bệnh nhân sau can thiệp tối ưu sẽ bệnh nhân sẽ rẻ gì ạ? Sẽ dùng aspirin phối hợp clopidogrel và riazaban liều mạch máu trong vòng 1 tháng và sau đó sẽ là aspirin hoặc clopidogrel phối hợp với riazaban liều mạch máu kéo dài ít nhất là 6 tháng. Đấy là tóm tắt phác đồ điều trị được coi là gọi là đầy đủ trong thời điểm này. Một trường hợp nữa, trường hợp lâm sàng thứ 3, trường hợp này thì chúng ta cũng khá là hay gặp ở tuyến cơ sở. Đó là những trường hợp đó là một bệnh nhân bệnh động mạch chi dưới phối hợp với gì ạ? Dung nhĩ và có chỉ định dùng thuốc chống đông. Bệnh nhân này có tắc hoàn toàn động mạch đùi nông bên trái và chúng ta thấy cái gánh nặng về kháng đông đối với bệnh nhân này là rất lớn. Aspirin, Plavix kháng vitamin K. Vậy thì
chiến lược dùng chống ung tập tiểu cầu ở những bệnh nhân này như thế nào? Nếu như bệnh nhân mà ổn định, nếu như bệnh nhân mà có chỉ định phẫu thuật tái tế máu thì chúng ta duy trì và chúng ta cứ dùng lâu dài một thuốc, đó là chính là thuốc chống đông mà thôi. Nếu như bệnh nhân được can thiệp mà sau đó cái nguy cơ chảy máu thấp thì chúng ta sẽ phối hợp trong vòng khoảng bao nhiêu ạ? 1 tháng 3 thuốc, rồi 12 tháng là 2 thuốc, 1 thuốc chống ung tập tiểu cầu, 1 thuốc chống đông, và sau 12 tháng chúng ta sẽ dùng thuốc chống đông đơn độc. Còn nếu nguy cơ chảy máu cao chúng ta sẽ chỉ dùng, thôi đành chịu, chúng ta chỉ dùng thuốc chống đông đơn độc mà thôi. Đây là cái khuyến cáo về chỉ định chống đông đường uống, giúp các quý đồng nghiệp chúng ta có thể lựa chọn được dễ dàng hơn khi chúng ta có bệnh nhân mà cần phải phối hợp thuốc chống đông với thuốc chống đông liều điều trị với thuốc chống ung tập tiểu cầu. Và đây là cái tóm tắt về phác đồ điều trị để chúng ta dễ hình dung, đúng không ạ? Trước, ví dụ trước can thiệp chúng ta dùng kháng viên K hoặc NOAC. Khi can thiệp xong chúng ta phối hợp với chống ung tập tiểu cầu kép, và sau 12 tháng thì chúng ta chỉ cần dùng 1 thuốc chống đông mà thôi. Một bệnh án lâm sàng nữa, đây là chân đấy ạ. Đây là chân chứ không phải cành cây ạ. Tức là một bệnh nhân 83 tuổi có hoại tử chi dưới đến tận cẳng chân, và chúng ta thấy ở đây thật là ngán ngẩm. Siêu âm một đồng nghiệp của chúng tôi đúng là phải tặng thưởng huân chương, bởi anh đã rất cặm cụi làm được tỉ mỉ, và cũng may là tổn thương của bệnh nhân khá là gì ạ? Khá là đồng nhất, tức là tắc suốt từ trên xuống dưới, tắc từ động mạch chậu, động mạch đùi cho đến các cái động mạch tầng khoeo, và không còn tưới máu ở cẳng chân nữa, cẳng bàn chân nữa, và MCT cũng khẳng định lại cái tổn thương đã được chẩn đoán ở trên siêu âm, và phân loại Wi-Fi của bệnh nhân này điểm Wi-Fi là 9 và giai đoạn Rutherford là 6. Tuy nhiên cái đoạn Rutherford 6 thì nó cũng không phản ánh được cái mức độ nặng, đúng không ạ? Với những bệnh nhân này thì rõ ràng chúng ta thấy là đây là những tổn thương mà không có khả năng tưới máu. Vậy những tổn thương không có khả năng tưới máu là những tổn thương nào? Là những tổn thương mà chúng ta không tưới máu được nữa vì tái tưới máu thất bại, không thể bắc cầu, không thể can thiệp. Những cái tổn thương mà không có tưới máu hạ lưu vì giường mạch quá là kém. Và một số những trường hợp là các cái bệnh lý vi mạch như là Berger hay là tắc động mạch đầu chi liên quan đến xơ cứng bì hoặc là tiểu đường. Vậy những bệnh nhân đấy chúng ta làm gì? Chúng ta cho về. À không, chúng ta vẫn có thể phải giữ lại ở tuyến chuyên khoa, và chúng ta phải phối hợp với tuyến cơ sở để chúng ta điều trị nội khoa. Dù sao đi nữa, những bệnh nhân này lại phải điều trị nội khoa hết sức tích cực, và đứng đầu ở đây chính là giảm đau, kháng sinh, phối hợp với thuốc giãn mạch và chăm sóc vết loét. Cắt cụt chi khi có chỉ định, một số trường hợp chúng ta sẽ cắt hạch giao, gửi đến bác sĩ ngoại khoa để cắt hạch giao cảm. Một số trường hợp chúng ta gửi đến chuyên gia để cho chạy oxy cao áp, và có thể một cái liệu pháp bây giờ vẫn còn đang ở trong tương lai. Bởi vì nó chưa có các cái bằng chứng đủ thuyết phục để chúng ta dùng, để chúng ta chỉ định, đó là liệu pháp các tế bào gốc hay là sử dụng các cái yếu tố tân tạo mạch. Khi nào thì chúng ta kỷ đụng cắt cụt chi và chúng ta cắt cụt chi đến đâu? Thế thì đây là một cái báo cáo của tác giả Abu Zamzam trên 131 bệnh nhân cắt cụt chi của ông ấy. Thì ông ấy thấy rằng có 39% bệnh nhân cắt cụt chi vì có xíu máu chi dưới trầm trọng và tái tế máu thất bại. 15% bệnh nhân có hoại tử bàn chân lan rộng. 11% bệnh nhân có tổn thương giải phẫu mạch máu phức tạp không thể tái tưới máu. 9% bệnh nhân có nhiễm trùng bàn chân trầm trọng. 9% nguy cơ phẫu thuật rất cao nên tốt nhất là không phải phẫu thuật nữa. 8% là các cái thiếu máu cấp, và 8% còn lại là thiếu máu mà không có tính chất cấp cứu. Đây là những cái chỉ định chính để cắt cụt chi lớn. Thì chúng tôi cũng rất cân nhắc đưa ra cái tình huống này, bởi vì cái cắt cụt chi thì chúng ta cũng có thể cắt cụt ở tuyến cơ sở. Nếu như mà quý đồng nghiệp nào ở cơ sở của bệnh viện của mình có khoa phẫu thuật chấn thương chỉnh hình với một bác sĩ gây mê cũng cứng cỏi thì hoàn toàn là có thể cắt cụt chi, đúng không ạ? Mà không phải chuyển lên tuyến chuyên khoa. Chuyển lên tuyến chuyên khoa cũng chỉ để cắt cụt chi thì rõ ràng là người bệnh và gia đình sẽ hết sức là gì ạ? Lo lắng, đúng không ạ? Tuy nhiên trong một số trường hợp thì chúng ta cũng vẫn phải chuyển thôi, để chúng ta thấy rằng bệnh nhân và gia đình cũng sẽ phải chấp nhận cái chỉ định tương tự từ phía tuyến trên, gọi là tuyến chuyên khoa đấy. Và chúng ta, trong khi chúng ta đã tiên lượng từ trước rồi, chúng ta dựa vào các cái phân loại về cái mức độ tổn thương để chúng ta tiên lượng cái khả năng bảo tồn, chúng ta thấy không bảo tồn được, có nghĩa là bệnh nhân phải cắt cụt. Câu chuyện ở đây là cắt cụt không phải chỉ có cắt xoẹt cái chân đi và vứt đi, bởi vì chúng ta một mặt là chúng ta phải gì ạ? Giảm cái nguy cơ gì hoại tử và chất độc lan rộng để chúng ta cứu tính mạng người bệnh, giảm cái nguy cơ chuyện nhiễm trùng,
giảm đau cho người bệnh, nhưng đồng thời chúng ta cũng phải có một cái gì ạ? Có một cái kết quả phẫu thuật thật là tối ưu để hy vọng rằng cái việc cắt cụt chi nó mở ra cho bệnh nhân một cuộc sống mới, và không có nghĩa là nó tồi hơn là những cái cuộc sống trước khi bị cắt cụt, đúng không ạ? Tức là người ta có thể đặt chi giả. Chúng ta biết rằng là ở những bệnh nhân mà thiếu máu chi mà cái giai đoạn gọi là đe dọa mãn tính ấy, thì mỗi một năm thì chúng ta trên thế giới có khoảng từ 500 đến 1 triệu bệnh nhân, và có tới là gì ạ? Gần 40% những bệnh nhân này là không thể tái tê máu. Tức là chúng ta phải điều trị bảo tồn và xem xét một giai đoạn nào đó thì chúng ta có thể phải cắt cụt. Vấn đề ở đây thứ nhất là mỏm cụt phải đẹp. Thứ hai là cũng còn một yếu tố nó cũng thực ra là nó cũng khá là nhạy cảm. Đó là gì ạ? Phần chi thể, nhất là chi thể của một số người bệnh của chúng ta rất là lớn tuổi. Thì người ta có nguyện vọng giữ thì chúng ta, đây là một biện pháp cũng là tâm lý nữa. Chúng ta có thể bảo tồn cho họ để người ta giữ đó, và mở ra cho họ một cuộc sống mới, kể cả thay khớp háng cũng có thể là có. Đây là chi dưới giả ở những bệnh nhân mà tháo hẳn khớp háng, hoặc là những bệnh nhân chi giả để người ta có thể vận động và sinh hoạt thể thao bình thường, và hy vọng chúng ta sẽ có thể làm được cho họ tức là điều tốt nhất. Còn cắt đến đâu thì thực ra là chúng ta thấy là gì ạ? Các bác sĩ ngoại khoa thường nói với chúng tôi là gì? Là mạch đến đâu thì cắt đến gì ạ? Dưới đó một tí. Ví dụ như là bắt được mạch khoeo thì có thể xem xét để cắt cụt ở cẳng chân nếu được. Bắt được mạch bẹn thì chúng ta có thể cắt 1/3 dưới đùi, ví dụ thế. Tuy nhiên vị trí cụ thể thì rõ ràng là do các bác sĩ ngoại khoa quyết định. Để kết thúc thì chúng tôi rất may là cái này rất nhanh, bởi vì đồng nghiệp của chúng tôi, bác sĩ Quân, đã trình bày rất rõ về thiếu máu chi dưới cấp tính rồi. Đây là một trường hợp thiếu máu chi dưới cấp tính mà chúng ta thấy tím cả hai chân này, tức là do gì ạ? Do tắc luôn cả động mạch chủ bụng. Tắc luôn cả động mạch chủ bụng và chẩn đoán bằng lâm sàng dựa vào 6P. Nguyên nhân thì có hai nhóm nguyên nhân, hoặc do cục máu đông đi từ tim hoặc là từ động mạch, hoặc là do huyết khối trên động mạch bệnh lý hoặc động mạch bình thường. Có thể là đây chúng ta cái nhóm nguyên nhân lớn là từ tim ở những bệnh nhân gì ạ? Dung nhĩ, bệnh lý van tim, u nhầy nhĩ trái, viêm nội tâm mạc nhiễm khuẩn, hoặc một số các bệnh nhân thiếu máu cục bộ cơ tim có phình mỏm tất trái và huyết khối vùng mỏm, nó bay đi, nó tạo thành cục máu đông và nó bắn vào động mạch dẫn đến là huyết khối. Và thường là những cái nhóm do cục máu đông này nó dễ gây ra thiếu máu chi dưới cấp, bởi vì nó sẽ đứng lại ở những cái vị trí trước chạc ba, ví dụ động mạch chủ bụng, động mạch chậu gốc, động mạch đùi trung và động mạch khoeo. Đấy, những vị trí gọi là rất nguy hiểm. Về mặt sinh lý bệnh, khi dòng chảy động mạch bị mất đột ngột sẽ làm mất cái oxy, tổn thương tế bào, chuyển hóa yếm khí. Đầu tiên thì có thể hồi phục, nhưng sau đó thì bắt đầu bất hoạt các đầu thần kinh gọi là cảm giác, dẫn đến là gì ạ? Dị cảm, tê bì, và cái này nó có thể chỉ diễn ra trong vòng 2 giờ kể từ khi mà bị tắc. Muộn hơn nữa là bệnh nhân có các cái rối loạn về cảm giác bản thể, cảm giác sâu, có thể 6 giờ. Rồi liệt cơ, liệt vận động, hoại tử có thể hồi phục, và sau đó là hoại tử không thể hồi phục. Để chẩn đoán thì cũng xin nhắc lại một chút, đó là lâm sàng là chẩn đoán và không được lạm dụng các thăm dò cận lâm sàng. Về phân loại thì chúng ta có phân loại Rutherford, nhưng mà đây là Rutherford 1, 2, 3 chứ không phải Rutherford của cái bệnh động mạch chi dưới mạn tính, dựa vào mức độ đau, mức độ mất vận động, mức độ mất cảm giác, đặc biệt là mức độ mất cảm giác và các cái đặc điểm Doppler động mạch và tĩnh mạch của bệnh nhân. Trong đó giai đoạn Rutherford 3 thì chúng ta cắt cụt, chúng ta không còn biện pháp nào cứu vãn đâu. Còn giai đoạn 2 và 1 thì chúng ta khẩn trương để tái tê máu. Tất nhiên là chúng ta cũng còn phải phân biệt với một số tình huống khác trên lâm sàng có thể gặp, ví dụ như bệnh nhân không phải là thiếu máu cấp tính mà lại là thiếu máu mạn nhưng giai đoạn rất là nặng nề, đe dọa đến chi thể. Thì thường là những cái trường hợp đó, cái thời gian nó kéo dài quá 2 tuần. Đấy. Một số trường hợp gọi là huyết khối tĩnh mạch xanh đau, thì những trường hợp này thường là do huyết khối của tầng chậu nó chèn ép vào động mạch. Một số trường hợp thì chẳng có tắc mạch nhưng mà bệnh nhân lại có gì ạ? Bệnh nhân có sốc tim nhưng một đồng nghiệp cẩn thận nào đó bắt mạch, nhưng mà không may lại chỉ bắt mạch ở chân, lại thấy không bắt mạch được ở chân, không bắt mạch lên tay và không đo huyết áp, thì chẩn đoán ngay là tắc mạch chi, cũng thấy tím cả hai chân. Nhưng khi lên thì thấy gì ạ? Mạch thì không tắc nhưng mà tim thì, quên thở thì sắp tắc và tim thì cũng sắp tắc. Hoặc là một số trường hợp chấn thương, chúng ta phải chú ý. Về đây là cái phác đồ đơn giản để chúng ta đi từ chẩn đoán đến điều trị thiếu máu chi dưới cấp một cách hợp lý. Chúng ta đánh giá lâm sàng bằng 6P, hỏi ngay cái thời điểm
bắt đầu xuất hiện triệu chứng của người bệnh. Các cái thăm dò tối thiểu chúng ta làm đó là các xét nghiệm máu thường quy, ABI và siêu âm Doppler. Và ngay lập tức chống đông, tốt nhất là chống đông bằng heparin. Chúng ta dùng heparin bolus khoảng 1 ml, sau đó chuyển bơm tiêm điện và theo dõi APTT, hội chẩn chuyên gia mạch máu, và chúng ta sẽ đưa ra các hướng dẫn điều trị. Ở tuyến cơ sở thì chúng ta có thể sử dụng cái biện pháp gọi là gì ạ? Chúng ta lấy huyết khối bằng sông Fogarty. Đây là một cái sông mà thực ra là chúng ta cũng có thể tái sử dụng được để chúng ta lấy ở cục máu đông. Còn ở tuyến chuyên khoa thì chúng ta cân nhắc với cái điều kiện ở tuyến chuyên khoa, chúng ta có thể sử dụng các cái phương tiện hiện đại hơn để chúng ta vừa lấy huyết khối cơ học lại vừa tiêu sợi huyết tại chỗ. Để kết luận lại, xin lỗi là bài cũng hơi dài, thì chúng tôi xin có một số ý như sau. Chiến lược điều trị bệnh động mạch chi dưới mạn tính tại tuyến cơ sở đó là gì? Đó là kiểm soát thật tốt các yếu tố nguy cơ, sử dụng các biện pháp để cải thiện tiên lượng cho người bệnh và cải thiện triệu chứng cho người bệnh. Việc chống sử dụng thuốc chống ngưng tập tiểu cầu cần được tối ưu hóa dựa vào các khuyến cáo và phải cá thể hóa cho từng người bệnh. Vấn đề phục hồi chức năng vận động có giám sát theo chương trình là điều cần phải nhấn mạnh cho mọi trường hợp bệnh nhân có bệnh động mạch chi dưới. Tại tuyến chuyên khoa thì chúng ta nên có phối hợp nhiều chuyên khoa trong nhóm chuyên gia mạch máu, chỉ định tái tưới máu hoặc là can thiệp hoặc phẫu thuật hoặc là hybrid, tức là phối hợp can thiệp và phẫu thuật. Tối ưu hóa việc điều trị, có thể sử dụng, cân nhắc sử dụng thuốc chống đông liều mạch máu ngay sau can thiệp vì nó đã chứng minh hiệu quả giảm được các biến cố tim mạch lớn, giảm được biến cố chi lớn và lại an toàn cho người bệnh. Đồng thời tại tuyến chuyên khoa chúng ta cũng có sự phối hợp trao đổi với tuyến các đồng nghiệp của tuyến cơ sở để có kế hoạch theo dõi điều trị lâu dài bệnh nhân bệnh động mạch chi dưới. Ngoài ra nháy chúng ta phải hết sức cẩn thận, phát hiện sớm và xử trí cấp cứu thiếu máu chi dưới cấp, bởi chúng ta biết là gì ạ? Kể cả chúng ta có cấp cứu đến mấy thì vẫn có khoảng từ 10 đến 15% bệnh nhân thiếu máu chi dưới cấp phải cắt chân và từ 15 đến 20% bệnh nhân thiếu máu chi dưới cấp phải bị tử vong. Thế vì thế nên là chúng ta phải hết sức cảnh giác để chúng ta chẩn đoán và xử trí thiếu máu chi dưới cấp. Xin trân trọng cảm ơn quý đồng nghiệp. Xin phép là vì là bài dài quá nên là chúng tôi xin lỗi. Chúng tôi sẽ xin nhường lời cho phần tiếp theo của thầy Đinh Huỳnh Linh, một bài rất quan trọng, đó là việc tiếp cận đa chuyên khoa đa ngành đối với bệnh nhân bị bệnh động mạch chi dưới. Xin mời tiến sĩ Đinh Huỳnh Linh. Mọi người nghe thấy rồi. Kính thưa các bạn đồng nghiệp, thì có lẽ bài vừa rồi của thầy Hải và thầy Quân đã khá là đầy đủ từ chẩn đoán cho đến điều trị rồi. Thì sau đây tôi sẽ trình bày một bài về làm thế nào để tổng hợp lại từ những kiến thức chúng ta vừa học để ứng dụng trong thực tế lâm sàng, và thực tế lâm sàng đặc biệt với bệnh lý động mạch ngoại biên. Cụ thể bệnh lý động mạch chi dưới thì đòi hỏi một cách tiếp cận đa chuyên khoa. Thì vừa nãy thì có một bạn hỏi là các thầy cho xin số liệu về dịch tễ về bệnh lý động mạch ngoại biên ở Việt Nam. Thì thực ra chúng tôi cũng có, nhưng mà số liệu này khá là lâu rồi, từ cách đây là trên 10 năm. Một học viên cao học của Bộ Môn Tim Mạch đã làm cho thấy là tỷ lệ bệnh động mạch ngoại biên đã gia tăng lên trong số những cái bệnh nhân phải nhập viện tại Viện Tim Mạch Quốc gia Việt Nam. Và như cái hình này các bạn có thể thấy nó cùng với cả cái bệnh lý mạch vành cũng gia tăng, và cùng với xu thế là các bệnh lý tăng huyết áp, bệnh lý tiểu đường, rối loạn lipid máu, hút thuốc lá trong cộng đồng người Việt cũng tăng lên, trong khi các bệnh lý van tim hậu thất nó giảm đi. Sẽ trả lời chục câu. Nhưng mà tôi cũng xin nói lại rằng số liệu này cũng khá cũ rồi, và nếu mà bạn nào đó muốn nghiên cứu sâu hơn thì chắc chắn là còn rất nhiều đất để các bạn tìm hiểu và làm đề tài. Và khi nói về dịch tễ của các bệnh lý động mạch ngoại biên thì đã biết rằng là nó nằm chung trong một tổng thể là các bệnh lý mạch máu do sơ vữa, có thể biểu hiện ở bệnh lý động mạch chủ, phình động mạch chủ bụng, chẳng hạn biểu hiện bệnh lý động mạch vành và biểu hiện ở những cái mạch máu như là khác như mạch cảnh, mạch dưới đòn, mạch thận, mạch tạ, mạch chi dưới, và bởi vì nó cùng chia sẻ các yếu tố nguy cơ và cùng cái nằm trong hệ thống các bệnh lý mạch máu do sơ vữa. Và cái hình này cho các bạn thấy rằng tại sao mà trong bài trình bày của thầy Hải thì Quân cho thấy là các bệnh mạch máu ngoại biên thường chồng lớp nhau. Rất hiếm khi một người bệnh chỉ có đơn thuần biểu hiện ở một vị trí, mà người ta gọi là polyvessel disease, đa tầng động mạch. Và
tiếng ồn quá. Không điều khiển được ở đây. Em không điều khiển được Next. Em không Next được. Không share. Em dùng. Ok. Bây giờ đã đỡ rè hơn chị ạ. Và theo đây là cái kết luận từ khuyến cáo của ESC Hiệp hội Việt Châu năm 2017 về bệnh lý động mạch ngoại biên. Các đồng nghiệp có thể nhìn thấy rằng là gì ạ? Nếu một bệnh nhân vào viện vì có bệnh động mạch chi dưới biểu hiện bằng IB dưới 0.9 thì tỷ lệ bệnh động mạch vành là từ 25 đến 70%, tỷ lệ hẹp động mạch cảnh trên 70% là từ 15 đến 20%, tỷ lệ hẹp động mạch thận trên 75% là loanh quanh khoảng 10 đến 25%. Và cũng tương tự như vậy, bệnh nhân có bệnh động mạch vành thường kèm theo có cả bệnh động mạch chi dưới, kèm theo cả bệnh động mạch cảnh, kèm theo cả bệnh động mạch thận nữa. Và chính vì vậy nó sẽ khiến cho cái việc mà điều trị một cái bệnh lý động mạch ngoại biên thì nó đòi đa chuyên khoa, chứ không chỉ một chuyên khoa nào điều trị được cả. Ngoài ra trong hoàn cảnh Việt Nam thì nó còn có một số cái thách thức mà khiến cho cái việc điều trị nó không đơn giản, không phải một bác sĩ, một chuyên ngành có thể điều trị được. Đầu tiên là sao ạ? Triệu chứng lâm sàng của bệnh động mạch ngoại biên rất đa dạng, giống như bài của bác sĩ Quân đã trình bày. Có thể từ những triệu chứng mơ hồ như là loét, tiền loét thôi, nấm móng nứt kẽ, vết thương chi khó liền. Có thể một bác sĩ rất nhiều kinh nghiệm, bác sĩ nội tiết chẳng hạn sẽ biết ngay, có thể chỉ tê tê chân thôi, đây là bệnh động mạch ngoại biên rồi đấy. Nhưng một bác sĩ khác không nhiều kinh nghiệm thì lại bỏ sót mất. Cho đến những cái giai đoạn rất là phức tạp, hoại tử, mất mô và tổ chức, đòi hỏi phối hợp rất nhiều chuyên ngành để mà có sự điều trị. Chính vì vậy, từ thực tế lâm sàng mà chúng tôi đã nhận thấy rằng trong thực tế lâm sàng Việt Nam có rất nhiều thách thức trong điều trị bệnh lý động mạch ngoại biên. Bệnh nhân thường đến viện giai đoạn muộn, khi mà tổn thương đã rất là nặng nề, rất là phức tạp rồi. Bệnh nhân kèm theo nhiều bệnh lý khác, đâu chỉ là bị mỗi cái chân loét đâu, đái tháo đường, đường máu cao không kiểm soát được, dẫn đến tình trạng nhiễm khuẩn nặng, tăng huyết áp, rối loạn lipid máu, có thêm bệnh động mạch vành, tình trạng toàn thân nhiễm khuẩn rất là nặng, suy tim, khiến cho việc truyền dịch cái gì điều trị rất khó khăn, suy thận, khiến cho việc điều trị dùng thuốc nào cũng khả năng là ảnh hưởng chức năng thận cả. Tỷ lệ kháng kháng sinh cao, không có hoặc là ít có một cái đơn vị chăm sóc bàn chân thật là chuyên nghiệp và hiệu quả. Ngoài ra là gì ạ? Bệnh nhân kinh tế khó khăn. Vâng, chúng ta ít khi thấy một người mà đi chơi golf mà bị bệnh động mạch ngoại biên phải không ạ? Đúng không ạ? Chúng ta thường là gì ạ? Những cái bệnh nhân bệnh động mạch ngoại biên thường những người mà hút thuốc lá, tức là rất nhiều. Ăn thì ăn nhiều cái đồ ăn mà nó không tốt cho sức khỏe, được dân trí kém, và vì vậy là họ loét chi rất là lâu ngày. Điều kiện kinh tế khó khăn khi mà chúng điều trị bất cứ biện pháp nào, dùng kháng sinh, dùng những cái oxy cao áp, can thiệp tái tiêu máu đều rất là tốn kém, bệnh nhân không đáp ứng được. Hậu quả là gì ạ? Chúng ta thấy là tỷ lệ cắt cụt chi rất cao, kèm theo biến cố toàn thân nặng nề, đôi khi là có khi chưa mất cái chân thì đã nhiễm trùng những độc nặng, suy gan, suy thận, rồi là bệnh động mạch vành, suy tim cấp và tử vong. Chính vì vậy, quý đồng nghiệp nhìn thấy cái thực tế lâm sàng là như thế, không đơn giản một chút nào. Chúng tôi ở đơn vị chăm sóc mạch máu đã triển khai làm rất lâu rồi và thấy có rất nhiều thách thức như thế này. Và chúng tôi nghĩ rằng là tất cả các đồng nghiệp, tất cả các tuyến, từ tuyến cơ sở cho đến tuyến chuyên khoa cũng gặp những cái thách thức như chúng tôi đang gặp. Và chúng ta có một cái ca lâm sàng là như thế này. Bệnh nhân nam 74 tuổi, tiền sử đái tháo đường tiếp 2 nhiều năm, tiền sử tăng huyết áp, vào viện phải có loét chi. Và bệnh nhân đã được phẫu thuật tháo ngón ở bệnh viện tỉnh. Và khi lên viện chuyển lên chúng tôi là hội chứng nhiễm khuẩn dương tính vì loét chi nặng, tháo ngón cái nhưng mà vết loét rất là khó lành. Bệnh nhân không đau ngược trái mà chỉ biểu hiện chính là loét ướt, chảy dịch mủ mu chân. Nhưng mà tuy nhiên điện tâm đồ thì gì ạ? Các quý đương nghiệp thấy ạ, có thấy sóng Q và T âm ở nhiều chuyển đạo. Siêu âm tim thì S có 42% thôi, thì có giảm và có giảm vận động vùng tưới máu của động mạch lên đất trước. Xét nghiệm thì creatinine là 156, thì có suy thận rồi. HbA1c là 10,4, cho thấy là gần như tình trạng tiểu đường chẳng được kiểm soát gì cả. Bilan viêm rất là cao. Siêu âm đốt lên mạch máu thì cho thấy là có tắc động mạch đùi nông trái, tổn thương nặng động mạch tầng dưới gối bên trái, hẹp 60% động mạch cảnh trong bên phải. Ca lâm sàng này không phải do chúng tôi tự nghĩ ra mà thực tế là nó trong lâm sàng. Thực tế chúng tôi gặp rất nhiều ca như thế này. Vậy thì
đứng trước một bệnh nhân như vậy thì theo quý đồng nghiệp điều gì là quan trọng nhất? Thứ nhất là chụp động mạch vành sẽ can thiệp thì bệnh nhân có điện tâm đồ biến đổi, siêu âm tim F 42% chứng tỏ rằng là cái mạch vành này thực sự ảnh hưởng đến chức năng thất trái. Thứ hai là can thiệp mạch máu ngoại biên vì bệnh nhân nhập viện vì triệu chứng bệnh động mạch ngoại biên, hiện tại là loét chi chứ không đau ngực. Thứ ba là cho nên phẫu thuật làm cầu nối mạch máu do tổn thương mạch rất là phức tạp. Thứ tư là tất cả những cái đấy là không phải quan trọng, mà cái đe dọa hàng đầu là đang nhiễm khuẩn ở vầm CRP20 và vết loét chi này cần phải kiểm soát nhiễm khuẩn và chăm sóc vết loét. Thứ năm là cho cần phải kiểm soát đường máu vì đây là gốc rễ của tất cả các vấn đề. Thứ sáu là chúng ta có thể cắt cụt chi do không còn khả năng bảo tồn và tăng nguy cơ nhiễm trùng nhiễm độc toàn thân. Thứ bảy là chúng ta cần phải tái tiêu hóa động mạch cảnh do hẹp 60% động mạch cảnh trong có thể dẫn đến tai biến mạch não. Thứ tám là do điều trị nội khoa thôi ở giải thích gia đình vì bệnh nhân suy tim, suy thận nặng, kỳ vọng sống rất là thấp. Rõ ràng là chúng ta có rất nhiều lựa chọn điều trị và thực ra đây là một, không phải là một cái test trắc nghiệm mà đây là một cái tình huống lâm sàng để quý đồng nghiệp cũng như suy nghĩ là chúng ta sẽ làm gì. Nếu ta chọn giải pháp thứ nhất là can thiệp mạch vành thì phải đưa bệnh nhân chính xác phải nằm ở khoa tim mạch can thiệp để được tái tiêu hóa động mạch vành, chụp động mạch qua da. Nếu chúng ta quyết định là can thiệp mạch máu ngoại biên thì ta chuyển đến khoa can thiệp mạch máu. Nếu chúng ta quyết định là cần nên làm phẫu thuật làm cầu nối thì ta chuyển đến khoa phẫu thuật mạch máu. Nếu thứ tư cho nghĩ rằng việc kiểm soát nhiễm khuẩn là quan trọng thì bệnh nhân này cần phải nằm ở khoa truyền nhiễm, đúng không ạ? Thứ năm chúng ta nghĩ rằng kiểm soát đường máu là quan trọng thì bệnh nhân này phải nằm ở khoa nội tiết hoặc bệnh viện nội tiết. Thứ sáu nếu chúng ta nghĩ rằng là thôi bây giờ chỉ cắt cụt chi thôi thì bệnh nhân này cần phải nằm ở khoa chấn thương chỉnh hình. Thứ bảy chúng ta cần nghĩ rằng tái tiêu máu động mạch cảnh bằng can thiệp hoặc phẫu thuật mạch máu thì phải chuyển đến cái chuyên khoa phù hợp. Rõ ràng là bệnh nhân này có thể nằm ở bất cứ đâu cả. Và kể cả nằm ở đâu thì cái bác sĩ nơi đó thì cũng không thể xử lý được tất cả các vấn đề của người bệnh. Và như vậy tiếp cận một bệnh nhân như thế cho cần phải có một cái nhìn đa chiều. Đây là lúc mà cho ứng dụng những cái kiến thức đã được học trong bài giảng của thầy Quân, của thầy Hải về chẩn đoán và điều trị rồi. Đúng không ạ? Nhắc lại một chút, đánh giá lâm sàng nó có những cái thang điểm Phong Tăng, thang điểm Rutherford, đặc biệt ở bệnh nhân này có đái tháo đường chúng ta có một cái thang điểm Wagner, đánh giá bàn chân giữa mức độ 0 là chưa có loét, mức độ 1 là loét nông, mức độ 2 là loét sâu, mức độ 3, 4 là bắt đầu có hoại tử. Chúng ta phải đánh giá bệnh nhân như vậy. Và cả thầy Quân và thầy Hải đều nói đến thang điểm Wi-Fi. Đúng không ạ? Và chúng ta đánh giá điểm Wi-Fi, nguy cơ cắt cụt chi bệnh nhân này là điểm Wi-Fi là 3, 2, 3, đúng không? Các bạn nhìn thấy rõ là gì ạ? Một vết loét sâu rộng, bao gồm hoại tử rất là rộng, như thế là điểm loét, vết thương là 3 rồi. Thiếu máu như thế là 2 vì AD khoảng tầm bệnh nhân này khoảng 0,6. Và có nhiễm trùng toàn thân rồi đúng không ạ? Viêm hệ thống rồi thì đây là 3, 2, 3 và các bạn đối chiếu ra. Ứng dụng lâm sàng đấy rất là rõ là đây là màu gì ạ? Màu đỏ là nguy cơ cắt cụt chi rất là cao, thực tế bệnh nhân đã bị tháo ngón rồi. Tuy nhiên, cái mà chúng tôi cần nói với các bạn đó là khi lý thuyết chỉ là màu xám thôi, thực tế lâm sàng nó đa dạng như vậy. Và kết luận của cái phần này ra lâm sàng là gì? Phát hiện và xử trí sớm bệnh lý động mạch chi dưới giúp vai trò rất quan trọng. Nếu mà bệnh nhân vào viện vì Rutherford 5 không có nhiễm khuẩn thì cũng chỉ giống như một cái xe ô tô chỉ bị vết xước nhỏ thôi. Và việc điều trị thì nó tốn ít thời gian, chi phí thấp và không quá phức tạp. Tất nhiên không có cái điều trị nào là đơn giản cả, nhưng mà không phải là quá phức tạp. Nhưng mà còn bệnh nhân sang Rutherford 5 nhưng có nhiễm khuẩn hoặc Rutherford 6 rồi, giống như một chiếc xe đã hư hại nhiều hơn và việc điều trị cũng tốn thời gian hơn, đòi hỏi chi phí tốn kém hơn, đồng thời phức tạp và nhiều nguy cơ cho người bệnh, tiềm ẩn nguy cơ suy thận, tiềm ẩn nguy cơ chảy máu, tiềm ẩn nguy cơ suy tim, rất nhiều nguy cơ cho người bệnh. Và giai đoạn cuối cùng đó khi mà cái chân đã tím ngắt, lạnh rồi, như bài của thầy Hải trình bày một cái như cái cành cây khô rồi, thì đây là không thể cứu vãn được, giống như một chiếc xe đã hư hại vô cùng nặng nề. Và về đừng nói chuyện tốn thời gian hay tốn chi phí nữa, mà là có chi phí và có thời gian cũng không bảo tồn được. Đó, vì vậy các đồng nghiệp là từ rất nhiều chuyến chuyên khoa, trong đó có rất nhiều bạn ở bác sĩ tuyến cơ sở, tôi muốn nhấn mạnh rằng là chúng ta phải phát hiện và xử trí sớm bệnh động mạch chi dưới ở giai đoạn mà khi nó còn nhẹ nhàng thôi, thì các điều trị nó dễ dàng cho cả thầy thuốc, dễ dàng cho cả bệnh nhân, lợi ích cho cả bệnh nhân cũng như toàn bộ hệ thống y tế. Sau giai đoạn đánh giá lâm sàng là ta vào chẩn đoán hình ảnh, đúng không ạ? Một bác sĩ chúng ta dù bất cứ chuyên ngành nào, chúng ta cũng phải hiểu ưu và nhược điểm của các thăm dò chẩn đoán ảnh. Siêu âm đốt loét mạch máu thì là không xâm nhập, giá trị chẩn đoán rất cao, có lẽ là không thua gì MSCT cả. Đánh giá là cả tổn thương giải phẫu, huyết động và dòng chảy, không ảnh hưởng chức năng thận,
đúng không ạ? Những nhược điểm gì ạ? Đòi hỏi là cái thầy thuốc làm siêu âm phải được đào tạo có kinh nghiệm. Một số trường hợp ở ví dụ tầng chậu chẳng hạn, có khi siêu âm đánh giá không được chính xác. Nhất nhược vô hóa nhiều, chụp MSCT thì sao cũng là không xâm nhập. Giá trị chẩn đoán này cao hơn siêu âm, dựng hình được rất là rõ, rất là trực quan. Tuy nhiên không đánh giá được huyết động, không đánh giá được dòng chảy và lại dùng thuốc cản quang gây suy thận. Chụp mạch DSA đúng không ạ? Đây tham khảo xâm nhập, giá trị chẩn đoán rất là cao, tiêu chuẩn vàng, nhưng có thể gây suy thận và không phải cơ sở nào cũng có. Vì vậy quý đồng nghiệp dù là bác sĩ ở đâu, ở khoa chấn thương chỉnh hình, khoa nội tiết, bệnh viện tuyến cơ sở, khoa tim mạch thì quan trọng là cho cần nắm vững ưu và nhược điểm của từng phương pháp để chỉ định cho phù hợp. Và khi mà chúng ta đánh giá lâm sàng rồi, đã tham khảo chẩn đoán hình ảnh rồi thì vẫn điều trị bệnh mạch máu ngoại biên. Thì giống như bài thầy Hải đã nói thì các hiệp hội tim mạch Hoa Kỳ, hiệp hội tim mạch châu Âu, hiệp hội đái tháo đường Hoa Kỳ đều thống nhất rằng là chúng ta điều trị làm gì nhằm ba mục đích. Mục đích thứ nhất là dự phòng biến cố tim mạch. Tôi chưa nói đến bệnh nhân bị loét chi thì làm sao, nhưng bệnh nhân bị loét chi sẽ có nguy cơ bị nhồi máu cơ tim, nguy cơ bị tai biến mạch não, nguy cơ tử vong. Và vì vậy điều trị là gì? Bỏ thuốc lá, dùng thuốc kháng huyết áp tiểu cầu, dùng statin và dùng thuốc ức chế men chuyển. Đừng hỏi tại sao lại một bệnh nhân đau chân lại cho ức chế men chuyển. Đúng không? Ức chế men chuyển giúp kiểm soát huyết áp, giúp giảm tình trạng tái cấu trúc thất trái, như vậy là dự phòng những biến cố nhồi máu cơ tim, tai biến mạch não, suy tim ở bệnh nhân bệnh lý động mạch ngoại biên. Cái mục đích điều trị thứ hai đó là giảm triệu chứng và cải thiện chất lượng cuộc sống, bao gồm tập luyện, tập đi bộ, dùng siloxazone, can thiệp tái tim máu, chăm sóc bàn chân rất là tích cực, cứu chi, giảm tỷ lệ cắt cụt chi, hoặc là nếu cắt cụt thì cắt cụt nhẹ nhàng thôi, thay vì là phải cắt cụt 1/3 trên cẳng chân thì chỉ cắt cụt 1/3 dưới, hoặc cắt cụt nửa bàn chân là chỉ tháo ngón tối thiểu thôi, đúng không ạ? Như thế là giúp bệnh nhân có thể cứu chi được, thì là can thiệp tái tim máu bằng can thiệp nội mạch hoặc là phẫu thuật. Xin tổng kết lại, quý vị nhớ cái khung hình tím bên kia cho aspirin 100mg một ngày, kiểm soát lipid máu tích cực, và việc khuyến cáo là đưa xuống mức LDL cholesterol là dưới 1.8 mmol/L, phù hợp statin với ezetimibe, kiểm soát huyết áp xuống mức áp mục tiêu là 140/90 mmHg, kiểm soát đường máu, thay đổi lối sống, bỏ thuốc lá, giảm cân nặng, thay đổi chế độ ăn. Tiếp theo là vấn đề kiểm soát nhiễm khuẩn, thì tôi có trao đổi với cả một đồng nghiệp của tôi là trưởng khoa, bác sĩ Trang, trưởng khoa bàn chân bệnh viện đái tháo đường, một người rất kinh nghiệm trong kiểm soát nhiễm khuẩn. Rõ ràng hiện tại chúng ta có rất nhiều thách thức, và cái điều này chúng tôi cũng đã chia sẻ với cả các đồng nghiệp chúng tôi ở khoa vi sinh bệnh viện Bạch Mai. Đó là sao ạ? Ở một bệnh nhân bệnh động mạch ngoại biên, bệnh nhân chi dưới thường là vết thương hở lâu ngày, thì nhiễm tạp khuẩn đôi khi không chỉ bị một con vi khuẩn mà rất là nhiều vi khuẩn. Các chủng vi khuẩn thì 40% là tụ cầu, mà nếu là tụ cầu thì phần lớn là tụ cầu kháng methicillin. Bệnh thường diễn biến kéo dài, qua nhiều cơ sở điều trị mới đến tuyến cuối, vì thế bệnh nhân đã dùng nhiều loại kháng sinh rồi. Do vậy tỷ lệ kháng kháng sinh rất là cao, và việc phân lập vi khuẩn cũng không phải lúc nào cũng dễ dàng. Tình trạng tưới máu chi kém, dinh dưỡng kém cũng khiến kiểm soát nhiễm khuẩn kém hơn. Ngoài ra bệnh nhân còn rất nhiều bệnh nền như đái tháo đường, suy thận, suy tim, khiến cho việc điều trị kháng sinh vô cùng khó khăn. Và giải pháp của chúng ta là gì? Giải pháp là không chỉ một bác sĩ chuyên khoa mà có thể làm được. Cần rất nhiều chuyên khoa, chúng ta phải phù hợp sớm nhiều loại kháng sinh. Nên hội chẩn dược lâm sàng, hội chẩn khoa vi sinh, hội chẩn chuyên khoa truyền nhiễm, phù hợp vancomycin, cephaloxin thế hệ 3, imipenem, silastatin, dùng quinolon phổ rộng, tái tưới máu tối ưu để tăng cường cái việc tưới máu cho bàn chân, đúng không ạ? Và chăm sóc vết loét thật là tốt. Như thế quý đồng nghiệp có thể thấy rằng ở những cái trường nhiễm khuẩn nặng thì không chỉ một bác sĩ mà làm được. Chúng ta cần hỗ trợ bất kể bệnh nhân nằm ở bệnh phòng nào thì cũng cần sự hỗ trợ hội chẩn liên khoa để có một cái biện pháp điều trị tối ưu nhất. Quản lý bệnh nhân thiếu máu chi trầm trọng thì cái khuyến cáo hiệp hội tim mạch châu Âu đã đưa ra những cái vấn đề rất là rõ ràng rồi, đúng không ạ? Là cần phát hiện sớm các dấu hiệu mất mô và nhiễm trùng để giới thiệu bác sĩ chuyên khoa mạch máu sớm. Cái điều này là bắt buộc, đúng không ạ? Và các bạn phải đánh giá nguy cơ cắt cụt chi với những bệnh nhân mà như bác sĩ Quân đã nói đấy ạ, thiếu máu chi mạng tính mà đe dọa, đánh giá nguy cơ cắt cụt chi để có chiến lược xử trí ngay lập tức. Và để bảo tồn chi, tái tưới máu được chỉ định bất cứ khi nào có thể. Bất cứ khi nào có thể, bất kể các bạn có biện pháp gì, phẫu thuật, can thiệp nội mạch, làm thế nào tái tưới máu được thì càng sớm càng tốt. Và
Hiện tại thì các liệu pháp như tế bào gốc hay là gen thì vẫn còn trong dạng nghiên cứu, cũng chưa có một cái dấu hiệu gì cho thấy là nó sẽ thực sự có những cái bằng chứng rõ ràng cả, và vì vậy chúng ta vẫn cứ làm theo những cái mà chúng ta đang thực hành thôi. Về tái tế máu, mục đích chúng nói rồi là gì? Giảm nguy cơ đạo chi do có phẫu thuật làm cầu nối. Đây là biện pháp kinh điển, tỷ lệ thành công cao. Tuy nhiên lại có những cái biến cố của cầu mổ và những cái cầu nối ngoài giải phẫu như cầu nối nách đùi chẳng hạn thì rất là dễ bị tắc lại. Ở can thiệp nội mạch, đây là biện pháp ít xâm lấn hơn, tỷ lệ thành công cao nếu tổn thương không quá phức tạp. Và ở những cái tầng chủ chậu thì hiệu quả dài hạn tương đương phẫu thuật, tầng đùi kheo tổn thương ngắn hiệu quả dài hạn cũng tốt. Nhược điểm là gì? Tỷ lệ tái hẹp cao với tổn thương tầng dưới gối. Vậy thì tôi có một câu hỏi tương tác cho các bạn có thể tự làm cái câu hỏi này. Đó là gì? Thang điểm nào dưới đây được sử dụng để lựa chọn biện pháp tái tế máu tối ưu cho người bệnh? Chúng ta học bài bệnh đường chi dưới có rất nhiều thang điểm. Thang điểm Lyrick, Phong Tăng, Rutherford, Wagner, thang điểm Wi-Fi, thang điểm TAS 2. Xin kể chai nước. Được chưa ạ? Vâng. Có thể để ngắn hơn cũng được. Vâng. À. Như vậy là tôi xin lỗi là cái phần này các bạn chắc là chưa update cái poll đúng không ạ? Câu hỏi đây là gì? Thang điểm nào được sử dụng để lựa chọn biện pháp tái tế máu tối ưu? Còn câu hỏi trong poll là thang điểm là sử dụng để lựa chọn nguy cơ cắt, đánh giá nguy cơ cắt của chi, và cái này các bạn quá thuộc rồi. Nếu câu hỏi là thang điểm để đánh giá nguy cơ cắt của chi thì đó là thang điểm Wi-Fi. Còn nếu mà thang điểm sử dụng đánh giá biện pháp tái tế máu tối ưu thì là thang điểm TAS. Phân loại TAS là dựa vào mức độ tổn thương lan rộng như thế nào, mức độ phức tạp tổn thương, chia TAS A, B, C, D. Và nếu TAS A, B ưu tiên can thiệp nội mạch, TAS C, D ưu tiên phẫu thuật. Đấy. Thật ra các bạn không cần phải nhớ cái thang điểm TAS này, tôi cũng không nhớ được. Đúng không ạ? Chúng ta bài học ở đây là gì? Chúng ta phải biết rằng có thang điểm TAS. Và khi mà để đánh giá được đúng thang điểm TAS này thì chẩn đoán hình ảnh giữ vai trò rất quan trọng. Vì vậy chúng ta nếu chúng ta chỉ định bệnh nhân làm siêu âm, làm chụp MSCT, cho phải biết rằng ta chờ đợi cái thông tin gì từ những cái thăm dò chẩn đoán hình ảnh đấy. Tuy nhiên cũng xin nhắc lại rằng các thăm dò chẩn đoán hình ảnh chỉ đánh giá về mặt giải phẫu thôi, cần cân nhắc nhiều yếu tố khác nữa như toàn trạng bệnh nhân, lâm sàng, các bệnh lý phối hợp. Ưu điểm của can thiệp nội mạch đó là giảm tỷ lệ thương tật và tử vong, tránh biến chứng gây mê toàn thân, tránh sẹo mổ và biến chứng của quá trình liền sẹo, bệnh nhân có thể trở lại hoạt động thường ngày khá là nhanh, đúng không ạ? So sánh bệnh nhân làm can thiệp mạch vành so với bệnh nhân phẫu thuật CABG thì chắc chắn là bệnh nhân can thiệp vành là đi lại nhanh nhẹn hơn rồi. Bệnh nhân có thể can thiệp nội mạch nhiều lần nếu cần thiết. Đây là hình ảnh can thiệp ở tổn thương nội đùi nông, đúng không ạ? Tổn thương gọn khư trú ở đoạn 1/3 giữa và dưới của động mạch đùi nông và đã được nóng bóng, và sau khi nóng bóng thì rất là tốt, và hình ảnh tái tế máu đã cho thấy rằng gì ạ? Dòng chảy tái tế máu hoàn toàn rất là tốt. Hay hình ảnh này nó can thiệp ở tầng dưới gối, quý đồng nghiệp nhìn thấy ở bên trái. Đó là cái động mạch trước khi can thiệp, động mạch mu chân, từ đoạn xa, động mạch chảy trước hoàn toàn tắc, gần như không có tế máu bàn chân gì cả. Động mạch chảy sau tế máu rất là kém, và sau khi can thiệp tế máu bàn chân đã được cải thiện rất là đáng kể. Và đây là cái khuyến cáo của Hiệp hội Tim mạch Châu Âu năm 2017 về chỉ định tái tế máu. Thì nó chia ra là 3 tầng, là tầng chậu, tầng đùi khoeo và tầng dưới gối. Chúng tôi sẽ không đi quá sâu về những cái này, các bạn có thể tìm hiểu đọc. Tóm lại chỉ là gì ạ? Nếu mà tầng chậu thì nên can thiệp nội mạch, đặt stent ngay từ đầu. Tuy nhiên nếu tổn tác động mạch chậu mà lan lên động mạch thận, bao gồm tính cả động mạch chủ bụng nữa thì nên phẫu thuật hơn. Tầng đùi khoeo thì nếu tổn thương ngắn dưới 25cm từ dưới 250mm cho nên can thiệp nội mạch. Tầng dưới gối thì ưu tiên nếu chúng ta để phẫu thuật làm cầu nối tĩnh mạch hiển đảo chiều thì rất là tốt, còn nếu không cũng có thể cân nhắc can thiệp nội mạch. Và chúng tôi có những cái số liệu về tỷ lệ can thiệp mạch máu chi dưới tại miền Bắc Việt Nam trong 4 năm từ 2016 đến 2019. Các bạn thấy là tỷ lệ cũng gia tăng khá là ổn định qua các năm. Và chúng tôi có thêm một câu hỏi nữa để các bạn thao tác ạ. Theo các kết quả nghiên cứu lâm sàng, trong các biện pháp tái tế máu động mạch đùi nông dưới đây, biện pháp nào được chứng minh có hiệu quả dài hạn tốt nhất? A. Đặt stent phủ thuốc. B. Đặt stent thường.
C là nong bóng của thuốc, D nong bóng thường và E là phẫu thuật làm cầu nối. Mời các bạn. À, chúng ta thấy là có 40% chọn đặt stent vào thuốc và 40% chọn phẫu thuật làm cầu nối. Và như vậy thì cũng khá là tương đồng với cả kết quả nghiên cứu chứng tỏ các bạn là cũng rất là cập nhật. Đây là cái phân tích meta theo dõi đến rất nhiều bệnh nhân, 33 nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng theo dõi trong 30 tháng, đúng không ạ? Về đánh giá hiệu quả can thiệp bệnh đường nông thì thấy là gì, nhóm DS, nhóm BPS là nhóm đặt stent vào thuốc và nhóm dùng phẫu thuật làm cầu nối là có cái hiệu quả tốt nhất, và dưới đó là đặt stent có màng bọc và đặt stent thường. Và như vậy thì cũng biết là khi chỉ định một bệnh nhân đi tái tế máu thì cái lựa chọn nào là được chứng minh dài hạn là tốt nhất. Vâng, vậy thế thì còi tương tác theo các khuyến cáo hiện tại đặt stent phẫu thuật vẫn là tốt nhất, nó tốt hơn phẫu thuật làm cầu nối ạ. Và sau khi ta đã điều trị can thiệp tái tế máu rồi thì ta có cái liệu pháp kháng huyết khối, thì cái khuyến cáo năm 2007 vẫn nói rằng là nếu chưa can thiệp thì dùng kháng thiệp tiểu cầu kép trong vòng 1 tháng và sau dùng kháng thiệp tiểu cầu đơn. Nếu bệnh nhân có dung nhĩ thì có thể dùng phối hợp kháng thiệp tiểu cầu và thuốc chống đông đường uống. Và bây giờ chúng ta có thêm một câu hỏi nữa cho các bạn, tại vì chúng ta hiện bây giờ là năm 2021, không còn là năm 2017 nữa. Câu hỏi đấy như sau: khi mà phối hợp aspirin với rivaroxaban liều thấp từ một thuốc chống đông đường thế hệ mới ở bệnh nhân bệnh động mạch chi dưới được can thiệp tái tế máu sẽ đem lại lợi ích nào dưới đây? A là giảm tỷ lệ chảy máu cho người bệnh, B là giảm tỷ lệ tai biến mạch não, nhồi máu cơ tim, cắt cụt chi, C là giảm tỷ lệ tắc lại stent sau can thiệp, D là giảm tỷ lệ phải phẫu thuật làm cầu nối. Bài của thầy Hải đúng không ạ? Để kiểm tra luôn xem các bạn có nghe kỹ bài của thầy Hải trình bày hay không. Thầy Hải vừa trình bày rồi, bây giờ xem mà bạn nào mà chăm chú nghe hay không. Vậy thì chúng ta sẽ trả lời được câu này thôi ạ. Chúng ta đều biết là cho phối hợp rivaroxaban liều thấp aspirin là hiệu quả rồi, nhưng thực sự hiệu quả nó nằm ở điểm nào? À, vâng, rất là tốt. Như thế là có 33% các bạn trả lời là giảm tỷ lệ tắc lại stent sau can thiệp. Vâng, nhưng thực tế rằng là gì ạ? Thế nào, chúng ta phải xem lại cái nghiên cứu. Vâng, các thầy Hải đã trình bày rất là kỹ rồi, các bạn cũng đọc kỹ một cái nghiên cứu đoạn. Nghiên cứu Voyager PAD 6.500 bệnh nhân PAD phân nhóm dùng aspirin và placebo hoặc là aspirin phối hợp với rivaroxaban liều thấp, và tiêu chí hiệu quả là tỷ lệ biến cố chung bao gồm thiếu máu chi cấp, nhồi máu cơ tim, tai biến mạch não, cắt cụt chi, và tiêu chí an toàn là chảy máu đe dọa tính mạng. Thì đúng không ạ? Chính thế thì cái tiêu chí mà gọi giảm tỷ lệ tái can thiệp chỉ là tiêu chí phụ thôi, còn tiêu chí chính là giảm tỷ lệ biến cố tim mạch nói chung, biến cố MACE, MALE tức là biến cố mạch máu chi. Và như vậy thì ở đây thì câu trả lời đúng sẽ là B, là giảm tỷ lệ tai biến mạch não, nhồi máu cơ tim và cắt cụt chi. Và chính vì vậy đây là một cái khuyến cáo khá là mới, và tôi nghĩ rằng có thể là trong 1-2 năm nữa thôi nó sẽ được đưa vào khuyến cáo chính thức của Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ hay Hiệp hội Tim mạch Châu Âu, đăng trên tạp chí Circulation Intervention vào tháng 4 năm 2020. Thì thấy là gì? Ở bệnh nhân mà bệnh động mạch ngoại biên và dùng liệu pháp kháng huyết khối, đúng không ạ? Thì sau khi mà được can thiệp tái tế máu thì đã được khuyến cáo là nên dùng rivaroxaban liều thấp cộng với cả aspirin liều thấp, và nếu mà phải bổ sung thêm clopidogrel nữa thì dùng thời gian ngắn nhất có thể. Cũng như vậy, một số cái khuyến cáo 2019 của Hiệp hội Mạch máu Châu Âu, khuyến cáo 2019 của ESC về đái tháo đường, tiền đái tháo đường và bệnh lý tim mạch, khuyến cáo 2019 của Hội Mạch máu Thế giới cũng nói rằng nếu mà bệnh nhân được can thiệp tái tế máu thì cũng bắt đầu phải nghĩ đến việc phối hợp một thuốc kháng tiểu cầu với một thuốc chống đông đúng thế hệ mới và liều thấp thôi. Vừa nãy con bạn hỏi rằng là thuốc này đã có chưa? Thì đã có rồi, và chúng tôi đã ở Bạch Mai đã có rồi, liều thấp. Các bạn có thể kê đơn cho bệnh nhân sử dụng. Tiếp theo là việc điều trị thì còn có chăm sóc bàn chân nữa, đúng không ạ? Để cho nhìn các điều dưỡng của khoa C6. Người ta vẫn gọi đây là khoa thú chân, nghe cũng rất là buồn, nhưng thật ra cũng là cái niềm tự hào vì chúng ta là gắn bó với bệnh nhân. Điều trị không chỉ những cái đẹp đẽ mới điều trị, mà những cái nó xấu xí nhưng nó thực sự đem lại lợi ích cho người bệnh thì chúng ta cũng điều trị và dùng những chế phẩm tăng cường liền thương như thế này. Hay các bạn nhìn thấy ở đây là gì ạ? Đây là một số điều dưỡng của
bệnh viện nội tiết họ, các bạn đang làm gì ạ? Các bạn đang gọt cái vỏ quả cam. Tại sao? Để học cách để cắt lọc và những cái sẹo cho nó thật là tốt bằng cách là cắt lọc bằng cái quả cam trước đã. Rất là đầu tư rất nhiều thời gian để chăm sóc bàn chân cho bệnh nhân thật tốt. Ngoài ra còn có gì nữa ạ? Đây là hình ảnh mà các đồng nghiệp chúng tôi bệnh viện nội tiết trung ương chia sẻ. Tiêm yếu tố tăng trưởng, cắt lọc tối thiểu, dùng plasma lạnh, tập hồi chức năng cho người bệnh, chăm sóc vết loét. Như vậy là cần một cách tiếp cận cực kỳ toàn diện, cực kỳ đa chuyên khoa. Rõ ràng một bác sĩ tim mạch không được đào tạo để làm những cái này mà phải có những bác sĩ chuyên về chăm sóc bàn chân để làm những việc này. Hay đây một ca lâm sàng các đồng nghiệp cũng chia sẻ với chúng tôi cũng thấy rất là tự hào lây nên chia sẻ đúng không ạ, một bệnh nhân nhập viện loét chân như này xấu như này. Sau 7 ngày đúng không ạ, được hút áp lực âm, dùng yếu tố tăng trưởng biểu bì ghép da tự thân, sau 30 ngày, sau 2 tháng thì kết quả rất là tốt, rất là ngoạn mục đúng không ạ. Vậy thì sau khi đã đi toàn bộ kiến thức như vậy, quay lại ca lâm sàng bệnh nhân chúng ta. Đúng không ạ, một bệnh nhân vào viện loét chi, vết loét khó lành, điện tâm đồ thì có biến đổi, xuyên tim giảm vận động vùng, xuyên mạch thì hẹp tắc mạch nhiều nơi, động mạch đùi nông, động mạch chi dưới, mạch cảnh hẹp 60%. Vậy chúng ta phải làm gì? Tôi xin nói lại rằng không có một câu trả lời tuyệt đối chính xác. Và nếu các bạn nói rằng khuyến cáo nào bảo là ra phải chọn 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 thì không có. Thực sự là như vậy. Nhưng sau khi hội chẩn rất nhiều chuyên khoa, chúng tôi đã đề ra một cái giải pháp mà theo chúng tôi là tối ưu nhất cho người bệnh. Đó là vì bệnh nhân này có thiếu điện tâm đồ, có thiếu máu, vùng thiếu máu động mạch liên thất trước, có giảm chức năng thất trái. Và chúng tôi nghĩ rằng là sẽ không an tâm để làm bất cứ điều gì nếu ta không chụp để kiểm tra cái mạch vành của người bệnh. Và chúng tôi cần chụp mạch vành, thấy là hẹp rất là khít động mạch phép liên thất trước. Và bệnh nhân được đặt cái stent động mạch phép liên thất trước. Và sau đó chúng tôi đánh giá là cái tổn thương ở bệnh động mạch ngoại biên này dựa trên siêu mạch máu. Chúng tôi không chụp CT bởi vì bệnh nhân suy thận, nhưng mà các bác sĩ siêu kíp siêu của chúng tôi phòng C6 cũng làm rất tốt, mô tả rất là tốt. Cho nên thấy là tổn thương đây là gì ạ? Chỉ tính nha, chỉ là TAS C thôi, tức là cũng là không phải là không làm can thiệp được. Và vì vậy thì có vẻ là biện pháp tái tiêu máu là tốt hơn để can thiệp. Và như thấy các bạn thấy trước can thiệp là gì ạ? Hẹp khít, lan tỏa động mạch đùi nông, động mạch tầng dưới gối thì làm sao ạ? Tắc hoàn toàn động mạch chảy trước, động mạch chảy sau, hẹp khít động mạch mác. Tôi can thiệp là đặt stent động mạch đùi nông và tái tiêu máu động mạch mác và tái tiêu máu một phần động mạch chảy trước, và kết quả cũng khá là tốt. Về động mạch cảnh thì tôi cũng xem lại các khuyến cáo của ESC về xử trí động mạch cảnh. Thì bệnh động mạch cảnh 60% mà chưa có triệu chứng lâm sàng thì chưa có chỉ định can thiệp, vì vậy chúng tôi quyết định điều trị bảo tồn kết hợp với cả điều trị nội khoa là dùng kháng sinh phổ rộng vancomycin, carbamazepine, levofloxacin, dùng thuốc kháng huyết khối DAPT bởi bệnh nhân được đặt stent động mạch vành mà, dùng rivaroxaban liều thấp, kiểm soát đường máu bằng insulin, dùng thuốc chống biến chuyển và statin. Sau đó chúng tôi hội chẩn với cả chuyên khoa chăm sóc bàn chân và chuyển bệnh nhân đến được đơn vị chăm sóc bàn chân. Và quý đồng nghiệp có thể thấy là gì ạ? Bệnh nhân này được các đồng nghiệp của chúng tôi chăm sóc rất là tốt, ghép da, tiêm yếu tố tăng trưởng, hút áp lực âm, plasma lạnh, chăm sóc rất là tích cực, và sau 2 tháng đã liền hoàn toàn và cái bàn chân được tương đối bình thường. Đúng không ạ? Không chỉ bàn chân được tương đối bình thường mà những toàn thân, toàn trạng bệnh nhân cũng tốt. Chúng tôi không kỳ vọng là bệnh nhân cải thiện chân thất trái được ép từ 42 lên được 60 không có, nhưng bệnh nhân không gặp những cái biến cố mạch vành. Và như vậy cũng là một cái chấp nhận được rồi ạ. Vậy tổng kết lại về điều trị bệnh nhân bệnh động mạch chi dưới cho cần một cách tiếp cận đa chuyên khoa. Bác sĩ tuyến cơ sở thì sao ạ? Phát hiện sớm và sàng lọc bệnh sớm. Sàng lọc bệnh bằng gì ạ? Như thầy Quân đã nói rồi, chúng ta phải nghĩ đến bệnh, khám lâm sàng cẩn thận, đo ABI. Bác sĩ nội khoa tim mạch đánh giá nguy cơ tim mạch tổng thể của người bệnh, điều trị suy tim, tăng huyết áp, điều trị kháng huyết khối. Còn ai mà được đào tạo tốt hơn nữa hơn là chúng ta, vì đã được có kiến thức rồi, điều trị kháng huyết áp tiểu cầu, statin và các thuốc chống đông phù hợp với nhau như thế nào để lợi ích tối ưu mà không tăng nguy cơ chảy máu cho người bệnh. Đánh giá bằng các thể lâm sàng, Rutherford phân độ giai đoạn bệnh, Wagner đánh giá loét bàn chân đái tháo đường, Wi-Fi tiên lượng nguy cơ cắt cụt chi, bác sĩ nội tiết kiểm soát đường máu, vì chúng ta có vô số thuốc nội tiết để điều trị đường máu đúng không ạ? Từ chuyện uống chứ phần tiêm, tiêm tĩnh mạch, tiêm dưới da, bác sĩ nội tiết sẽ kiểm soát đường máu rất tốt. Bác sĩ chẩn đoán hình ảnh đánh giá chính xác tổn thương, hội chẩn tim mạch can thiệp và phẫu thuật mạch máu thì lựa chọn biện pháp tái tiêu máu tối ưu. Bác sĩ chấn thương chỉnh hình sẽ cắt cụt tối thiểu, tạo hình bàn chân, phẫu thuật ghép da, độ chăm sóc bàn chân chuyên nghiệp, bác sĩ chuyên khoa dinh dưỡng, rồi cả các điều dưỡng để giúp bệnh nhân tập hồi chức năng, tư vấn và theo dõi điều trị ngoại trú. Và đây là những cái công việc mà chúng tôi đã làm thời gian vừa qua và sắp làm
sẽ tiếp tục làm nữa. Chúng tôi tổ chức những cái việc khám sàng lọc tại cộng đồng, các bạn thấy là thầy Hải mang cả máy siêu âm đến tuyến cơ sở để siêu âm sàng lọc bệnh và hướng dẫn các bác sĩ tuyến cơ sở cách làm siêu âm. Các bạn nhìn thấy là phó giáo sư Phạm Mạnh Hùng, viện trưởng, là trưởng một cái khóa đào tạo về bệnh động mạch ngoại biên tại Viện Y tế Quốc gia Việt Nam. Chúng tôi đi về các tuyến dưới cùng làm can thiệp với các đồng nghiệp, tổ chức các bài giảng. Chúng tôi hội chẩn với cả các chuyên gia nước ngoài, mời những chuyên gia đầu ngành trên thế giới đến để cùng triển khai kỹ thuật, nâng cao kỹ thuật can thiệp bệnh động mạch chi dưới. Chúng ta hợp tác các chuyên gia trong nước như là rất là khăng khít với cả khoa nội tiết Bệnh viện Bạch Mai cũng như là Bệnh viện Nội tiết Trung ương để mà có sự chăm sóc cho bệnh nhân tốt nhất. Xin trân trọng cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý đồng nghiệp và các bạn. Anh Hải. Vâng, sau đây nếu mà có câu hỏi nào thì chúng ta sẽ cùng thảo luận. À vâng, có rất nhiều rồi ạ. Vâng. Thầy Hải điều hành. Alo. Anh giúp cái này ra nha. Vâng. Tôi cũng thán phục các đồng nghiệp của chúng ta trong cái buổi tọa đàm ngày hôm nay thì đúng là các đồng nghiệp phải làm việc là tích cực hơn chúng tôi vô cùng nhiều. Chúng tôi mỗi việc là nói thôi và sau đấy thì dõi theo tiến trình báo cáo của các báo cáo viên. Thế nhưng các đồng nghiệp bây giờ trụ lại là vẫn trên 400 đồng nghiệp vừa theo dõi tọa đàm, vừa nghe bài báo cáo mà lại vừa đánh câu hỏi chi chít hai trang A4. Thế thì thực ra là vì chúng ta không có nói chuyện trực tiếp được với nhau. Thế nên là các đồng nghiệp có khá nhiều các câu hỏi là trùng nhau. Tuy nhiên là các cái câu hỏi đó thì cũng cho thấy cái mối quan tâm của chúng ta nó tương đối là tập trung vào một số vấn đề. Thế liên quan đến các câu chuyện về chẩn đoán, các phương pháp chẩn đoán bệnh động mạch chi dưới thì chúng tôi xin phép chuyển cho thầy Quân trả lời. Các câu hỏi liên quan đến điều trị về nội khoa thì chúng tôi xin phép đảm nhiệm. Các câu hỏi liên quan đến can thiệp phối hợp đa chuyên khoa trong điều trị bệnh động mạch ngoại biên thì xin mời thầy Đinh Huỳnh Linh. Vâng, trước hết là các câu hỏi dành cho thầy Nguyễn Anh Quân ạ. Vâng, xin chào quý đồng nghiệp ạ. Xin phép được trả lời một số cái câu hỏi liên quan đến vấn đề là chẩn đoán bệnh động mạch ngoại biên. Câu hỏi thứ nhất là cái câu hỏi về cái mối liên quan giữa đo chỉ số cổ chân cánh tay ABI và siêu âm duplex mạch máu. Thì sau cái bài trình bày của tôi thì tôi cũng đã trả lời câu hỏi đấy rồi. Tốt nhất là chúng ta phối hợp cả hai để nó tăng cái khả năng chính xác trong chẩn đoán bệnh động mạch chi dưới. Tuy nhiên là sẽ tùy vào cái điều kiện thực tế của cơ sở y tế để chúng ta có cái vận dụng phù hợp. Nếu như chúng ta chưa đầu tư được cái máy đo chỉ số cổ chân cánh tay thì chúng ta hoàn toàn là chúng ta nên tập trung để đào tạo và bố trí một cái máy siêu âm cũng như là có những cái bác sĩ để có thể làm siêu âm mạch máu thật tốt. Thì cái này là tùy vào điều kiện của từng cơ sở. Thứ hai là chúng tôi nhận được ít nhất là 3 cái câu hỏi giống nhau là làm sao để có phân biệt được một cái thiếu máu chi dưới mạn tính mức độ nặng và thiếu máu chi dưới cấp tính. Thế thì xin phép được chia sẻ với các quý đồng nghiệp một chút ạ. Thứ nhất là về bệnh nguyên thì chúng ta nên nghĩ đến là bệnh nhân có thể như bài trình bày của thầy Hải đã trình bày là nếu như mà chúng ta người bệnh của chúng ta có những bệnh nguyên gợi ý đến nguyên nhân là có thể có thiếu máu chi dưới cấp tính, ví dụ như người bệnh có dung nhĩ này, người bệnh có bệnh lý hẹp van hai lá này, hoặc là có phình động mạch từ trước, thì đấy chính là những cái bệnh nguyên của huyết khối, và chính những cái huyết khối từ tim, huyết khối từ các cái khối phình động mạch ở phía thượng lưu đó có thể bắn xuống dưới và gây tắc động mạch chi dưới cấp, thì chúng ta sẽ nghĩ đến. Cái thứ hai là về mặt biểu hiện lâm sàng thì như các quý đồng nghiệp đã biết, nếu như mà bệnh nhân của chúng ta bị bệnh động mạch chi dưới mạn tính thì nó giống như một cái cây lâu ngày thì thiếu nước, thì các biểu hiện lâm sàng của người bệnh sẽ chủ yếu là các biểu hiện về thiểu dưỡng. Biểu hiện thiểu dưỡng ở đây thì nó thường thể hiện ở ngọn chi và có thể có các dấu hiệu như là teo cơ giang cốt, như là rụng lông này, rồi
móng thì sẽ khô, lông tóc móng sẽ khô, đấy là những biểu hiện về thiểu dưỡng. Thế còn đối với biểu hiện thiếu máu chi dưới cấp tính thì thường các biểu hiện do là cái nguồn cấp máu cho chi dưới của chúng ta sẽ bị cắt đột ngột, sẽ xảy ra cái quá trình là chuyển hóa yếm khí. Do vậy thì cái biểu hiện lâm sàng chủ yếu sẽ là loạn dưỡng. Các bạn sẽ thấy một cái chân bệnh nhân khá là sưng, lạnh và sau đó sẽ xuất hiện những cái rối loạn vận động và cảm giác theo như cái 6P mà các bài trình bày của chúng tôi cũng đã trình bày. Một cái điểm rất quan trọng nữa về mặt xét nghiệm thì thường là những cái trường hợp bệnh động mạch chi dưới mạn tính thì sẽ ít khi có tình trạng nhiễm trùng nhiễm độc, trừ phi mà nó có cái vết thương đang có nhiễm khuẩn. Thế còn đối với cái trường hợp mà thiếu máu chi dưới cấp tính thì cái biểu hiện nhiễm trùng nhiễm độc và khá thường gặp, và thường nếu mà chúng ta không có cái biện pháp xử trí kịp thời thì người bệnh hoàn toàn có thể bị tử vong do cái tình trạng nhiễm trùng nhiễm độc đấy ảnh hưởng toàn thân. Nhiễm trùng nhiễm độc thì có thể biểu hiện bằng xét nghiệm thì các bạn sẽ thấy là có tình trạng suy thận, có tình trạng là tăng các cái chỉ số viêm và nhiễm khuẩn như là bạch cầu, như là CRP hoặc là procalcitonin, rồi đặc biệt nữa là có tình trạng là tiêu cơ vân cấp thể hiện qua cái chỉ số CK tăng cao và có thể tăng động học. Về mặt điều trị thì chúng ta sẽ giữa hai cái thể lâm sàng đó thì chúng ta sẽ có hai cái cách tiếp cận khác nhau. Và các bạn cũng biết là đều với bệnh động mạch chi dưới mạn tính cũng như là thiếu máu chi cấp tính thì đều có phân loại Rutherford, nhưng mà Rutherford của bệnh động mạch chi dưới mạn tính thì là có 6 giai đoạn. Thế còn Rutherford của bệnh động mạch chi dưới của thiếu máu chi dưới cấp tính thì có 3 giai đoạn. Thì đấy là một số điểm chúng tôi xin phép được chia sẻ về cái sự phân biệt giữa thiếu máu chi dưới cấp tính và thiếu máu chi dưới mạn tính mức độ nặng. Về cái chỉ số ABI thì chúng tôi không thấy có sự khác biệt nào giữa cái khuyến cáo của Hội Tim mạch Châu Âu và của Hội Tim mạch Hoa Kỳ và Trường môn Tim mạch Hoa Kỳ cả. Cái tiêu chuẩn chuẩn đoán thì luôn luôn là chỉ số cổ chân cánh tay ABI nhỏ hơn bằng 0,9 và cái ngưỡng ABI lớn hơn 1,4 thì được coi là động mạch cứng, và trên cơ sở đó thì chúng ta sẽ có những cái tiếp cận nó phù hợp. Như chúng tôi đã chia sẻ, nếu như mà người bệnh của chúng ta trên lâm sàng các bạn nghi ngờ có bệnh động mạch chi dưới mặc dù ABI ở trong ngưỡng ranh giới hoặc là thậm chí trong ngưỡng bình thường thì chúng ta nên làm thêm các cái thăm khám khác, hoặc là khi mà ABI trên 1,4 thể hiện là động mạch cứng thì chúng ta cũng cần phải làm thêm những cái thăm khám khác để chẩn đoán. Nói chung là chúng ta nên phối hợp. Thế còn một câu hỏi nữa là nếu mà người bệnh của chúng ta có bệnh động mạch chi dưới thì có nên làm luôn các thăm dò động mạch não và động mạch vành luôn hay không? Thì câu trả lời là rất là nên. Thì tối thiểu chúng ta cũng cần, vì là như chúng tôi đã trình bày ở đầu tiên là bệnh động mạch ngoại biên chính là một cái chỉ dấu của cái bệnh lý sơ vữa động mạch có tính chất hệ thống. Ít nhất là chúng ta cũng phải làm những cái thăm dò rất cơ bản cho người bệnh, như trong các ca lâm sàng mà thầy Hải với thầy Linh đã chia sẻ, chúng ta phải làm cái điện tâm đồ xem có gợi ý đến bệnh tinh thiếu máu cục bộ hay không. Thế còn trong cái điều kiện của chúng ta thì nếu mà tốt nhất thì chúng ta có thể sàng lọc cho người bệnh bằng các cái thăm khám về siêu âm tim, siêu âm động mạch cảnh, siêu âm động mạch chủ bụng và các động mạch tạng bên cạnh cái siêu âm động mạch chi dưới. Thế còn những cái thăm khám mà sâu hơn, ví dụ như chụp các lớp vi tính mạch máu hoặc là chụp DSA thì chúng ta chỉ đặt ra nếu mà người bệnh có triệu chứng lâm sàng. Về cái ca lâm sàng mà chúng tôi đưa ra trong cái phần trong cái bài trình bày của mình về cái trường hợp lâm sàng người bệnh 50 tuổi thì ở Việt Nam thì như chúng tôi đã chia sẻ thì đa phần các trường hợp là bác sĩ sẽ chỉ định cái siêu âm đốt lơ mạch máu chi dưới, và nó cũng hoàn toàn hợp lý thôi để chúng ta có một cái nhận định ban đầu về cái thương tổn động mạch chi dưới của người bệnh. Thế tuy nhiên là những cái thăm dò tích cực hơn như là chụp cắt lớp vi tính mạch máu thì chúng tôi nghĩ là chưa cần thiết, bởi vì cái biểu hiện lâm sàng của bệnh nhân mới là một cái bệnh động mạch chi dưới mạn tính mà giai đoạn đau cái hồi nhẹ đến vừa, thì cái hướng dẫn về điều trị đầu tiên của chúng ta sẽ là điều trị nội khoa kết hợp với tập luyện. Chúng ta chưa đặt vấn đề là có cái điều trị tái tạo mạch ở đây, nên chụp cắt lớp vi tính vào thời điểm này theo tôi là không cần thiết, chưa cần thiết, mà ngược lại là có thể chúng ta sẽ phải chia sẻ với người bệnh về vấn đề rủi ro liên quan đến dị ứng thuốc, rồi vấn đề ảnh hưởng đến chức năng thận. Một câu hỏi nữa là về cái đo ABI thì như các bạn đã biết là bây giờ chúng ta có hai cái cách đo ABI. Ở một số cơ sở y tế thì có máy đo, hệ thống máy đo ABI tự động khá là tốt, tuy nhiên là đắt tiền. Thế còn đa phần các cơ sở y tế của chúng ta thì nếu mà chúng ta có thể trang bị được một cái đầu dò Doppler thì chúng ta hoàn toàn có thể đo ABI bằng tay, và chúng ta có những cái khóa đào tạo có thể training để thậm chí là kỹ thuật viên hoặc là điều dưỡng của chúng ta có thể tiến hành đo ABI bằng tay cho người bệnh. Vị trí đau cách hồi có thể giúp xác định được chỗ tắc nghẽn hay không? Vị trí đau cách hồi có thể gợi ý được vị trí chỗ tắc nghẽn, vì thường đau cách hồi của người bệnh thường sẽ hay ở bắp chân. Thế tuy nhiên đối với những cái tổn thương động mạch ở tầng chậu thì người bệnh có thể có biểu hiện là đau cách hồi ở vùng mông.
là bệnh nhân đi lại và đi một quãng đường nhất định, bệnh nhân có thể đau mỏi ở vùng mông, giống như cái phần câu hỏi tham khảo mà chúng tôi đã đưa ra trong bài trình bày của mình. Thế tuy nhiên là để có thể định khu được tổn thương của động mạch chi dưới thì tốt nhất là các bạn nên thăm khám lâm sàng mạch máu một cách đầy đủ và cẩn thận. Thì trên cơ sở và bắt mạch đùi ở vị trí vùng bẹn, bắt mạch khoeo ở trán khoeo, bắt mạch mu chân ở cổ chân, bắt mạch chảy sau ở đoạn ống gót, thì chúng ta hoàn toàn có thể định khu được cái tổn thương của người bệnh nằm ở tổn thương ở tầng chủ chậu hay là tầng đùi khoeo hay là tầng dưới gối, thông qua việc là các cái dấu hiệu. Nếu như bây giờ các bạn bắt mạch ở đùi ở vị trí vùng bẹn mà các bạn đã thấy mạch yếu rồi thì như vậy khả năng bệnh nhân sẽ bị tổn thương động mạch ở tầng chậu. Và nếu các bạn bắt mạch đùi ở vị trí vùng bẹn vẫn rõ mà bắt mạch khoeo lại không rõ thì như vậy khả năng tổn thương của bệnh nhân sẽ là ở động mạch bình ngông. Thì chúng ta hoàn toàn có thể định khu được bằng cách thăm khám lâm sàng mạch máu một cách cẩn thận. Chúng tôi xin kết thúc một số cái câu hỏi về phần chẩn đoán. Xin mời thầy Hải và thầy Linh tiếp tục trả lời các câu hỏi của các quý đồng nghiệp. Vâng ạ. Mời thầy Linh trả lời các câu hỏi liên quan đến vấn đề can thiệp và phối hợp đa chuyên khoa. Dạ vâng ạ. Cảm ơn thầy Hà, cảm ơn thầy Quân. Có một bạn hỏi một cái câu rất là hay rằng là bệnh nhân có thiếu máu chi dưới trầm trọng, tổn thương giải phẫu có thể can thiệp được và nhiễm trùng bàn chân nguy cơ cắt cụt cao. Vậy nên can thiệp tái tuyến máu trước hay phẫu thuật cắt cụt chi trước? Thực tế là chúng tôi đã có nhiều bệnh nhân mà chưa gửi đi cắt cụt chi, nhưng do mà cái việc là tái tuyến máu nó kém nên mỏng cụt rất là khó liền, và sau đó là phải cắt cụt cao hơn, cứ cắt cụt tầng và dưới cẳng chân, sau đó phải cắt cụt trên gối. Và vì vậy thì theo thực hành hiện tại bây giờ tôi cũng có sự đồng thuận tương đối khá là thống nhất thôi, cũng không có một cái khuyến cáo hay gì cả, đó là chúng ta nếu mà tổn thương giải phẫu có thể can thiệp được thì chúng ta có thể nên là can thiệp sớm cho bệnh nhân và sau đó chuyển sang luôn một cái chuyên khoa về mặt phẫu thuật chỉnh hình để họ cắt cụt chi. Và các bạn cũng không phải quá ngại vì cái việc là dùng thuốc kháng cái tập tiểu cầu hay thuốc chống đông nó có thể ảnh hưởng đến cái tỷ lệ chảy máu sau cắt cụt ạ. Chúng ta dùng kể cả sau can thiệp chúng ta dùng cái kháng tập tiểu cầu kép đi nữa thì thậm chí thêm cả thuốc chống đông bù cái liều rất là thấp thì cái các bác sĩ phẫu thuật bây giờ cũng là kiểm soát tình trạng chảy máu rất là tốt và chúng tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó chảy máu nhiều. Nếu các bạn phẫu thuật nhiều, phẫu thuật lớn trong ổ bụng chẳng hạn hay phẫu thuật khớp há chẳng hạn thì rất là ngại. Nhưng nếu các bạn tháo ngón thì thực ra là chúng tôi có những đồng nghiệp phẫu thuật viên rất là tốt, các đồng nghiệp cũng làm được. Cũng một bạn hỏi là bệnh nhân đặt stent động mạch đùi nông, sau khi đặt stent có lưu ý gì về tư vấn cho bệnh nhân để giữ cho stent nó không bị tái hẹp hay không? Vâng, thế thì các bạn biết rằng cái động mạch đùi nông là động mạch rất đặc biệt của cơ thể, đặc biệt là hai cái. Thứ nhất là nó có rất là ít nhánh bên, nó có rất là ít nhánh bên, gần như không có nhánh bên lớn, và vì vậy nếu mà nó tắc thì nó khá là nghiêm trọng. Cái thứ hai đó là động mạch đùi nông nó chạy xoắn vặn từ đằng trước ra đằng sau, đúng không ạ? Chạy vòng sau đến trán khoeo, đổi tên động mạch khoeo, thì có những cái vùng cơ nó rất là đè rất là nhiều. Đặc biệt là một số trường hợp là chúng tôi còn đặt stent còn qua cái vùng khoeo nữa. Vì thế thì nếu mà việc tư vấn cho bệnh nhân để giữ được stent tốt thì thứ nhất là gì ạ? Đầu tiên là bác sĩ là nên chọn cái loại stent mà gọi là tự nở đấy ạ, nó để uốn theo lòng mạch được là ưu tiên nhất. Thứ hai là nên dùng những cái thuốc chống cái tiểu cầu và chống đông một cái liều đúng để cho nó, và bệnh nhân phải tuân thủ điều trị để tránh cái tỷ lệ tái hẹp. Và thứ ba, với một số trường nếu mà bệnh nhân đặt cái stent nó quá lên, lan từ đùi nông nó lại sốt hơi cao một chút liên quan đến khớp háng ạ, thì bệnh nhân phải tránh những cái tư thế gập khớp háng hay gập khớp gối quá nhiều để ảnh hưởng đến cái tính bền vững của stent. Có một số câu hỏi khác thì ví dụ như là có bạn hỏi là rivaroxaban liều thấp nhất 10mg có bẻ được không? Thì chắc là cũng bẻ được, đúng không ạ thầy Hải? Nhưng mà nó không có khí ấy, nên là bẻ cũng hơi khó, hơi vất vả, và viên thì nó cũng nhỏ lắm, thì chắc là các bạn nghiên cứu xem thế nào ạ. Và chắc là cũng đủ, đúng rồi ạ, đúng không ạ? Còn một số câu là hội chứng Leric trong bệnh lý động mạch ngoại biên phát điều trị như thế nào, thì câu này tôi thấy là thầy Quân có trả lời rồi, đúng không ạ? Là có tắc động mạch chủ bụng kèm theo ngã ba chủ chậu thì viện pháp lựa chọn ưu tiên bây giờ vẫn nên là phẫu thuật. Ở nước ngoài thì họ có thể can thiệp động mạch được nhưng mà cũng khá là tốn kém, và hiện tại Việt Nam thì phẫu thuật vẫn là lựa chọn ưu tiên. Chắc còn một số câu nữa nhờ thầy Hải giải đáp liên quan đến vấn đề qua. Vâng,
Rất cảm ơn các đồng nghiệp đã lưu lại đến giờ phút này để chúng ta tiếp nối, chúng ta kết thúc cái buổi tọa đàm bằng cái phần câu trả hỏi đáp. Thì thực ra là chúng tôi cũng hơi lo, cứ phải check màn hình liên tục, không phải là vì là muốn kết thúc nhanh mà vì là sợ các quý đồng nghiệp nghe xong lại đi mất. Nhưng mà số lượng các đồng nghiệp tham gia vẫn rất ổn định. Thế thì chúng tôi xin phép trả lời trước hết là một số các câu hỏi về vấn đề điều trị của bệnh động mạch chi dưới trước khi chúng ta kết thúc buổi tọa đàm này. Thế thì có một số đồng nghiệp hỏi xoáy vào vấn đề của silostazone. Thì chúng ta biết là silostazone là thuốc ức chế phosphodiesterase, thì cái tác dụng chính của nó là giãn mạch. Ngoài ra thì nó cũng có góp phần vào chống ngưng tập tiểu cầu. Tuy nhiên là các cái thử nghiệm lâm sàng cho thấy là bản thân cái silostazone đơn độc thì nó không có tác dụng ngăn ngừa cái tiến triển của mảng xơ vữa, cũng như là dự phòng thự tiên phát và thứ phát đột quỵ. Thế vì thế nên là silostazone không được coi là thuốc để chỉ định, không được coi, đây không phải là thuốc chống đông và cũng không được coi là thuốc chống ngưng tập tiểu cầu, vai trò tương đương như aspirin để điều trị dự phòng các cái biến cố xơ vữa. Nó chỉ đơn giản là thuốc để cải thiện triệu chứng, và ngay cả cái cơ chế cải thiện triệu chứng của silostazone đến bây giờ vẫn chưa được thống nhất. Vì vậy nên là silostazone không được chỉ định cho những bệnh nhân bệnh động mạch chi dưới mà không có triệu chứng lâm sàng. Điểm thứ nhất. Điểm thứ hai là nó không có chống chỉ định phối hợp với aspirin và clopidogrel, cũng như là thuốc chống đông nếu như bệnh nhân có bệnh nhân thấy rằng cần thiết. Tuy nhiên chúng ta thấy là cái chỉ định dùng silostazone là chỉ định loại 2, tức là chúng ta có thể xem xét phối hợp để cải thiện triệu chứng chứ không phải chúng ta bắt buộc phải dùng. Để vì thế nên là các đồng nghiệp chúng ta có thể cân nhắc liên quan đến silostazone. Về điều trị liều mạch máu của riazaban, hiện tại thì NOAC thì mới chỉ có riazaban với liều mạch máu thì được nghiên cứu đối với bệnh nhân bệnh động mạch chi dưới. Và cái chỉ định tốt nhất hiện tại đối với các bệnh nhân mà chúng tôi đang được điều trị trên thực tế và đã chứng minh, chúng ta thấy là đã được hiệu quả và tính an toàn cũng đã được chứng minh, đó là gì ạ? Đó là phối hợp với chống ngưng tập tiểu cầu ở những trường hợp mà sau can thiệp tái tưới máu. Đó, sau can thiệp tái tưới máu thì cái lợi ích lớn nhất là cái nhóm riazaban liều mạch máu đem lại. Còn các cái nhóm khác mà ví dụ như là bệnh động mạch chi dưới mà đau cách hồi, hay là bệnh động mạch chi dưới mà có giai đoạn gọi là thiếu máu chi mà đe dọa, thì chúng ta có thể sử dụng theo cái kết quả của nghiên cứu COMPASS. Tuy nhiên cái bằng chứng thuyết phục nhất đến từ nghiên cứu PAD đó. Xin nói thêm một chút xíu nữa, cái này nói vui thôi ạ. Hội chứng Lurich ở bệnh nhân bệnh động mạch ngoại biên thì hội chứng này thì được cái này là chỉ dành cho nam giới thôi, bởi vì là trên lâm sàng là ông Lurich ông thấy là có tam chứng Lurich, tức là bệnh nhân thì có đau cách hồi, có gì nữa nhỉ, có liệt dương và có đau. Thế còn thiếu máu chi dưới, chi cấp tính và thiếu máu chi mạn tính, thì trên thực tế chúng ta bám vào cái chẩn đoán của thiếu máu chi cấp tính thì chúng ta dựa vào lâm sàng. Quý đồng nghiệp chỉ cần thực ra đối với các tuyến mà ở xa thì chúng ta chỉ cần nhớ là gì ạ? Thời gian khởi phát trong vòng 2 tuần cộng với lại các cái triệu chứng của 6P. Thì trong các triệu chứng của 6P thì đặc biệt chú ý đến vấn đề rối loạn cảm giác, nhất là rối loạn cảm giác sâu. Đó, bởi vì nó là cái ranh giới để chúng ta thấy rằng bệnh nhân đang ở giai đoạn đe dọa, tức là Rutherford 2A 2B hay là Rutherford 3, tức là mất cả cảm giác và mất cả vận động. Về một vấn đề tôi xin phép trả lời câu hỏi cuối cùng, bởi vì những câu hỏi khác là cũng trùng với nhau, đó là gì? Đó là đo ABI bằng chúng ta, nếu như chúng tôi vẫn đang đứng ở cái góc độ lại về phía của cơ sở y học của các cái phòng khám của tuyến cơ sở, thì chúng ta có nên dùng các cái máy ABI đo bằng máy đo tự động để chúng ta đo ABI thay vì dùng máy đo bằng tay hay không? Thì trên thực tế chúng ta phải thấy rằng tất cả các khuyến cáo từ châu Âu, châu Mỹ, chúng ta đều người ta đều đưa ra cách đo dựa vào máy siêu âm Doppler cầm tay. Một, vì nó đơn giản.
Hai là đúng là nó nhanh, và ba là nó rẻ tiền và đem lại cái độ chính xác và sàng lọc, cái độ nhạy, độ đặc hiệu đều rất cao, trên 90% trong sàng lọc bệnh động mạch chi dưới. Thế còn các cái máy mà đo, có thể đo AVI tự động, thì những cái máy này không phải, nó rất là đắt, phải nói là nó rất là đắt, bởi vì nó hàng mấy trăm triệu, bởi vì nó không phải chỉ có đo AVI mà nó còn đo vận tốc lan truyền sóng mạch, đo độ cứng của thành mạch nữa. Thế và góp phần đó tuổi động mạch, thành ra là cái mục tiêu của họ khác. Nếu như chúng ta chỉ ở tuyến cơ sở đơn thuần thì chúng ta có thể chỉ cần sử dụng cái máy AVI cầm tay để chúng ta sàng lọc bệnh động mạch chi dưới. Xin phép thầy Phạm Mạnh Hùng, do thầy đi họp và bây giờ vẫn chưa xong nên chúng tôi xin phép thay mặt dạ. Dạ. Anh Ngọc Trung. Vâng ạ, xin mời ạ. Anh có nói được không? Hay anh đánh máy nhỉ? Anh Trung nói luôn được không ạ? Thì không phải đánh máy nữa. Trong danh sách chưa nhìn thấy cái câu hỏi của anh Lương Ngọc Trung, thì vậy anh Lương Ngọc Trung vui lòng có thể bật mic và nói được không ạ? Vâng ạ. Alo, nghe không ạ? Chúng tôi nghe rõ ạ. Dạ, xin chào chủ tọa đoàn, xin chào bác sĩ Linh. Chúng ta lại gặp nhau mùa dịch. Xin cảm ơn bệnh viện Bạch Mai và các chủ tọa đoàn đã tổ chức một cuộc hội thảo rất tuyệt vời. Có hai vấn đề nhỏ nhỏ xin phép được trao đổi với quý đồng nghiệp để chúng ta có thể mở ra một cái mới hơn ở bệnh nhân mà có bệnh lý mạch máu chi dưới mà không thể tái tư máu được, tức là bắt buộc phải cắt. Nhưng mà có những nghiên cứu gần đây chúng ta thấy là cái nghiên cứu về động mạch quá tĩnh mạch ở những bệnh nhân có cái thiếu máu chi dưới mà đe dọa, tức là không thể tái tạo máu được và đang cắt chi ở cao, thì độc quá tĩnh mạch là một cái giải pháp có thể bảo tồn được chi cho bệnh nhân. Chúng ta review một cái bài báo năm 2017 và gần đây nhất là một cái bài báo về can thiệp động mạch của bác sĩ Stephen Kung ở Changi Hospital ở Singapore. Thì chúng ta thấy rằng là tỷ lệ bảo tồn chi trong trường hợp mà chúng ta động mạch quá tĩnh mạch trong năm đầu tiên nó đạt được con số 75%, và cái hai việc. Việc thứ nhất là chúng ta phải tạo một cái AVS thông từ động mạch sang tĩnh mạch và sẽ đặt ở cái stent có màng bọc lại, chi phí vô cùng tốn kém. Và cái thứ hai là chúng ta phải dùng những cái dụng cụ đặc biệt để mà phá van tĩnh mạch. Người ta biết là tĩnh mạch nó có cái van, nó cho máu nó chỉ chảy một chiều thôi. Thực tế là cái biện pháp này nó cũng đã được sử dụng, và bên Stephen Kam là bác sĩ Kam là có lẽ là một trong chuyên gia hàng đầu về can thiệp mạch máu tầng dưới gối trên thế giới. Nhưng mà thực tế tôi nghĩ rằng một cách rất là chân thành, nó cũng là một tương lai khá xa nữa để triển khai ở Việt Nam, bởi một cái stent có màng bọc chẳng hạn, chi phí khoảng tầm hiện tại là khoảng 3.000 đô, chưa nói những cái dụng cụ phá van nó cũng khá là tốn kém. Đây là chúng ta chưa nói về mặt kỹ thuật nữa. Thì thực tế rằng có lẽ rằng để xét chi phí hiệu quả thì ta phát hiện bệnh sớm, tư vấn cho người bệnh thay đổi lối sống, bỏ thuốc lá,
dùng các thuốc kháng đông, kháng cái tập tiểu cầu, phát hiện sớm, phối hợp đa chuyên khoa, chăm sóc tốt, có vẻ nó đem lại cái lợi ích nó lớn hơn. Còn khi bệnh nhân đã đến giai đoạn vô cùng muộn mà không thể cứu vãn được thì thường là bệnh nhân cũng có rất nhiều vấn đề khác trong hoàn cảnh Việt Nam, như là bệnh nhân cũng suy tim, suy thận nhiều, rồi bệnh nhân điều kiện kinh tế khó khăn, rồi bệnh nhân là bị bệnh mạch vành, rồi tổn thương mạch nhiều nơi. Thì đấy cũng là một giải pháp chúng ta biết là có, nhưng mà có lẽ là một cách thực tế thì chúng ta sẽ hướng đến những cái giải pháp mà mang tính cộng đồng, ích lợi cao hơn. À, xin hết ạ. Vâng, xin tiếp lời của tiến sĩ Đinh Huỳnh Linh, thì chúng tôi rất cảm ơn anh Trung, rất cảm ơn đồng nghiệp bác sĩ Lương Đình Trung với ý kiến rất là sắc sảo và cập nhật. Thì chúng ta thấy rằng kỹ thuật động mạch hóa tĩnh mạch và kỹ thuật tế bào gốc cũng như là các cái các cái chất tăng sinh mạch đấy thì nó rất là có ý nghĩa và cứ cho như là rất là hứa hẹn với các bệnh nhân mà không còn cái chỉ định hoặc không thể tái tế máu được. Mà chúng ta thấy tỷ lệ những bệnh nhân mà không thể tái tế máu lên tới 40% thì chúng ta vẫn phải chăm sóc họ và chúng ta vẫn phải tìm cách để chúng ta cải thiện chất lượng cuộc sống cũng như cải thiện tiên lượng của họ. Tuy nhiên đến giờ phút này, ví dụ như là những bệnh nhân mà những cái thử nghiệm lâm sàng tương đối nhỏ liên quan đến tế bào gốc hay là các cái tất tăng sinh mạch đối với các bệnh nhân bệnh động mạch chi dưới giai đoạn trầm trọng đấy, giai đoạn gọi là đe dọa đấy, thì chúng ta thấy họ bị ảnh hưởng rất nhiều bởi vấn đề là cái tiên lượng sống của bệnh nhân. Những bệnh nhân đấy thường là những bệnh nhân không phải chỉ có bệnh lý nhiều động mạch mà cái tình trạng toàn trạng cũng khá là nặng và họ nhiều khi là cái theo dõi lâu dài họ lại tử vong vì những nguyên nhân không do mạch máu. Thì đấy cũng là một trong những cái hạn chế mà đến giờ phút này chúng ta thấy là có những cái thử nghiệm hứa hẹn. Như chúng tôi theo dõi là ở viện tim mạch thử nghiệm lâm sàng đầu tiên, các cái gọi là nghiên cứu lâm sàng đối với tế bào gốc ở bệnh nhân điều trị bệnh nhân suy tim sau mồi máu cơ tim là từ năm 2009, và từ thời đó giáo sư Việt, giáo sư Lợi, giáo sư Phạm Mạnh Hùng cũng đang nghĩ đến cái khả năng áp dụng cho bệnh động mạch chi dưới và phối hợp với các đồng nghiệp quốc tế. Tuy nhiên là đến giờ này thì chúng ta vẫn chưa triển khai được. Mặc dù vậy thì cũng xin rất hoan nghênh ý kiến của anh chủ, của bác sĩ Trung, và hy vọng là chúng ta sẽ cùng hợp tác trong một cái tương lai gần đây để chúng ta có thể làm các cái thử nghiệm lâm sàng đa trung tâm tốt nhất, có ý nghĩa về mặt khoa học đối với bệnh nhân. Thế thì xin phép, vì cũng đã quá giờ cũng khá nhiều rồi, chúng ta dự kiến là tọa đàm đến 4 giờ mà bây giờ chúng ta đã chuẩn bị đến 5 giờ. Thì xin phép thay mặt giáo sư Phạm Mạnh Hùng, chúng tôi, ba báo cáo viên và các nhà tổ chức xin phép được tổng kết lại buổi tọa đàm ngày hôm nay, chủ đề bệnh lý động mạch ngoại biên tiếp cận đa chuyên khoa đa góc nhìn. Thì chúng ta thấy như giáo sư Phạm Mạnh Hùng đã nói là bệnh lý động mạch ngoại biên càng ngày càng tăng, và cái tỷ lệ bệnh nhân bệnh động mạch ngoại biên thì tính ra tất là nó còn phụ thuộc vào lứa tuổi và các yếu tố nguy cơ, nhưng thường ở cái độ tuổi từ 55 tuổi trở lên là khoảng 10-12%. Và như vậy để chẩn đoán bệnh nhân bệnh động mạch ngoại biên thì chúng ta, tất cả các bác sĩ, từ các bác sĩ nội khoa chung tổng quát cho đến các bác sĩ chuyên khoa tim mạch hay là các bác sĩ chuyên khoa khác như là bác sĩ nội tiết, bác sĩ cơ xương khớp v.v. đều phải hết sức cảnh giác để có thể phát hiện được bệnh động mạch ngoại biên ở những người có các triệu chứng dù là nghèo nàn, và ngược lại có thể phát hiện bệnh động mạch ngoại biên ở những bệnh nhân tim mạch, ví dụ như là bệnh nhân sau đột quỵ, bệnh nhân bị hội chứng bành cấp, để chúng ta cảnh giác, chúng ta phát hiện sớm với các biện pháp từ đơn giản như là sàng lọc bằng chỉ số ABI hay là siêu âm Doppler. Xin dừng lại một chút để nói thêm là Trung tâm Đào tạo và Chỉ đạo tuyến của Bệnh viện Bạch Mai phối hợp với Viện Tim mạch Bệnh viện Bạch Mai từ khoảng 6 năm nay đã tổ chức liên tục các cái khóa đào tạo 3 tháng 1 về siêu âm mạch máu cơ bản. Và sau 3 tháng, các đồng nghiệp chúng tôi đã tổ chức rất nhiều khóa như vậy. Và chúng tôi có thể xin phép là tự hào để có thể nói rằng tất cả các đồng nghiệp của chúng tôi sau khi trải qua khóa đào tạo này đều đã được trang bị một cái nền tảng về mặt bệnh học cũng như nền tảng về mặt siêu âm để có thể chẩn đoán được những bệnh lý mạch máu cơ bản. Và đấy là lực lượng hết sức đắc lực để giúp chúng ta có thể chẩn đoán được chính xác, dựa vào siêu âm chẩn đoán chính xác mức độ và đưa ra các cái chỉ định cũng như là theo dõi bệnh nhân bệnh động mạch chi dưới. Để điều trị bệnh động mạch chi dưới mãn tính thì chúng ta
đi từ các tuyến cơ sở với kiểm soát tốt các yếu tố nguy cơ, sử dụng các cái biện pháp để cải thiện tiên lượng, cải thiện triệu chứng bằng các cái thuốc khác nhau cũng như là các cái bài tập phục hồi chức năng vận động có kiểm soát. Thì cũng xin lỗi hẹn với lại quý đồng nghiệp, một quý đồng nghiệp hỏi về các cái protocol. Thì thực ra là nếu chúng ta có nhiều thời gian hơn thì chúng ta có thể trao đổi được kỹ hơn trên cơ sở là chúng ta có một cái, chúng tôi có phối hợp với các bác sĩ chuyên khoa phục hồi chức năng có chương trình tập phục hồi chức năng vận động có kiểm soát dành cho người bệnh động mạch chi dưới, và chúng ta có thể cùng trao đổi để chúng ta hỗ trợ cho bệnh nhân tốt hơn bất kể ở tuyến nào và có thể là điều trị tại nhà nữa. Ngoài ra thì chúng ta cũng phải chú ý đến các cái biện pháp để tái tưới máu cho bệnh nhân bằng phương pháp can thiệp hay phẫu thuật khi có chỉ định. Thầy Đinh Huỳnh Linh đã giúp chúng ta có một cái nhìn đa ngành, đa chuyên khoa và giúp cho chúng ta có thể hình thành được một cái nhóm chuyên gia mạch máu trong chăm sóc bệnh nhân mạch máu, cho dù là chúng ta ở bệnh viện tuyến nào, có thể xuất phát điểm chỉ là tuyến huyện, nhưng chúng ta cũng có đầy đủ các bác sĩ có thể tiếp cận và có theo nhiều hướng và có thể chăm sóc bệnh nhân bệnh động mạch chi dưới một cách toàn diện. Để kết thúc thì chúng tôi rất cảm ơn Hội Tim Mạch phối hợp với Viện Tim Mạch Việt Nam đã cho phép chúng tôi được báo cáo buổi tọa đàm này. Cảm ơn hai công ty Medtronic và Bayer đã cùng đồng hành với chúng ta, và đặc biệt cảm ơn đã có những thời điểm là lên tới trên 550 đồng nghiệp cùng tham gia vào buổi tọa đàm buổi chiều ngày hôm nay. Và chúng tôi rất hân hạnh được tiếp tục duy trì các buổi tọa đàm này, được lắng nghe các ý kiến phản hồi của các quý đồng nghiệp, và rất mong các quý đồng nghiệp sẽ cho chúng tôi thêm các cái ý tưởng để chúng ta có thể cùng tổ chức các cái buổi tọa đàm tương tự như vậy, hoặc cũng có thể là rộng hơn, hoặc cũng có thể là hẹp hơn với từng chuyên khoa, để chúng ta nhằm một mục tiêu cuối cùng là chẩn đoán và điều trị chăm sóc bệnh nhân bệnh động mạch chi dưới được tốt nhất. Xin trân trọng cảm ơn. Online lấy đâu ra vỗ tay.